Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 131. Hắn vừa dứt lời, Bạch Tiền Bối đã đưa tay, đem hắn nguyên thần thu lấy đi qua, vò thành tiểu cầu, chỉ cần ngươi không thả thánh quang, đối với ta ngược lại không có ảnh hưởng. Nhưng gần nhất ngươi quá khiêu, để cho ta rất khó chịu. Tống Thư Hàng. Mà cùng một thời gian, cổ u ý chí tập hợp thể thân ảnh, vừa vặn từ Tống Thư Hàng nguyên thần nguyên bản vị trí lướt qua. Đem hắn đem cho ta. Cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể chằm chằm vào hai vị Bạch Tiền Bối, nôn nóng kêu lên. Trong giọng nói tràn đầy cấp bách, nàng có thể cảm ứng được đối diện hai người này khó đối phó. Ngươi vì cái gì muốn hắn? Bạch Tiền Bối hỏi. Hắn vốn chính là thuộc về ta, chúng ta vốn chính là một thể. Cổ u hỗn độn ý chí trầm giọng nói. Tống Thư Hàng. Tỷ tỷ, ta lúc nào cùng ngươi là một thể? Ta nghĩ, ngươi nhất định là sai lầm. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói, hắn không phải người của thế giới này, cùng ngươi một thể sự, càng không thể nào nói lên. Không có sai, cổ u hỗn độn ý chí kiên định nói. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại có thể xác định, ngươi khẳng định nhận lầm người. Tống Thư Hàng mỉm cười, khẳng định nói, nếu như ta đoán không lầm, như lời ngươi nói hợp thể đối tượng. Nhất định là Tống đầu gỗ nổi đúng hay không? Bạch Tiền Bối, xin cho ta trở về hình dáng ban đầu. Hắn đã từng bị rất nhiều vị đại lão nhận lầm, bị rất nhiều vị viễn cổ đại lão hiểu lầm, còn bị viễn cổ các đại lão đánh bay qua nhiều lần. Nhưng sau cùng sự thật chứng minh, những đại lão này đều là nhận lầm. Sai không phải hắn, hết thảy đều là Tống đầu gỗ sai. Bạch Tiền Bối buông tay, bị vò thành cầu Tống Thư Hàng nguyên thần trở về hình dáng ban đầu. Nhưng thật đáng tiếc, ta không phải Tống đầu gỗ, ngươi nhìn kỹ, ta cùng hắn vẫn có khác nhau rất lớn. Tống Thư Hàng trả lời. Những cái kia đại lão cũng đều chỉ là lần đầu tiên nhìn lầm, nhưng chỉ cần nghiêm túc lại nhìn một lát, lập tức liền có thể đem hắn cùng Tống đầu gỗ phân chia ra tới. Điều này nói rõ hắn cùng Tống đầu gỗ ở giữa, vẫn có tương đối rõ ràng khác biệt. Ta mặc kệ ngươi nói Tống đầu gỗ là ai, nhưng dù sao ngươi là ta. Thật sự không thời gian. Cổ u hỗn độn ý chí nổi giận nói, hai vị nếu muốn ngăn cản ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nơi này là cổ u, là đất của ta. Theo nàng tức giận, cổ u thế giới sôi trào lên. Trên mặt đất tà năng sôi trào, nhấc lên từng đợt sóng lớn, toàn bộ cổ u thế giới lực lượng tại nổi giận. Nàng muốn lấy toàn bộ cổ u thế giới lực lượng, hoành cản trước mặt nàng trở ngại. Nhưng là, nàng vừa mới nói được nửa câu. Đã thấy đối diện vị kia màu đen ăn mặc nam tử, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, toàn bộ cuồng bạo cổ u thế giới, đột nhiên liền gió êm sóng lặng. Những cái kia tà năng nhu thuận thần phục, bình tĩnh trở lại. Chỉ có thế giới chỗ sâu, còn có một số tà năng tại cuồng bạo bốc lên, nhưng lại không cách nào nhấc lên sóng lớn. Cổ u hỗn độn ý chí ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại ảo giác, vị này nam tử áo đen. Giống như nàng, cũng là cổ u ý chí tập hợp thể, cũng là cổ u chúa tể. Song phương có được cơ hồ giống nhau quyền hạn. Ngươi thành công, cổ u hỗn độn ý chí đột nhiên kinh hoàng nói. Bạch Tiền Bối. Cổ u hỗn độn ý chí phát cuồng nói, hắn đã thành công, không thể để cho hắn lại tiếp tục. Nếu là cổ u quyền hành bị hắn cướp đi, chúng ta liền triệt để phải kết thúc. Nhanh cùng ta hợp thể, dạng này chúng ta còn có cơ hội. Nhanh tỉnh táo lại. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối chú ý đến nàng lời nói bên trong trọng điểm, có người muốn đoạt lấy cái này cổ u thế giới chúa tể giả quyền hạn. Loại chuyện này cũng có thể làm được. Trên lý luận tới nói cũng không khả năng, giống như ta vậy đặc thù tồn tại, chỉ cần ta không ra cửu u, không có bất kỳ người nào có thể đem ta quyền hạn cướp đi. Coi như béo cầu sinh ra, cũng chỉ là cùng ta cùng hưởng chúa tể giả quyền hạn. Bạch Tiền Bối nói. Nhưng cái này cổ u thế giới dù sao không phải cửu u, mà lại chỉ là cái trước thế giới mảnh vỡ, khả năng pháp tắc bên trên sẽ có lỗ thủng, cùng hiện tại cửu u thế giới sẽ có khác nhau. Có người tới, Bạch Tiền Bối nói. Tại cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể sau lưng, đột nhiên có một đạo hắc ám cái bóng ngưng tụ thành hình. Cái kia hắc ám cái bóng nhấc tay, thân thể hóa thành một căn ma thần trụ, hướng phía cổ u hỗn độn ý chí chân áp xuống. Ma thần trụ đánh xuống, cổ u hỗn độn ý chí không tránh kịp. Nói đúng ra, là nàng đang chuẩn bị tránh né trước trong nháy mắt, lại phảng phất bị định thân đồng dạng.
bị định thân thời gian chỉ là sát na, lại đầy đủ ma thần trụ đánh xuống. Cổ u hỗn độn ý chí có một bộ phận trực tiếp bị ma thần trụ trấn áp, còn sót lại bộ phận, bị oanh chia 5 xẻ 7. Phân liệt hỗn độn ý chí, ngưng tụ làm 5 cái nhỏ một vòng hỗn độn ý chí tập hợp thể. 5 cái hỗn độn ý chí tập hợp thể gầm thét, cùng nhau phất tay. Toàn bộ cổ u thế giới lực lượng bạo tẩu, đánh úp về phía cây kia ma thần trụ, muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng chuyện quỷ dị lại phát sinh. Toàn bộ bốc lên cổ u thế giới lại dừng lại một cái sát na. To lớn ma thần trụ vung vẩy, đem 5 cái cổ u hỗn độn ý chí đập càng nát. Cái này ma thần trụ, đối cổ u hỗn độn ý chí liền phảng phất có khắc chế hiệu quả. Bị nện thành càng bể nát hình thái cổ u ý chí bên trong, có một cái quay đầu nhìn Tống Thư Hàng một chút. Sau đó, nàng đột nhiên đưa tay ném một cái, cầm trong tay con số nhỏ gấp 10 lần nhân quả thương hướng phía Tống Thư Hàng phóng tới. Bạch tiền bối cong ngón búng ra. Đốt. Nhân quả thương liền bị đánh đoạn, vỡ thành 2 đoạn. Một đoạn trực tiếp biến mất, hóa thành cổ u thế giới tà năng. Một cái khác đoạn xoay tròn lấy, cắm ở Tống Thư Hàng nguyên thần trước mặt. Tống Thư Hàng nguyên thần duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí điểm tại cái này mũi thương bên trên. Xem xét bí pháp thi triển đi ra. Tại phía xa xích long động phân thân, viễn trình quét thẻ thanh toán đại giới. Sau đó, giám định kết quả xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Nhân quả thương mảnh vỡ, cổ u hỗn độn ý chí lấy pháp tắc cụ hiện hóa đi ra thần binh, có được dẫn dắt nhân quả chi lực, sử dụng phương pháp chính xác, có thể dẫn đạo ra lực lượng của nó. Bởi vì là mảnh vỡ, hắn còn có thể bị sử dụng một lần. Nguyên thần đầu ngón tay, cũng không có xuất hiện tổn thương, cái này một nửa thân thương đã không có đủ lực tổn thương. Tựa như là cái thứ tốt. Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên cái này đoạn thân thương, nói thế nào cũng là thần binh mảnh vỡ, lại đúng lúc là thương hình thái. Xích đồng tựa hồ liền muốn dùng trường mâu, thứ này cải tạo một chút, biết đánh nhau hay không tạo ra một thanh không tệ trường mâu đến. Bạch tiền bối nghi ngờ nói, xích đồng là ai? Người gần nhất không phải tại bế tử quan sao? Hắc đồng thập tam thế đệ đệ, ta đang bế quan quá trình bên trong, lòng có cảm giác, nguyên thần xuất khiếu đi kết hòa hắn ở giữa nhân quả. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Bạch tiền bối. Ngươi có phải hay không đối bế tử quan cái từ này có chỗ hiểu lầm? Mà lúc này, cổ u hỗn độn ý chí bị đánh tan, nàng dứt khoát toàn bộ tiêu tán ra, dung nhập vào cổ u thế giới biến mất không thấy gì nữa. Nàng là cổ u ý chí tập hợp thể, nàng có thể tồn tại ở cổ u thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, lại có thể một lần nữa ngưng tụ. Nơi xa. Cây kia ma thần trụ một lần nữa hóa thành nhân hình, toàn thân bị khói đen che phủ. Hắn lại xa xa chằm chằm vào hai vị bạch cùng Tống Thư Hàng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên tay Tống Thư Hàng một nửa nhân quả thương bên trên. Tống Thư Hàng đưa tay, đem một nửa nhân quả thương gánh tại trên lưng thứ này, là chiến lợi phẩm của hắn. Đối diện cái kia ma thần thân trụ ảnh chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là cố kỵ hai vị bạch. Chính là vị này đại lão, tại đoạt lấy cổ u quyền hạn. Tống Thư Hàng hỏi. Vị này đại lão nhìn rất sâu, hắn ma thần trụ đối cổ u hỗn độn ý chí có được hoàn toàn khắc chế lực. Tại cổ u thế giới, lại còn treo lên đánh cổ u hỗn độn ý chí, cái này cần cường hãn tới trình độ nào? Bạch tiền bối, hẳn là không sai được, đây là một tôn trường sinh giả cảnh giới tồn tại, mà lại không phải phổ thông trường sinh giả. Thánh nhân cấp bậc kia, Tống Thư Hàng hỏi. Chỉ sợ, chỉ kém một đường, bạch tiền bối lên tiếng nói. Ta càng muốn biết, cái kia cổ u hỗn độn ý chí, vì sao lại cho rằng Tống Thư Hàng cùng nàng là một thể. Bạch tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, người mấy ngày nay, đã làm gì? Cũng không có làm gì, chính là không cẩn thận đối cổ u hỗn độn ý chí. Đúng, ta sắt thép hóa thân còn cuốn vào đến một cái kỳ quái thái dương thuyền nghi thức, hóa thân thành mặt trời nhỏ. Bất quá còn không thoải mái mấy ngày. Thiên đế xuất hiện, nàng phụ thân tại vũ nhu tử linh quỷ bên trên, cưỡng đoạt đi ta sắt thép hóa thân cùng mặt trời nhỏ. Ta bị ngộ nhận, có thể hay không cùng yếu tố này có quan hệ. Có lẽ, Thái Dương thuyền nguyên chủ nhân tinh quốc công chúa cùng cổ u hỗn độn ý chí ở giữa có quan hệ. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch tiền bối yên lặng gật đầu đối cấp thế giới boss, Tống Thư Hàng thật sự là chuyên nghiệp. Tiếp theo, ta còn bị cuốn vào đến cật qua thánh quân 8 tấn 9 thiên kiếp.
hiện tại bản thể của ta còn tại cái kia bị sét đánh. Ta nhất định phải tại 30 ngày thời gian bên trong tấn thăng lục phẩm, đem ta bản thể cho hút ra tới. Tống Thư Hàng một mặt khổ bức, nói, hắn đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Sau đó, hắn truyền âm nhập mật nói, ta còn cùng nghi là Hắc Long thế giới Long Lạc ý chí, đặt trước minh hữu quan hệ. Có lẽ, ta bị ngộ nhận, cùng việc này cũng có quan. Dù sao, nếu như muốn nói hợp thể, cổ u ý chí muốn hợp thể đối tượng, hẳn là Long Lạc ý chí. Không cần dùng truyền âm phương thức, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể nghe được, nhìn thấy chúng ta tại giao lưu cái gì. Bạch Tiền Bối nói, Tinh Quốc Công Chúa và Thái Dương Thuyền nghi thức cùng Hắc Long thế giới Long Lạc minh hữu khế ước, hai cái này là ngươi bị ngộ nhận lớn nhất khả năng. Tóm lại, gần nhất ngươi đừng chạy cổ u thế giới. Chờ chúng ta trở về tìm ngươi, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu, nếu không phải thao tác sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không đến cổ u thế giới. Ngươi lần này tới tìm chúng ta có việc, Bạch Tiền Bối lại hỏi. Đúng vậy, kém chút quên đi chính sự. Ta viên thứ hai tiểu kim đan cấu đồ, kém một cái cuối cùng boss. Nhưng là, ta thiếu khuyết linh cảm, cho nên muốn tìm đến Bạch Tiền Bối, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tống Thư Hàng nói. Sau đó sau một khắc, Tống Thư Hàng liền lại bị vò thành cầu. Ngươi tấm thứ hai kim đan cấu đồ ta xem qua, nhưng này phong cách vẽ cùng ta khác biệt. Ta mặc dù là cửu u chúa tể, nhưng ta chưa từng có cùng chư thiên vạn giới chính diện đối qua. Ta tại thành đạo trước đó, nhân duyên vô cùng tốt, chư thiên vạn giới khắp nơi trên đất là bằng hữu của ta. Sở dĩ, trên tấm hình loại này bị chư thiên vạn giới vây công sự tình, không có khả năng phát sinh ở trên người của ta. Ngược lại là béo cầu, rất phù hợp ngươi kim đan cấu đồ phong cách vẽ. Nếu không chúng ta về hiện thế về sau, đi tìm béo cầu phiền phức đi. Bạch Tiền Bối đề nghị. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, nhưng không cần. Ta nghĩ tận lực sống lâu một chút. Tống Thư Hàng uyển chuyển cự tuyệt. Cái kia Bạch Tiền Bối, đã như vậy, sẽ đưa ta trở về đi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Bạch Tiền Bối tế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, nhẹ nhàng điểm một cái. Phi kiếm rơi vào hình cầu Tống Thư Hàng nguyên thần dưới thân. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, người tấm kia mã QA kim đan cấu đồ là thế nào? Lần trước đạt được tin tức này lúc, hắn liền muốn thấy tận mắt gặp Tống Thư Hàng mã QA kim đan. À, kém chút quên việc này, Bạch Tiền Bối các ngươi vừa vặn có thể thử một chút, có thể hay không thêm ta hảo hữu. Tống Thư Hàng dứt lời, đem mã QA kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra. Hai vị Bạch Tiền Bối không có tiếp nhập công đức võng lạc cùng Hắc Long mạng lưới, bọn hắn có thể hay không thêm bạn tốt mình. Trên lý luận tới nói, không có gia nhập công đức võng lạc cùng Hắc Long thế giới Long Lạc, liền không cách nào tăng thêm hắn làm hảo hữu. Hai vị kia Bạch Tiền Bối có thể thêm hắn hảo hữu sao? Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên. Lấy hai vị Bạch Tiền Bối gần như tâm tưởng sự thành khí vật, quét hình về sau, sẽ có kết quả như thế nào? Bạch Tiền Bối cúi đầu đánh giá cái này mã QA kim đan cấu đồ, một mặt muốn đem Tống Thư Hàng tiểu kim đan móc ra nghiên cứu biểu lộ, hỏi, muốn làm sao thêm hảo hữu. Bạch Tiền Bối, các ngươi dùng tinh thần lực quét hình mã QA đồ án, sau đó liền sẽ bắn ra nhắc nhở. Trước mắt ta thử mấy cái người khác nhau cùng vật, sẽ có khác biệt nhắc nhở. Có thể tăng thêm ta làm hảo hữu, cũng có thêm minh hữu quan hệ, còn có nhắc nhở cần thăng cấp, trước mắt không cách nào thêm hảo hữu. Tống Thư Hàng trả lời. Ta thử một chút, Bạch Tiền Bối đem tinh thần lực bao trùm đến Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra mã QA kim đan cấu đổ bên trên. Một lát sau, bắn ra gợi ý sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đợi đã, phản ứng tựa hồ rất chậm, cảm giác tựa như là tín hiệu không tốt đồng dạng. Có phải hay không là bởi vì là ngươi bây giờ là nguyên thần nguyên nhân, tín hiệu có chỉ hoãn? Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Cái đồ chơi này còn mang mạng lưới chỉ hoãn. Bạch Tiền Bối, cái kia để cho ta thử một chút. Dứt lời, hắn đồng dạng đem tinh thần lực hướng Tống Thư Hàng mã QA kết cấu trên đảo qua. Tại Bạch Tiền Bối tinh thần lực đảo qua trong nháy mắt, hai vị Bạch Tiền Bối trước mắt đồng thời bắn ra một cái nhắc nhở. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy thích thanh âm. Nhắc nhở nội dung hiển hiện, không cách nào tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu, xin cho hắn đổi đường dây. Bạch Tiền Bối lập tức nói, Thư Hàng, người đổi đường dây thử một chút. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đường dây thứ này lại là cái gì quá trình,
hắn làm sao thao tác? Ta căn bản không chức năng này à. Ta bên này đồng dạng nhắc nhở để thư hàng đổi đường dây. Mặt khác, còn có cái bổ sung, là không cưỡng chế đem tống thư hàng đường dây hoán đổi. Ha ha, đó còn cần phải nói à, đương nhiên là đổi á. Bạch tiền bối cười nói. Tống thư hàng nghe vậy vội vàng nói, bạch tiền bối. Nhiên, cưỡng chế đổi đường dây, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt, chúng ta muốn hay không thương lượng một chút. Quả nhân quá đặc mã cơ trí, lâm thời tại đằng sau tiếp cái nhiên chữ, đổi thành đột nhiên, tiếng Trung quả nhiên bác đại tinh thâm. Quả nhân hôm nay lại thành công né qua một kiếp. Mặt khác, hắn gần nhất đối với mã QR kim đan cấu đồ đột nhiên bắn ra một số nhắc nhở rất mẫn cảm, tổng lo lắng trong đó sẽ có hố. Tựa như mấy lần trước, bị cưỡng chế kéo vào cật qua thánh quân thiên kiếp đồng dạng. Sở dĩ, vạn nhất cưỡng chế hoán đổi lộ tuyến, lại xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Vẫn là cần lại nghiên cứu một chút, xâm nhập suy nghĩ mới quyết định tương đối tốt. Chế, đã cưỡng ép đổi đường dây. Bạch tiền bối nói, mặt khác, ta đã nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, ta có độc tâm thuật. Tống thư hàng. Bạch tiền bối, giữa chúng ta liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Độc tâm thuật để cho chúng ta căn bản là không có cách hảo hảo bình thường giao lưu, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu. Là chính ngươi nâng lên tên của ta, kích hoạt lên ta độc tâm thuật, trách ta đi. Bạch tiền bối mỉm cười, cười đặc biệt lạnh. Hắn cũng không có suốt ngày mở ra độc tâm thuật thói quen. Nhưng thân là cửu u chúa tể, có đôi khi người khác ở trong lòng hô hoán hắn hoặc là hô hoán cùng hắn tương quan xưng hào lúc, liền sẽ kích hoạt hắn một số chúa tể quyền hành năng lực, độc tâm thuật chính là trong đó một loại. Tống thư hàng. Hắn cảm giác, cái này có lẽ chính là rất nhiều đại lão trở thành quả nhân nguyên nhân, bởi vì đại lão quá sâu, bị động thần kỹ quá nhiều. Trong đó có rất nhiều thần kỹ tự mang không còn là bản công hiệu, dẫn đến các đại lão bằng hữu tương đối ít. Trong lúc đang suy tư, hắn ý thức bên trong truyền đến một tiếng tích tiếng kêu. Ngay sau đó, một đạo tin tức tại hắn ý thức bên trong vang lên. Lâm thời đổi đường dây, hoán đổi đến đặc thù đường dây. Có. Tống thư hàng. Đây là đùa nghịch lưu manh a. Căn bản không có không tuyển hạng, còn để cho ta tuyển cái giám. Sẽ xuất hiện hai cái có tuyển hạng, hẳn là bạch tiền bối quyền hạn quá cao nguyên nhân, đường dây hoán đổi là cưỡng chế tính. Căn bản không có lựa chọn không quyền lực. Ta đường dây bị hoán đổi đến đặc thù đường dây bên trong, hai vị bạch tiền bối thử lại lần nữa. Tống thư hàng nói. Tích cái này lúc, bạch tiền bối bên tai vang lên lần nữa một cái tiếng vang. Là không tăng thêm thư hàng tiểu hữu vì bản thân, có, hay không? Hừm, nhắc nhở đi ra nhắc nhở ta có hay không phải thêm ngươi vì bản thân. Bạch tiền bối nói, dứt lời, hắn đưa tay điểm vào có tuyển hạng bên trên. Tống thư hàng, ngoại trừ hảo hữu, minh hữu sau loại thứ ba quan hệ, bản thân. Nghe, tựa hồ so hảo hữu muốn càng tiến một bước. Vẫn là vẻn vẹn xưng hô thói quen khác biệt. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối đã cùng hắn xác định bản thân quan hệ. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía lẫn nhau. Không có cảm giác biến hóa gì, bạch tiền bối tinh tế cảm ứng một chút, trả lời. Tống thư hàng nhìn qua bạch tiền bối. Đồng dạng tựa hồ không nhiều lắm biến hóa không có trước đó thêm hảo hữu về sau, giữa song phương quan hệ biến càng thân thiết hơn cảm giác. Cái này hẳn là chính là bản thân cùng hảo hữu, minh hữu ở giữa khác nhau. Ta cũng không có cảm giác lớn bao nhiêu biến hóa, có lẽ là bởi vì ta cùng bạch tiền bối quan hệ trong đó vốn là vô cùng tốt, sở dĩ tăng thêm bản thân quan hệ về sau, đối độ thiện cảm thêm thành, cũng cơ hồ cảm giác không ra. Tống thư hàng suy đoán nói. Lại hoặc là. Là hắn đối bạch tiền bối hảo cảm kỳ thật đã mắc chỉ số, lại thế nào tăng cường, cũng sẽ không có biến hóa. Trong lúc đang suy tư, Tống thư hàng đột nhiên cảm giác mình hai mắt tỏa sáng. Trước mắt hắn, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kỳ quái dấu vết. Những thứ này dấu vết dần dần rõ ràng. Cuối cùng, tại hắn cùng bạch tiền bối ở giữa, hình thành một đầu vàng óng ánh tuyến, đem cả hai nối liền cùng một chỗ. Đồng thời, ở trên người hắn còn có rất nhiều cái khác màu sắc tuyến dọc theo đi. Màu lam tuyến, màu trắng tuyến, màu đen tuyến, kim sắc tuyến, còn có ba đầu bảy màu sắc tuyến, đại bộ phận đều đâm vào hư không, không nhìn thấy cuối cùng. Đây là chuỗi nhân quả. Tống thư hàng tại thật lâu trước đó, liền tiếp xúc qua một lần loại dây này. Màu lam tuyến,
số lượng không thay đổi, duy trì lấy trăm đầu tả hữu số lượng. Lần trước Tống Thư Hàng suy đoán, cái này màu lam tuyến là người nhà của hắn hoặc thân thích, số lượng đại khái trên ăn khớp. Có thể xác định, màu lam chính là người nhà sẽ không sai. Tống Thư Hàng nói khẽ. Màu trắng tuyến số lượng nhiều nhất, lần trước là hơn ngàn đầu số lượng. Mà lần này lại bạo tăng đến đếm mãi không hết số lượng. Tống Thư Hàng cảm giác mình phảng phất biến thành xúc tu quái, vô số màu trắng đường cong phủ kín tầm mắt, căn bản là không có cách thống kê bọn chúng số lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, màu trắng tuyến số lượng lại bạo tăng thành dạng này, vậy chỉ có một khả năng Tống Thư Hàng nghĩ đến bản thân nhân tiền hiển thánh. Đây nhất định là mang thai ngưng thị nồi. Màu trắng tuyến, hẳn là bao nhiêu cùng hắn từng có tiếp xúc, nhưng không có gì tình cảm người qua đường duyên nhân quả. Cái kia cái khác tuyến, đại biểu cho cái gì đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Màu trắng, là người qua đường chuỗi nhân quả. Tống Thư Hàng đưa tay đẩy ra đại lượng bạch tuyến, lại nhìn phía tương đối đặc thù huyết hồng sắc tuyến. Huyết hồng sắc tuyến, số lượng đã gia tăng rồi không ít. Tống Thư Hàng nhớ kỹ ban sơ huyết hồng sắc tuyến, chỉ có 6 đạo. Mà bây giờ, trên người hắn kéo dài ra huyết hồng sắc tuyến, bạo tăng số lượng trăm đạo nhiều. Cùng cái khác chuỗi nhân quả khác biệt, huyết hồng sắc chuỗi nhân quả là đoạn, tuyến đoan bên kia theo gió tung bay, không có đầu cuối. Nếu như ta đoán không lầm, huyết hồng sắc, địch nhân là của ta, mà lại hẳn là đã an tường rời khỏi những cái kia. Về số lượng cơ bản cũng ăn khớp, đan chủ, thiên nhân, nhím biển chiến sĩ, còn có lúc trước một bộ phận cửu u tà ma, hắc long thế giới tà linh, tà thú. Tống Thư Hàng ám đạo. Bởi vì chuỗi nhân quả một chỗ khác tồn tại, đã an tường rời đi, sở dĩ cái này tuyến là đoạn, theo gió tung bay. Đáng nhắc tới chính là, nhiều như vậy huyết hồng sắc tuyến bên trong, thiên nhân cùng nhím biển chiến sĩ cống hiến hơn phân nửa giang sơn số lượng. Chân chính an tường rời khỏi địch nhân, kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy. Nếu như nói, huyết hồng sắc cắt đứt quan hệ, là chết mất địch nhân. Cái kia màu đen, chính là còn sống địch nhân đi. Tống Thư Hàng ám đạo. Tống Thư Hàng nhớ kỹ lần trước, trên người mình hắc tuyến chỉ có 5 đạo. Khi đó, hắn cơ hồ không có gì địch nhân. Lúc ấy kết thù chỉ có công tử hải tổ ba người mấy vị tam thập tam thú sát thủ tổ thành viên. Mà bây giờ, trên người hắn hắc tuyến số lượng cũng tăng gấp mấy lần, trong đó có mấy đạo còn đặc biệt thô. Người khác là tuyến, cái này mấy đạo đều đặc mã thô thành dây thừng. Tống Thư Hàng dùng chân chỉ đều có thể đoán ra cái này mấy đầu hắc tuyến chính là ai. Cái này mấy đạo đặc biệt thô màu đen chuỗi nhân quả bên trong, khẳng định có cửu u béo cầu đại lão, mọc ra mắt tinh cầu phần, có lẽ còn sẽ có thiên đế, hai tay mọc ra mắt trường sinh giả đại lão. Vị kia một mực tìm kiếm Tống Thư Hàng phiền phức, đem hắn xem như xích tiêu tử đạo trưởng truyền nhân thạch cự nhân trường sinh giả, có lẽ cũng là trong đó một vị. Trong đó, còn có hai đầu màu đen dây nhỏ. Ngoặt một cái, đâm vào Tống Thư Hàng bên người của mình cái này hai đầu, hẳn là vị kia bị giam tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới lục phẩm thiên nhân đưa cho tiểu thập lục gói quả ba kiện bộ chi an chi ma quân. Bởi vì hai vị này còn sống, cho nên vẫn là màu đen tuyến. Vậy kế tiếp kim sắc chuỗi nhân quả, chính là cùng loại ta cùng bạch tiền bối quan hệ trong đó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía bạch tiền bối. Ngay tại Tống Thư Hàng quan sát chuỗi nhân quả thời gian bên trong. Hắn cùng bạch tiền bối ở giữa kim sắc chuỗi nhân quả, sản sinh biến hóa. Không có đổi thành dây thừng thô tuyến, để Tống Thư Hàng thoáng có hơi thất vọng. Bất quá, kim sắc chuỗi nhân quả nhan sắc đang không ngừng làm sâu sắc. Từ lúc mới bắt đầu kim sắc, làm sâu sắc đến ám kim nhan sắc. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt lúc, cái này ám kim sắc lại chuyển hóa làm lưu ly kim nhan sắc. Cái này màu sắc quá trình biến hóa có chút quen thuộc. Đây không phải kim đan tiến hóa quá trình sao? Từ màu vàng kim nhạt thực kim đan tiến hóa làm ám kim sắc tử kim đan. Lại từ ám kim sắc tử kim đan biến thành màu lưu ly kim đan. Tống Thư Hàng nhìn không được đậu đen rau muốn nói. Nói cách khác, hắn cùng bạch tiền bối quan hệ giữa, là lưu ly kim nhân quả tuyến quan hệ. Bất quá, cùng kim đan ở giữa vẫn có khác biệt. Chí ít lưu ly kim đan có thể tiến hóa vì linh hồ, cái này lưu ly kim sắc nhân quả tuyến. Có bản lĩnh cũng cho ta biến hóa một cái. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Bạch tiền bối. Từ đầu đến bây giờ, Tống Thư Hàng ở nơi đó không ngừng nói một mình. Một cái người đang diễn kịch một vai,
Nhìn hắn diễn như vậy đầu nhập, Bạch Tiền Bối đều không có ý tứ cắt ngang hắn. Chuỗi nhân quả, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, nói, ta thấy được chuỗi nhân quả, ta cùng Bạch Tiền Bối ở giữa chuỗi nhân quả là kim sắc bên trong lưu ly kim. Hừm, từ ngươi trong khi lầm bầm lầu bầu cho bên trong, ta đại khái cũng có thể đoán được. Bạch Tiền Bối nói, ta và ngươi ở giữa là lưu ly kim màu sắc nhân quả tuyến. Đúng thế, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối, vậy ngươi và ta ở giữa đâu? Dứt lời, hắn đưa tay tại trước mắt mình cái kia nhắc nhở khung trên nhấn xuống có tuyển hạng. Bạch Tiền Bối nhắc nhở khung nội dung cùng hiện thế Bạch Tiền Bối ở giữa có chút khác nhau, là không tăng thêm Thư Hàng tiểu hữu vì sủng vật vẽ rơi. Vì bản thân, có, hay không? Chính là bởi vì cái này nhắc nhở khung bên trong nội dung có chút khó chịu, Bạch Tiền Bối xoắn suýt nửa ngày, cũng không có ấn xuống. Sủng vật không phải rất tốt sao? Dựa vào cái gì muốn vẽ rơi? Có như vậy trong nháy mắt, hắn có loại muốn theo không lại đến một lần xúc động. Nhưng suy tư lâu như vậy về sau, hắn vẫn là quyết định nhấn xuống có tuyển hạng. Bản thân liền bản thân đi, dù sao với hắn mà nói đều như thế. Cũng là kim sắc chuỗi nhân quả, ân, đồng dạng nhan sắc cũng tại làm sâu sắc bên trong, đang từ màu vàng kim nhạt làm sâu sắc vì ám kim sắc. Sau đó lại biến hóa thành lưu ly vàng nhan sắc. Tống Thư Hàng trả lời. Xem ra, lưu ly kim nhan sắc chính là cực hạn. Bạch Tiền Bối xoa cằm nói, không thể lại tiến hóa rồi. Cũng không được rồi, trừ phi. Ân, không có trừ phi. Tống Thư Hàng kịp thời bóp tắt trong đầu của mình chợt lóe lên tìm đường chết suy nghĩ. Nhanh mồm nhanh miệng là bệnh, nhưng chỉ cần hắn treo lên 1000% tinh thần, có đôi khi còn có thể kịp thời cắt đứt tìm đường chết căn nguyên. Một bên, Bạch Tiền Bối dựng lưu tinh kiếm, ngồi ở cổ u thế giới một khối trên đá ngầm, cái cằm chống đỡ tại trên chuôi kiếm, tựa hồ tại trầm tư. Ta cũng cảm giác kim sắc chuỗi nhân quả, hẳn là có thể lại biến hóa một lần. Tựa như Thư Hàng mới vừa nói kim đan có thể biến thành linh hồ đồng dạng, lưu ly kim sắc nhân quả tuyến, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Có rảnh có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, Bạch Tiền Bối trả lời. Giá trị nghiên cứu không lớn. Tu sĩ dài dằng dặc trong đời, có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả tỷ lệ rất nhỏ. Có người cả đời cũng không gặp được một lần chuỗi nhân quả. Thư Hàng lần này tiếp xúc đến chuỗi nhân quả về sau, lần sau không biết muốn năm nào tháng nào. Bạch Tiền Bối nói, sở dĩ, coi như chuỗi nhân quả tiến hóa, nhưng không nhìn thấy chuỗi nhân quả, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng đúng, đáng tiếc, ta đối với chuỗi nhân quả có thể hay không tiến hóa chuyện này, vẫn là rất có hứng thú. Bạch Tiền Bối tiếc nuối nói. Bạch Tiền Bối vừa dứt lời. Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn thấy, mình và Bạch Tiền Bối ở giữa chuỗi nhân quả, bắt đầu biến hóa. Lưu ly vàng màu sắc chuỗi nhân quả, một mặt liên tiếp Tống Thư Hàng, một chỗ khác đâm xuyên qua Tống Thư Hàng nguyên thần, đâm vào đến trong hư không. Sau đó, một mực xuất hiện tại Tống Thư Hàng bản thể tiểu trong đan điền. Lưu ly vàng chuỗi nhân quả, cùng Tống Thư Hàng viên thứ nhất tiểu kim đan nhẹ nhàng tiếp xúc. Viên này tiểu kim đan, cùng Bạch Tiền Bối ở giữa có nhân quả. Tống Thư Hàng bản mệnh công pháp, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là Bạch Tiền Bối một tay sửa chữa sau phiên bản. Viên này tiểu kim đan, chính là Tống Thư Hàng tự thân tấn thăng ngũ phẩm lúc, ngưng kết mà thành. Mặt khác, viên này tiểu tên kim đan, bá đao. Đây là Bạch Tiền Bối vì Tống Thư Hàng lấy đạo hiệu. Sở dĩ, tiểu kim đan tại tiếp xúc đến lưu ly kim nhân quả tuyến lúc. Lập tức liền sinh ra cộng minh. Thật sự muốn biến hóa, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Bạch Tiền Bối lập tức tinh thần tỉnh táo, nhân quả tuyến tiến hóa rồi. Bạch Tiền Bối nhân quả tuyến, cùng ta thứ nhất tiểu kim đan quấn quanh ở cùng nhau. Nhưng trước mắt xem ra, còn chưa có xảy ra biến hóa. Tống Thư Hàng trả lời. Thứ nhất tiểu kim đan cùng Bạch Tiền Bối có nhân quả. Bất quá. Tiểu kim đan cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cũng có đại lượng nhân quả. Luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lúc, Bạch Tiền Bối liền giúp rất nhiều bận bịu. Mà lại, Tống Thư Hàng 4 tấn 5 lúc, chính là tại cửu U Ma kiếp thế giới bên trong độ thiên kiếp. Sở dĩ Bạch Tiền Bối nhân quả tuyến, có thể hay không cũng sinh ra dị biến. Tống Thư Hàng cứ như vậy tưởng tượng thời điểm, quả nhiên, Bạch Tiền Bối đầu kia nhân quả tuyến, cũng lập tức xuyên qua Tống Thư Hàng nguyên thần. Trực tiếp đâm vào đến trong hư không, kéo dài đến Tống Thư Hàng bản thể tiểu trong đan điền. Nhưng là,
thuộc về Bạch Tiền Bối nhân quả tuyến, cũng không có quấn lên thứ nhất tiểu kim đan, mà là trực tiếp quấn đến Tống Thư hàng thứ hai thất thải yêu đan bên trên. Mặc dù Bạch Tiền Bối cùng thứ nhất tiểu kim đan nhân quả không cạn, nhưng hắn cùng thứ hai tiểu kim đan ở giữa nhân quả cũng rất sâu. Thứ hai tiểu trên kim đan cấu đồ cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm chính là lấy Trung Yên Thánh Kiếm làm nguyên hình, mà chuôi kiếm này hiện tại trên danh nghĩa chủ nhân chính là Bạch Tiền Bối. Mặt khác, cái này kim đan cấu đồ là đứng ở cửu u bên cạnh góc độ đến khắc họa, càng phù hợp Bạch Tiền Bối thân phận. Mặt khác, thứ hai tiểu kim đan thất thải yêu đan kế thừa chính là Bá Tống xưng hào. Cái danh xưng này cũng là Bạch Tiền Bối nhận đồng Tống Thư Hàng xưng hô. Chuột hamster tà ma cùng mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào đều gọi Tống Thư Hàng vì Bá Tống hào tới. Biến thành dạng gì, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ. Tống Thư Hàng, tạm thời không nhìn ra cụ thể biến hóa, có phải hay không là cần ta lưu ly kim đan diễn hóa thành linh hồ về sau, nhân quả tuyến mới có thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái này không có ý nghĩa, chờ ngươi tấn thăng lục phẩm, liền không cách nào nhìn thấy nhân quả tuyến, biến hóa chúng ta cũng không biết. Bạch Tiền Bối thất vọng nói. Tống Thư Hàng, có lẽ, đến lúc đó ta lại có thể nhìn thấy nhân quả tuyến cũng không nhất định. Dù sao, ta lần trước nhìn thấy nhân quả tuyến là cả tháng 7 trung tuần thời điểm, cự ly hiện tại cũng liền thời gian 3 tháng. Bạch Tiền Bối. Nhân quả tuyến là nhà ngươi gạo à, muốn ăn liền ăn. Ngươi cách mấy tháng chỉ thấy hắn một lần, nhân quả tuyến thật mất mặt có được hay không? Ở lại bắt đầu biến hóa, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nói. Bất quá, biến không phải nhân quả tuyến, mà là hắn thứ hai tiểu kim đan. Thứ hai tiểu kim đan thất thải yêu đan bên trên, kim đan cấu đồ cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm chỉ kém cuối cùng một bút, thiếu hụt là một cái cuối cùng boss. Tống Thư Hàng vốn là muốn hướng Bạch Tiền Bối cầu kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không đạt được bù đắp cuối cùng một vẽ linh cảm nhưng Bạch Tiền Bối biểu thị bất lực, bởi vì hắn góc độ cùng Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ trên nhân vật chính góc độ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, đường Bạch Tiền Bối nhân quả tuyến quấn lên thất thải yêu đan thời điểm, yêu đan trên kim đan cấu đồ liền bị kích hoạt ra. Kim đan cấu đồ bắt đầu sinh động, vô số linh cảm như là bom nổ tại Tống Thư Hàng trong lòng bộc phát, trong nháy mắt phun lên linh cảm quá nhiều, Tống Thư Hàng đều có gan đến không kịp chỉnh lý những thứ này linh cảm ảo giác. Hắn chân chính thể nghiệm đến cái gì gọi là linh cảm tới, cản cũng đỡ không nổi. Không có linh cảm thời điểm. Người muốn chen một điểm nội dung đi ra, ép đều ép không ra. Mà linh cảm tới thời điểm, trong lòng ngươi loại kia muốn vung bút họa giang sơn khát vọng cùng xúc động, ép đều ép không được. Biến thành dạng gì, hai vị Bạch Tiền Bối đều phi thường tò mò. Ta thứ hai tiểu kim đan cấu đồ bắt đầu biến hóa, vẽ rồng điểm mắt ngay một khắc này. Tống Thư Hàng vui sướng trả lời. Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối. Đột nhiên có loại muốn đem Tống Thư Hàng vào thành cầu xúc động. Ta hiện tại liền muốn vẽ rồng điểm mắt, Bạch Tiền Bối, ta có thể lập tức liền vẽ rồng điểm mắt không? Tống Thư Hàng hỏi. Mặc dù là nguyên thần trạng thái, nhưng hai vị Bạch Tiền Bối nhân quả tuyến đem hắn cùng bản thể tiểu đan điền liền cùng một chỗ. Tống Thư Hàng cảm giác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, vẽ rồng điểm mắt lập tức liền có thể lấy tiến hành. Tốt a, ta hộ pháp cho ngươi. Bạch Tiền Bối nói có lẽ. Vẽ rồng điểm mắt sau khi hoàn thành, nhân quả tuyến liền sẽ bắt đầu biến dị. Tống Thư Hàng ý thức nhanh chóng chìm vào đến thất thải yêu đan phía trên, tiến vào kim đan cấu đổ không gian. Cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm đồ án, không ngừng lóe ra, phảng phất tại thúc giục Tống Thư Hàng điểm trên cuối cùng một bút. Đáng nhắc tới chính là, chương này kim đan cấu đổ, là Tống Thư Hàng 7 tấm tiểu kim đan cấu đổ bên trong, bình thường nhất một chương. Không phải chính phản đồ. Không phải động thái đồ, không phải Dross hiệu ứng đồ, không phải 4 ô manga, không phải mã QA, không phải võng điểm tuyến đồ. Hắn chính là một chương rất bình thường, rất phương đạo tu sĩ kim đan cấu đồ. Tại một đám không phổ thông đồ bên trong, người có thể duy trì phổ thông, quá hiếm có. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau đó, hắn đưa tay dùng sức một điểm, điểm tại cuối cùng boss vị trí. Cái này cuối cùng boss, muốn thân có địch nhân khái niệm. Đồng thời thân phận của hắn lại nếu như hiện thế bên cạnh thành viên, mà lại tại chư thiên vạn giới muốn cực kỳ lực ảnh hưởng. Địch nhân như vậy nhân vật không quá tốt phối. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, là cái lựa chọn rất tốt, nhưng nó đã xuất hiện tại Tống Thư Hàng thứ nhất kim đan cấu đồ chính đồ bên trên.
béo cầu đại lão lại là cửu u bên, không phù hợp nhân vật này. Sở dĩ, rốt cuộc muốn điểm ra dạng gì boss đến. Tống Thư Hàng chỉ điểm một chút bên dưới, nhưng cái này một bút tương đối dài, liên tục vẽ lên một cái mơ hồ nhân hình hệ thống, cùng loại người diêm kết cấu. Vẽ thô ráp, nhưng không quan hệ. Kim đan cấu đồ sẽ tự động bù đắp cuối cùng này một bút. Cùng trước đó cuối cùng một bút đồng dạng, giống mực nước nhỏ vào trong nước, khuếch tán thành mỹ lệ mực tốn, cái này người diêm kết cấu đồng dạng khuếch tán ra tới. Cuối cùng, hắn tạo thành bạch tiền bối hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng. Chương này kim đan cấu đồ cuối cùng boss muốn biến hóa thành bạch tiền bối. Sẽ chết người đấy. Bạch tiền bối vạn nhất ngắm đến hắn kim đan cấu đồ, hắn liền phải đổi tên gọi Tống. Chết hẳn, Thư Hàng. Ta muốn hay không suy tính một chút, đem viên này kim đan tự bạo rồi. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng kịch liệt ba động tâm tình. Sau đó, cái kia hình người boss liền phát sinh biến hóa. Cuối cùng, hắn biến thành béo cầu đại lão nhân loại hình thái bộ dáng. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, cái gì kim đan cấu đồ đặt bút không hối hận đều là gạt người đúng hay không? Vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Thất thải yêu đan tiến hóa làm lưu ly yêu đan. Sau đó, cả chương kim đan cấu đồ từ viên cầu phía trên bày ra ra, tựa như là một cái cầu bị đè ép. Tống Thư Hàng đột phát hiện, bị đè ép về sau, viên cầu trên kim đan cấu đồ phát sinh biến hóa. Một mặt, biến thành cùng bạch tiền bối rất tương tự ảnh chân dung cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm kết cấu bên trên, vô số nhân vật, vũ khí, pháp thuật đồ án, chăn lót mở về sau, tựa như hình nhỏ liều hình lớn đồng dạng, liều ra một ảnh chân dung. Mặt khác, thì biến thành bạch tiền bối ảnh chân dung. Sở dĩ, thất thải yêu đan nhưng thật ra là, ghép hình. Bình thường vương đạo kim đan cấu đồ, phổ thông phong cách vẽ. Căn bản lại không tồn tại. Trong lúc đang suy tư, lưu ly thất thải yêu đan lại thổi phồng đồng dạng, tăng trở về. Tròn vo yêu đan trạng thái lúc, kim đan cấu đồ trên đồ án nhìn qua chính là phổ thông cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, mà bị đổi thế giới boss cũng thay đổi thành hình người thể lỏng quả cầu kim loại đại lão. Không có tâm bệnh. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, ý thức từ kim đan cấu đồ không gian bên trong lui đi ra. Ý thức trở về sau. Hắn trước tiên cúi đầu nhìn về phía mình ngực hai đầu màu lưu ly nhân quả tuyến. Nhan sắc vẫn như cũ, phẩm chất vẫn như cũ, không có biến hóa. Vẽ rồng điểm mắt thành công, bạch tiền bối cái cằm chống đỡ tại trên chuôi kiếm, hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, một mạch mà thành. Cái kia nhân quả tuyến tiến hóa sao? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch tiền bối, làm nửa ngày, ngươi liền điểm cái con ngươi. Vậy lưu ngươi làm gì dùng? Bay đi, bay đi. Vẽ rồng điểm mắt thế nhưng là nhân sinh đại sự Tống Thư Hàng nguyên thần bị duy nhất một lần phi kiếm nâng lên, trong nháy mắt xông vào đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại Tống Thư Hàng thân hình biến mất trong nháy mắt, cổ u trong thế giới, có một đợt tà năng đột nhiên luồn lên, mở ra cánh cửa không gian, ý đồ lấy ra Tống Thư Hàng thân ảnh là cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể. Nhưng là... Tống Thư Hàng đi không phải chính quy không gian thông đạo, mà là thuộc về tai nạn cự quy nhóm cái kia đặc thù siêu thời không dạo bước không gian lực lượng. Cổ u hỗn độn ý chí không thể đoạn đến Tống Thư Hàng, lại trở về tại hỗn độn cổ u tà năng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, còn không có từ bỏ Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối nói khẽ. Bạch tiền bối, chúng ta trước tiên ở còn sót lại cổ u tiết điểm cắm xong cây cột, sau đó nghĩ biện pháp tìm nàng tâm sự đi. Chỉ cần là hiểu lầm, cái kia rồi sẽ có biện pháp giải khai. Có đạo lý, bạch tiền bối nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, giải khai hiểu lầm đấy phương pháp, vẫn là rất nhiều. Bạch tiền bối lại nói, mặt khác, trước đó cái kia sử dụng ma thần trụ, ý đồ chiếm lấy cổ u chúa tể quyền hạn thân ảnh. Là tiết điểm cây cột bên trong, vị kia ma tu trường sinh giả đi. Bạch tiền bối nói, vị kia đã từng tranh đoạt thiên đạo sau khi thất bại, còn sống sót. Không có bị thiên đạo trả thù, ngược lại trốn vào đến cổ u thế giới ra hỏa. Hai vị bạch tiền bối tại cổ u thế giới tiết điểm cắm trụ lúc, từng tại một số tiết điểm bên trên, gặp qua tương tự ma thần trụ. Cổ u sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng không có nhúng tay tất yếu. Bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối, hừm, bọn hắn không đem chúng ta cuốn vào, ta cũng không có nhúng tay ý tứ.
ta đối cổ u hứng thú, gần như chỉ ở những thiết điểm này. Đồng ý, Bạch Tiền Bối nói. Hai vị Bạch Tiền Bối mỉm cười. Đẹp như vẽ. Tống Thư Hàng Nguyên Thần, được đưa về đến Xích Long Động bên trong. Bạch Tiền Bối lấy phân thân của mình vì tọa độ, sai sót gần như chỉ ở mấy centimet. Tống Thư Hàng Nguyên Thần vừa hiện thân, liền thấy Bạch Tiền Bối phân thân ngẩng đầu vọng thiên, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Bạch Tiền Bối phân thân vẫn như cũ che kín cái chăn, nổi giữa không trung. Đầu hắn gối lên to lớn hắc liên, chính là phi thường thích hợp chìm vào giấc ngủ tư thế. Nhưng là, tại hắn phía dưới phía bên phải nơi hẻo lánh, tạo hóa tiên tử lén lén lút lút, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hắc liên. Hắc liên bên trên, có mấy cái chỉnh tề lỗ hổng. Từ nơi này chút lỗ hổng đó có thể thấy được, tạo hóa tiên tử nha rất chỉnh tề, dấu răng vuông vức, một thanh tốt nha. Tống Thư Hàng. Tốt, không cần người khác giải thích, hắn nhìn thấy hình tượng này, liền có thể não bổ ra tạo hóa tiên tử như báo săn tiềm phục tại chỗ tối. Mỗi khi Bạch Tiền Bối phân thân ngủ thời điểm, liền lên đi gặm một thanh hắc liên, sau đó lại cấp tốc bị Bạch Tiền Bối phân thân đánh bay. Hình ảnh. Trước mắt xem ra, Bạch Tiền Bối phân thân không có đem tạo hóa tiên tử một hơi triệt để chấn áp. Hẳn là hắn đơn thuần lười phong ấn chấn áp. Một phương diện khác, tạo hóa tiên tử không hề từ bỏ gặm hắc liên ý đồ, từ số nhiều dấu răng đến xem, nàng thành công mấy lần. Bởi vì nàng nhìn chằm chằm, Bạch Tiền Bối phân thân bị chằm chằm vào toàn thân khó chịu, không cách nào ngủ. Hiện tại Bạch Tiền Bối phân thân, tung bay ở không trung, đang rầu rĩ hai chuyện. Đến cùng là muốn từ ấm áp cái chăn bên trong leo ra, đem tạo hóa tiên tử gắt gao trấn áp đâu. Vẫn là muốn tiếp tục ở tại ổ chăn lúc tại, sau đó tùy ý tạo hóa tiên tử đem hắc liên cho gặm được. Rời giường trấn áp quá mệt mỏi. Nhưng không đem tạo hóa tiên tử trấn áp, hắn hắc liên khẳng định không gánh nổi. Có cái gì ý kiến hay có thể một mũi tên song điêu, đem hai vấn đề đều giải quyết. Không được, chỉ là suy nghĩ đều cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng xuất hiện. Bạch Tiền Bối phân thân trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, theo dõi hắn. Khục, Tống Thư Hàng nhìn về phía dưới, nói, tạo hóa tiên tử, người thả qua Bạch Tiền Bối hắc liên đi. Nếu như người muốn, ta vì người chế tác Bạch Liên, hoặc là chế tác càng nhiều hắc liên cũng được. Tạo hóa tiên tử nghe vậy, đưa tay khoa tay một vòng tròn lớn, đồng dạng trời đồng dạng mặt đồng dạng ta ngay tại trước mặt của ngươi. Minh bạch, lớn bằng, cam đoan lớn bằng. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng bắt đầu vì tạo hóa tiên tử chế tác hoa sen. Đồng thời, hắn nhìn thấy tạo hóa tiên tử cùng hắn ở giữa, đồng dạng có nhân quả chi tuyến kết nối lấy. Kim sắc nhân quả chi tuyến, bất quá chỉ là vàng nhạt chi sắc. Ta còn có thể nhìn thấy nhân quả tuyến. Tống Thư Hàng lại quay đầu hướng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên người nhìn lại. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cùng hắn ở giữa, quả nhiên cũng có nhân quả tuyến, mà lại là ám kim chi sắc. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cùng ta ở giữa tình cảm, so với tạo hóa tiên tử muốn tốt ra nhiều như vậy. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nghĩ đến một cái khả năng. Xích Tiêu Kiếm bị Tống Thư Hàng chằm chằm run rẩy, làm gì như thế chằm chằm vào ta. Tống Thư Hàng ha ha một bút, nguyên thần trở về nhục thân, tay trượt đi, cho Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tới hai phát dưỡng đao thuật. Dễ chịu, lực đạo vừa phải, người lại đốt sáng lên một khỏa kim đan. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thỏa mãn nói. Tống Thư Hàng, là tiền bối, thứ hai kim đan cũng đốt sáng lên. Quả nhiên, theo hai phát dưỡng đao thuật xuống dưới. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cùng hắn ở giữa nhân quả tuyến, ám kim nhan sắc lại sâu hơn một điểm. Kim sắc nhân quả chi tuyến quả nhiên là đạo hữu ở giữa nhân quả. Như vậy, ba đầu đặc thù thất thải nhân quả chi tuyến lại là cái gì? Tống Thư Hàng bắt đầu tinh tế suy nghĩ cái này ba đầu thất thải chi tuyến. Đầu thứ nhất thất thải tuyến cuối cùng còn kết nối lấy một đoạn phấn hồng nhân quả tuyến. Đường dây này Tống Thư Hàng có ấn tượng. Đây cũng là hắn cùng thông nương ở giữa nhân quả tuyến. Đầu thứ hai, Tống Thư Hàng ý đồ dọc theo đầu này nhân quả tuyến, tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng, một đầu có đảo nhỏ lớn nhỏ cự kình, xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Cật qua thánh quân. Đáp án này hoàn toàn vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thất thải chi tuyến kết nối lại là cật qua tiền bối. Như vậy, cật qua tiền bối cùng thông nương ở giữa.
có cái gì cộng đồng chỗ? Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày. Nếu như nói hai cái này ở giữa, thật sự có cái gì chỗ tương tự? Cái kia chính là cả hai, hắn đều nếm qua. Tống ăn hàng Thư Hàng. Thông nương ngọn hành cũng không biết bị bóp bao nhiêu lần, lợi hành ra khỏi vỏ thu thập hành mầm đều có một đống nhỏ nhiều. Cật qua thánh quân thì càng không cần nói, toàn bộ thân thể đều cống hiến ra tới. Nếu như đây chính là thất thải nhân quả tuyến cơ duyên, cái kia cái thứ ba thất thải nhân quả tuyến là ai? Tống Thư Hàng nhớ kỹ bản thân liền nếm qua thông nương ngọn hành cùng cá voi thánh thân thể. Chuột hamster tà ma ngược lại là bị hắn nuốt sống qua, nhưng là hắn lại không có đem chuột hamster hào cho tiêu hóa hết, cái này không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có ai bị hắn nếm qua, lại không có quải điệu. Bởi vì đối phương nếu là cúp, nhân quả tuyến liền sẽ gãy mất. Tống Thư Hàng cho nên kế làm lại, thử nghiệm thuận đầu này thất thải nhân quả tuyến, tìm hiểu nguồn gốc. Một lát sau, Tống Thư Hàng tiếp xúc đến nhân quả tuyến đầu nguồn. Ngay tại tiếp xúc đến đầu nguồn sát na, Tống Thư Hàng trừng to mắt, thật nhanh đem loại này kết nối cho gãy mất. Bởi vì đối diện là béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng thuận thứ ba nguồn cơn quả tuyến một đường tìm tòi đi qua lúc, lại nhưng thấy được ở vào cửu u thế giới thể lỏng quả cầu kim loại. Hình ảnh bên trong, béo cầu đại lão đang cửu u đào hố, không biết hắn muốn làm gì. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng được béo cầu đại lão đồng thời, béo cầu đại lão cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng. Giống hắn cường đại như vậy tồn tại, dù là tại cửu u niệm một tiếng nó xưng hào hoặc là ngoại hiệu, đều sẽ bị hắn cảm ứng được, huống chi Tống Thư Hàng loại này trực tiếp thuận nhân quả tuyến tìm tới cửa cử động. Thế là, béo cầu đại lão trực tiếp liền viễn trình khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ, cách không vận công, chuẩn bị đem cái này không biết sống chết hàng cho một hơi đỗi chết mất. Nhưng ngay tại hắn khóa chặt Tống Thư Hàng tọa độ thời điểm, tọa độ lại tự động nhảy lên biến hóa. Đang lúc thể lỏng quả cầu kim loại đại lão chuẩn bị đối Tống Thư Hàng triển khai công kích từ xa trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện ra hỏa này tọa độ, vậy mà tại 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Béo cầu đại lão, nhật, kém một chút hắn liền trực tiếp đối tiến thiên kiếp thế giới đi. Đó là cái bẫy dập. Một cái hèn hạ vô sỉ bẫy dập, là muốn đưa nó lực lượng dẫn vào đến thiên kiếp thế giới, dẫn thiên kiếp chi lực hố hắn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Sẽ làm ra loại này hèn hạ chuyện, trên đời này chỉ có một người. Bạch, người cái này hẳn là bị thánh quang chôn sống hỗn đản, lại nhưng thiết hạ hèn hạ như vậy bẫy dập. Thể lỏng quả cầu kim loại giận dữ hét. Theo phẫn nộ của nó, toàn bộ cửu u thế giới đều sôi trào lên, tà năng lăn lộn, một số cấp thấp cửu u sinh vật run lẩy bẩy. Cửu u tà năng như núi lửa bộc phát, một đợt liên tiếp một đợt. Toàn bộ cửu u thế giới đều quanh quẩn tiếng giống giận dữ của nó. Bạch tiền bối tại cửu u bản thể, một mặt không hiểu thấu, hắn đưa tay gãi đầu một cái, ta lại làm cái gì? Ta lúc nào cho béo cầu hạ bẫy dập rồi? Vẫn là bị xưng là hèn hạ vô sỉ cấp bậc bẫy dập. Gần nhất ta siêu bận bịu, còn chưa kịp tới bố trí tinh diệu như vậy bẫy dập a. Ta nhất định phải nổn chết ngươi, ngươi chờ ta. Thể lỏng quả cầu kim loại gầm rú nói. Bạch tiền bối vừa nghe thấy lời ấy, lập tức tới ngay kình. Ha 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 ha, đến a, đến nộn chết ta à? Chính là ta hạ bẫy dập, không phục đến làm a. Đối béo cầu hắn vui vẻ nhất. Chỉ cần là có thể hãm hại đến béo cầu bẫy dập, dù là không phải hắn bày, hắn cũng vui vẻ cõng nồi. Cái này nồi hắn tự nguyện đi lưng, hắn liền thích xem đến béo cầu khí nhảy nhót, lại không làm gì được hắn bộ dáng. Chờ ta kế hoạch lớn hoàn thành, người nhất định phải chết không có chỗ chôn. Thể lỏng quả cầu kim loại gầm rú nói. Ta chờ ngươi kế hoạch số 111A không cần khách khí với ta, dùng ra ngươi tất cả bản sự đến. Không xuất ra ngươi 100% bản sự, ngươi chính là cháu trai. Bạch tiền bối bản thể vui vẻ nói. Béo cầu kế hoạch lớn cũng không biết là người thứ mấy. Từ béo cầu tiền nhiệm sau đến bây giờ, bao giờ cũng đều đang mưu đồ lấy đem hắn xử lý hoặc là đem hắn phong ấn. Nhưng đến trước mắt vì mắt rừng. Béo cầu vô số tinh diệu kế hoạch toàn bộ là nửa đường cáo bại. Ngược lại là bạch tiền bối phản kích béo cầu, còn thành công thật nhiều lần. Ăn tốt nhất mỹ thực, ngủ tốt nhất cảm giác, đối nhất nhảy béo cầu, bạch tiền bối cảm giác sinh hoạt đắc ý. Xích Long động. Tống Thư Hàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn vốn cho rằng béo cầu đại lão phản kích lập tức liền muốn tới, nhưng không nghĩ tới béo cầu đại lão cũng không có động tác.
béo cầu đại lão khinh thường tại đỗi hắn. Lại hoặc là, hắn hiện tại quá bận rộn, không có rảnh để ý tới hắn. Tại cửu u đào hố loại sự tình này, thật sự rất trọng yếu sao? So đỗi ta còn trọng yếu hơn. Bất quá, ta cái thứ ba thất thải nhân quả tuyến, tại sao có béo cầu đại lão? Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đoán sai. Hắn lại không có nếm qua béo cầu đại lão coi như hắn muốn ăn, cũng không có đủ cường đại dạ dày để tiêu hóa. Có lẽ thất thải nhân quả tuyến, cũng không phải là bởi vì hắn ăn thông nương cùng cật qua thánh quân nguyên nhân. Thư Hàng, người đến cùng đang làm gì? Nhất kinh nhất xạ, vì cái gì ta luôn cảm giác người đang làm vấn đề rất nguy hiểm. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi. Vừa rồi, nói không chừng ta kém chút liền chết. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi, bất quá vấn đề không lớn, ta hiện tại đây là phân thân. Phân thân chết còn có thể một lần nữa ngưng tụ, chính là đem phân thân một lần nữa từ 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong lôi ra tới quá trình, khá là phiền toái. Ta đang nhìn nhân quả tuyến. Tống Thư Hàng trả lời, ta hôm nay lại cơ duyên xảo hợp thấy được trên người mình nhân quả tuyến, sau đó vừa rồi thuận nhân quả tuyến tìm hiểu nguồn gốc lúc, sờ đến cửu u béo cầu đại lão trên người. Kém chút liền bị tấn công từ xa, nhịp tim đều bị hù ra tốc. Xích Tiêu Kiếm. Đều cách xa như vậy, người còn muốn đi đỗi một đợt cửu u chúa tể. Không đỗi không thoải mái tư cơ. Tống A chết rồi tạo hóa tiên tử ngẩng đầu. Trong miệng cắn hoa sen, hát nói. Tiên tử đừng nguyền rủa ta. Tống Thư Hàng nói, tiếp đó, ta phải thật tốt bế quan, ổn định cảnh giới. Ngày mai hoặc hậu thiên, ta đi tìm Xích Đồng. Kim đan cấu đổ bên trên, thánh nhân con mắt cũng là thời điểm thắp sáng. Tống Thư Hàng có loại trực giác thánh nhân con mắt hẳn là hắn kim đan cấu đổ cái cuối cùng nan quan. Bởi vì tấm kia bích thủy các kim đan cấu đổ cuối cùng một bút, hắn cảm giác mình chỉ cần bình tĩnh lại. Liền có thể tùy thời điểm bên trên. Thần kỳ mê chi tự tin. Như thế, chỉ chờ thánh nhân chi nhãn vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, 7 viên tiểu kim đan cấu đồ, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Tận lực bồi tiếp một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước bản mệnh kim đan cấu đồ. Liên quan tới bản mệnh kình đan kết cấu, Tống Thư Hàng trong đầu có rất nhiều loại ý nghĩ cùng cấu tứ. Thậm chí tấm kia viễn cổ thiên đình kết cấu hắn đều không có sử dụng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem thiên đình kết cấu chuyển tới, kết hợp cửu châu nhất hào quần, sáng tác ra độc thuộc về hắn thiên đình kết cấu. Nhưng là, Tống Thư Hàng đột nhiên không muốn ra tay đi vẽ kim đan cấu đồ. Nằm xuống, chờ kim đan cấu đồ tự động hoàn thành. Kim đan cấu đồ vẽ lên một chương lại một chương, rất mệt mỏi. Sở dĩ, bản mệnh kình đan trên kết cấu, có thể hay không án lấy tâm ý của hắn, tự động biến ra. Cái này triệt để phế bỏ ý nghĩ, hiện lên ở bản thân não hải thời điểm, Tống Thư Hàng bản thân lại nhưng cảm giác rất là khéo. Đáng tiếc, ta nhất định phải tại 30 ngày thời gian bên trong, tấn thăng lục phẩm. Bằng không mà nói, nằm để nó bản thân đến biến ra kim đan cấu đồ, ngẫm lại cũng rất tốt. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Đã sớm không 30 ngày, người bế quan đều đã tắc kinh đã mấy ngày. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, thật sự là đáng tiếc. Dứt lời, hắn lại tay trượt cho Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tới một phát dưỡng đao thuật, ngày mai, lại được phiền phức Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối theo giúp ta cùng đi xem nhìn Xích Đồng tiểu tử kia. Tống Thư Hàng như thế thượng đạo, Xích Tiêu Kiếm thỏa mãn cực kỳ, không có vấn đề. Hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa nhân quả tuyến nhan sắc biến sâu hơn chút tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần cho Tống Thư Hàng đầy đủ thời gian. Nói không chừng có thể đem Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cùng hắn quan hệ trong đó tẩy thành lưu ly vàng màu sắc nhân quả tuyến. Diệu a, bất quá, diệu về diệu, ý nghĩ như vậy ngẫm lại còn chưa tính. Dù sao, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đời thứ nhất chủ nhân Xích Tiêu Tử đạo trưởng còn sống đây. Phi, bị tiên tử mang sai lệch, không phải đời thứ nhất chủ nhân, là đương nhiệm chủ nhân Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Tống Thư Hàng trở lại bản thân bế quan vị trí. Ngồi xếp bằng xuống. Tạo hóa tiên tử ôm một đống lớn hoa sen, nhu thuận trở lại Tống Thư Hàng sau lưng chỉ cần hoa sen cung cấp đủ, nàng rất tình nguyện xung làm một cái hình người ngộ đạo thạch, vì Tống Thư Hàng bế quan cung cấp trợ giúp. Tống Thư Hàng hơi nheo mắt lại, đưa tay trong hư không phủ động. Trong mắt của hắn nhân quả tuyến đang dần dần trở thành nhạt, bắt đầu biến mất. Trước hết nhất biến mất chính là màu trắng người đi đường nhân quả tuyến,
sau đó mới là cái khác màu sắc nhân quả. Tống Thư Hàng ánh mắt tại đông đảo nhân quả tuyến bên trong tìm tòi. Ngoại trừ bạch, lam, vàng, đen, huyết hồng cùng thất thải sắc nhân quả tuyến bên ngoài, trên lý luận tới nói, hắn hẳn là còn có cái khác một loại màu sắc nhân quả tuyến. Không sai, chính là loại kia phấn hồng nhân quả tuyến. Đại biểu cho vượt qua hữu nghị tình cảm loại kia. Tống Thư Hàng cảm giác mình hẳn là sẽ có dạng này nhân quả tuyến mới đúng, dù sao hắn là cái rất bình thường nam nhân. Trong hư không, cái kia vô số nhiễu loạn tầm mắt màu trắng nhân quả tuyến sau khi biến mất, chỉ để lại các loại màu sắc rực rỡ chi tuyến. Tống Thư Hàng tìm nửa ngày, nhưng không có tìm tới mình muốn phấn hồng hệ nhân quả tuyến. Không, không phải đâu, Tống Thư Hàng hơi khẩn trương lên. Con mắt của ngươi khả năng lừa gạt ngươi, để ngươi nhìn thấy ảo giác, lỗ tai của ngươi cũng có thể là lừa gạt ngươi, để ngươi sinh ra nghe nhầm. Nhưng là, nhân quả tuyến là sẽ không gạt người. Hắn là phi thường chân thực tồn tại, trực chỉ bản nguyên. Một cái nam nhân bình thường, làm sao lại không có màu hồng hệ nhân quả tuyến? Trừ phi ta không phải nam nhân bình thường. Phi, làm sao có thể? Ta nhìn thấy xinh đẹp muội tử lúc, cũng sẽ rất thưởng thức, trong đầu ý nghĩ, cũng cùng nam nhân bình thường không khác. Ngươi thì thế nào? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi sẽ không lại viễn trình đối vị nào cao thủ tuyệt thế đi. Đừng nói cho ta ngươi đối đại lão đối nghiện a. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ngươi cảm giác ta sẽ có hay không có điểm không bình thường. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối chằm chằm vào Tống Thư Hàng, đúng vậy, ngươi vô cùng không bình thường. Nói đi, lại đối cái nào đại lão? Nếu như đại lão chỉ là phát động công kích từ xa, có bạch đạo hữu cùng ta tại, có lẽ có thể đỡ tới. Không, lần này không đổi. Nhưng là, ta phát hiện ta không có phấn hồng hệ nhân quả tuyến. Rõ ràng liền thông nương đều có màu hồng hệ nhân quả. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm. Bạch Tiền Bối phân thân. Ngươi cảm giác màu hồng phấn nhân quả tuyến là cái gì? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, người yêu. Không, là song tu đạo lữ. Liên quan tới loại màu sắc này nhân quả tuyến tin tức, ta vừa vặn trước kia từ Xích Tiêu Tử nơi đó nghe nói qua. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, không phải trên danh nghĩa, là đã song tu cái chủng loại kia đạo lữ. Sở dĩ, người có dạng này đạo lữ sao? Tống Thư Hàng. Không cần trả lời, nhìn thấy người một mặt táo bón dáng vẻ, ta liền có thể biết đáp án. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vui a nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Bất quá, Thư Hàng cũng xác thực đến muốn sinh con tuổi tác. Bạch Tiền Bối phân thân trở mình, miễn cưỡng nói, trước kia, 18 tuổi nam tử đều đã trải qua thành gia lập nghiệp, sinh mấy cái hài tử đi. Thư Hàng chuẩn bị sinh mấy cái. Bạch Tiền Bối, thời đại khác biệt, hiện tại 18 tuổi còn chưa tới hợp pháp kết hôn tuổi tác đây. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Yêu đương không có vấn đề, nhưng sinh con còn quá sớm. Hừm. Bất quá chúng ta tu sĩ cùng người bình thường khác biệt. Bất quá, như Thư Hàng người tương lai có muốn hài tử suy nghĩ, vậy ngươi phải chuẩn bị sớm. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm, theo ngươi tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, tương lai muốn sinh ra hài tử tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Càng là tồn tại cường đại, thì càng khó sinh ra hậu đại. Mà lấy ngươi cảnh giới tốc độ tăng lên, không sớm một chút làm chuẩn bị lời nói. Nói không chừng tương lai liền không có Tiểu Thư Hàng đản sinh hy vọng. Linh Điệp Tiền Bối tu vi thất phẩm, không làm theo sinh ra Vũ Nhu Tử sao? Giao Bá Tiền Bối còn tại chuẩn bị sinh một chi bóng đá nam đây. Tống Thư Hàng phản bác. Ha ha ha, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cười không nói. Ngươi cũng không nhìn một chút bản thân tấn cấp tốc độ. Bình quân một tháng tấn thăng một cấp. Lần này 5 tấn 6 thẻ thời gian hơi dài. Nhưng trên tổng thể cũng sẽ không kéo bao lâu. Lại để cho ngươi như thế tấn cấp xuống dưới, nửa năm sau ngươi liền đổi thiên đạo. Ngươi muốn tấn thăng thiên đạo về sau, cũng đừng hòng Tiểu Thư Hàng. Thiên đạo bất hủ. Mặc dù trên lý luận, thiên đạo có lẽ vẫn là có thể song tu, nhưng muốn sinh ra tiểu thiên đạo tuyệt đối là không thể nào sự. Không nói cái này, đừng lãng phí thời gian, đem ta nắm chặt, tiến vào bế quan hình thức. Sau đó, phối hợp ta. Chúng ta tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng. Thừa dịp ngươi vừa tiếp xúc qua nhân quả tuyến, dư ôn vẫn còn, chúng ta vừa vặn rèn sắt khi còn nóng,
thử nghiệm học tập chiêu kia nhân quả đao đao pháp. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, nhân quả đao đao pháp, Xích Tiêu kiếm tiền bối chuyển hóa đi ra rồi. Làm cái hệ thống hình thức ban đầu đi ra, ngươi thử trước một chút. Chi tiết phương diện hậu kỳ ta cùng Bạch Đạo Hữu sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận dưới. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đem Xích Tiêu kiếm tiền bối phóng tới trên đầu gối, thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật thành lập liên hệ. Rất tốt, chính là loại cảm giác này. Tới đi, ta phối hợp ngươi, nhân kiếm hợp nhất. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tới đi, nhân đao hợp nhất. Tống Thư Hàng đồng thời quát khẽ. Xích Tiêu kiếm. Đao em gái ngươi. Lời tuy như thế, hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, vẫn là rất thuận lợi tiến vào nhân kiếm giao hợp nhất hình thức bên trong. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm ý thức liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cùng hưởng không gian ý thức. Xích Tiêu kiếm, rất tốt, bắt được ta, sau đó thuận theo người đao. Phi, thuận theo nhân kiếm hợp nhất trực giác, cảm ngộ cái này nhân quả đao đao pháp. A, trên lưng người đây là cái gì đồ chơi? Xích Tiêu kiếm đột nhiên phát hiện Tống Thư Hàng trên lưng, khiêng một nửa trường thương. Vọng Thiên, đây không phải chuôi này nhân quả thương sao? Xích Tiêu kiếm cảm giác mình sẽ không nhận lầm, cái này thương chính là trước đó, cái kia cổ u hỗn độn ý chí biến thành nữ tử nắm trong tay, đâm Tống Thư Hàng trường thương. Vì cái gì cái đồ chơi này, tại Tống Thư Hàng trong tay? Xích Tiêu kiếm, ngươi chừng nào thì lại đi đối cổ u hỗn độn ý chí rồi. Ngươi đây là một giây không đối tuyệt thế đại lão, liền toàn thân không thoải mái tư cơ đúng hay không? Lần này thật không phải là ta đỗi nàng. Vừa rồi, nguyên thần của ta không phải đi gặp Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối một mặt à, sau đó cổ u hỗn độn ý chí liền chạy tới đỗi ta, phải cứ cùng ta hợp thể. Ta không đáp ứng, nàng liền hướng phía ta ném ném nhân quả thương. Lúc ấy, Bạch Tiền Bối ngay tại bên cạnh ta, xuất thủ thay ta đánh rơi xuống nhân quả thương. Nếu như vừa đến, cái này một nửa nhân quả thương liền rơi xuống trong tay của ta. Tống Thư Hàng đem chuôi này nhân quả thương tóm vào trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Xích Tiêu kiếm. Hiện tại hắn, không cái gì lời có thể nói. Bất quá cái đồ chơi này cảm giác không có gì dùng, sở dĩ, ta chuẩn bị dùng hắn cho Xích Đồng chế tạo một cây trường mâu đi. Tống Thư Hàng quơ quơ một nửa trường thương, nếu như hắn là đao bộ dáng lời nói không chừng ta còn có thể thấu hòa lấy sử dụng. Hắn lấy lần trước đối cái này thương sử dụng xem xét bí pháp nhắc nhở. Cái này thương chỉ cần chính xác dẫn đạo, liền có thể sử dụng một lần nhân quả chi lực, lão nghịch thiên. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, trong tay hắn một nửa trường thương liền bắt đầu biến hóa. Một nửa trường thương hòa tan ra, hóa thành nước thép tự động diễn biến. Hắn từ thương bộ dáng kéo ngắn, kéo thô, trong nháy mắt, liền biến thành một thanh quỷ đầu đao bộ dáng. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm, ha ha ha, như ngươi mong muốn đại đao. Xích Tiêu kiếm tiền bối, đao này có thể bá khí, rất phù hợp ngươi phong cách vẽ. Tiền bối, cậu đừng trào phúng, một hồi ra ngoài chỉ ít ba phát dưỡng đao thuật giữ gốc. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối nghe vậy, lập tức ngữ khí biến đổi, chúng ta bắt đầu học tập nhân quả đao đi, đừng lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Dứt lời, hắn bắt đầu vì Tống Thư Hàng giới thiệu bản thân bắt trước được tới nhân quả đao hệ thống. Cùng nhân quả thương khác biệt, ta đem nhân quả thương phương thức công kích biến đổi thành tước. Đem tất cả nhân tước đi, chém ra không cách nào ngăn cản một đao. Thả lỏng, nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới, ta để dẫn dắt ngươi thi triển nhân quả đao. Đúng, ngươi đem chuôi này quỷ đầu đao khiêng đến trên lưng, hẳn là có thể tăng lên ngươi học tập nhân quả đao hiệu suất cùng lĩnh ngộ. Dù sao cũng là chính bản nhân quả thương nguyên hình, tự mang nhân quả chi lực. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng đem quỷ đầu đao khiêng đến trên lưng. Sau đó, hắn hoàn toàn buông lỏng, tay phải nắm chặt Xích Tiêu kiếm. Tại nhân kiếm giao hợp nhất trạng thái, Xích Tiêu kiếm dẫn dắt đến Tống Thư Hàng thân thể, chậm rãi hướng về phía trước đưa ra một kiếm. Bởi vì là dạy học hình thức, hắn sắp xuất hiện kiếm tốc độ chậm dần đến cực hạn, thuận tiện Tống Thư Hàng học tập nắm giữ. Người bây giờ mới từ nhìn nhân quả tuyến trong trạng thái rời khỏi, lại gánh vác chuôi này nhân quả thương. Chính là thích hợp nhất học tập nhân quả đao trạng thái. Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nói. Một kiếm đưa ra về sau, thân kiếm có chút ngừng lại, liền phảng phất chạm tại không hình chi vật bên trên. Sau đó, thân kiếm chuyển đâm vì tước,
một kiếm cắt đứt xuống. Kiếm chiêu đưa ra đồng thời, Tống Thư Hàng linh lực trong cơ thể tự chủ theo nhất định quỹ tích vận chuyển, trong lúc mơ hồ lại phảng phất khiên động nhân quả. Thế nào, học xong sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, tiền bối, ta không nhìn thấy nhân quả, không thấy được bị gọt sạch nhân a. Nói nhảm, cái ý thức này không gian bên trong lại không có địch nhân, ở đâu ra nhân cho ngươi tước. Ngươi bây giờ trước hết nắm giữ bộ này đao pháp, học xong về sau, ra ngoài lại dùng hắn tước người là được. Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Một lần nữa, nhân kiếm hợp nhất thời gian có hạn, ngươi lại tinh tế thể ngộ một chiêu này. Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nói. Sau đó, tại nó dưới sự dẫn đường, Tống Thư Hàng thân thể lần nữa bắt đầu chậm rãi đưa kiếm, tu luyện chiêu này nhân quả đao tới. Diệu a, chính là loại cảm giác này. Tu luyện đao pháp đều không cần chính ta động thủ, tựa như là treo máy soát kỹ năng độ thuần thục đồng dạng. Chỉ cần thả lỏng, kỹ năng thuần thục trị liền không ngừng dâng lên, rất thoải mái. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện như thế một cái ý nghĩ. Gần nhất Tống Thư Hàng tương đối mê loại này nhẹ nhõm tu luyện pháp. Đợi đã, ta bây giờ cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tại nhân đao hợp nhất trạng thái, ý nghĩ của ta có thể hay không bị hắn cảm ứng được. Trên lý luận tới nói, người đao kiếm nhất thời, hắn cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối là một thể, suy nghĩ, khả năng cũng sẽ chung. Không ổn, nếu như vậy hắn có tức giận hay không? Tống Thư Hàng có chút quan sát trong tay Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tiền bối tại rất nghiêm túc dẫn đạo hắn tu luyện nhân quả đao, tựa hồ cũng không có tức giận bộ dạng. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn tận lực tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ chiêu này nhân quả đao. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Ngũ phẩm đại yêu Đậu Đậu, bá Tống, Thư Hàng, hôm nay thượng tuyến không? Bắc Hà tán nhân, xem ra Thư Hàng tiểu hữu hôm nay vẫn như cũ không thượng tuyến. Đậu Đậu ngươi thử lại lấy triệu hoán hạ Bạch tiền bối nhìn xem bọn hắn từ tiểu thế giới kia bên trong đi ra không. Ngũ phẩm đại yêu Đậu Đậu, Bạch tiền bối. Vẫn như cũ không phản ứng. Tất meo, Thư Hàng cùng Bạch tiền bối tại cái kia tiểu thế giới bên trong thời gian thật dài đi. Đến cùng là thế nào tiểu thế giới, như thế hấp dẫn người, để hắn chậm chạp không nỡ đi ra. Đậu Đậu tâm tắc nói. Diệt Phượng công tử, Đậu Đậu ngươi cái này ngốc chó đi đớp cứt ra. Ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng là hai người cùng đi tiểu thế giới kia sao? Ngũ phẩm đại yêu Đậu Đậu, đúng thế. Tại phía xa tây phương Bạch Hạc chân quân, ấn tại bàn phím hai tay có chút cứng ngắc. Lệ Chi tiên tử, Đậu Đậu, người yêu đan còn không có khôi phục. Đúng vậy a, sở dĩ ta mới muốn thượng tuyến, nhìn xem Tống Thư Hàng gần nhất đến cùng đang làm cái gì phi cơ a. Đậu Đậu tâm tắc nói. Mấy ngày nay nó yêu đan bên trên, cái kia cùng Tống Thư Hàng hữu nghị ảnh chân dung ấn ký, một mực đang phát nhiệt, nóng hổi nóng hổi. Cái này khiến hắn một mực cảm giác mình phần bụng nóng một chút, đi ngủ đều ngủ không an ổn. Mặt khác, phần bụng thỉnh thoảng truyền đến ấm áp cảm giác, sẽ luôn để cho hắn nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ca Tú tiên tử Vũ Nhu tử, a, à, rốt cục có thời gian thượng tuyến. Mấy ngày nay nàng linh quỷ nơi đó không ngừng có cảm ngộ cùng linh lực phản hồi tới, cảnh giới của nàng vững bước tăng lên, nàng đành phải bế quan mấy ngày, hôm nay mới dành thời gian thượng tuyến. A, à, Vũ Nhu tử đạo hiệu của ngươi lại bắt đầu đổi động, linh điệp tôn giả xuất quan sao? Đậu Đậu hỏi, Ca Tú tiên tử Vũ Nhu tử, dựa người không bằng dựa mình, đây là chính ta lấy mới đạo hiệu nắm tay biểu lộ. Đúng, ta vừa lật ra nói chuyện phiếm ghi chép. Có lẽ ta biết Đậu Đậu người yêu đan ảnh chân dung nóng lên nguyên nhân. Bởi vì Tống tiền bối sắt thép hóa thân bị thiên đế bắt đi. Đậu Đậu. Đậu Đậu trong lòng, đột nhiên phun lên một loại bất an cảm giác. Ca Tú tiên tử Vũ Nhu tử, Đậu Đậu người yêu đan trên cái kia hữu nghị ấn ký, hẳn là cùng Tống tiền bối sắt thép hóa thân liên hệ với nhau. Hiện tại Tống tiền bối sắt thép hóa thân bị bắt đi. Người yêu đan trên ấn ký nóng lên, đoán chừng cùng chuyện này có quan hệ. Dù sao, thiên đế đang dùng Tống tiền bối sắt thép hóa thân làm thí nghiệm. Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ hỏi, Vũ Nhu tử từ chỗ nào biết tin tức này? Hừm, bởi vì ta mấy ngày nay cảnh giới đều đang tăng nhanh như gió, hôm nay xuất quan lúc, liền ngưng tụ đệ bát cây tiên cốt. Vũ Nhu tử trả lời. Trăng sáng bao lâu có, việc này cùng tình báo nơi phát ra có quan hệ.
Bắc Hà tán nhân, trợn mắt hốc mồm biểu lộ đợi đã, Vũ Nhu tử. Ngươi ngưng tụ 8 cái tiên cốt rồi. Tứ phẩm cảnh giới muốn ngưng tụ kim đan, liền muốn trước ngưng tụ 9 đại tiên cốt. Vũ Nhu tử đây đã là thứ 8 xương rồi. Hừm, đúng a, ta cảm giác tiếp qua 3 ngày tả hữu, ta liền có thể ngưng tụ đệ cửu cây tiên cốt. Vũ Nhu tử trả lời. Cuồng đao tam lãng, ta hiểu được, Vũ Nhu tử ngươi có phải hay không họ Tống? Ngươi tên đầy đủ có phải hay không Tống Vũ Nhu tử? Vũ Nhu tử. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Vũ Nhu tử, tình trạng của ngươi không có vấn đề a. Tu sĩ cảnh giới, bình thường mà nói đều là vững bước dâng lên. Vũ Nhu tử đoạn thời gian trước vừa mới tấn thăng tứ phẩm, bây giờ lại đột nhiên muốn ngưng tụ cuối cùng một cây tiên cốt. Cái này tấn cấp tốc độ có chút không bình thường. Hoàng Sơn mụ mụ lại bắt đầu lo lắng. Hoàng Sơn tiền bối yên tâm, ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không có vấn đề. Vũ Nhu tử trả lời. Lại nói, Vũ Nhu tử ngươi tấn cấp sự, cùng tình báo nơi phát ra có quan hệ gì sao? Tuyết Lang động chủ hỏi. Cảm giác vấn đề này mới vừa rồi là không phải có đạo hữu hỏi qua. À, ta không có ở quần bên trong nhắc qua sao? Vũ Nhu tử nói. Đoạn thời gian trước, ta linh quỷ bị thiên đế cưỡng đoạt đi, hẳn là bị chiếm cứ. Sau đó mấy ngày nay, từ thiên đế nơi đó liên tục không ngừng có cảnh giới lĩnh ngộ cùng linh lực phản hồi tới. Sở dĩ ta mấy ngày nay bế quan thời điểm, cảnh giới liền phi tốc tăng lên. Mặt khác trước mấy thời gian, vừa vặn ăn xong thực tiên yến, Vũ Nhu tử thể nội phong ấn tổn trữ đại lượng dự bị năng lượng, lần bế quan này bên trong ngưng tụ tiên cốt lúc, thân thể cũng có thể chống đỡ được tiêu hao. Cuồng đao tam lãng, Vũ Nhu tử, người quả nhiên là họ Tống đúng hay không, người cái này thăng cấp sáo lộ cùng thư hàng tiểu hữu đơn giản không có sai biệt. Bắc Hà tán nhân, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Vũ Nhu tử, người bây giờ tại Linh Điệp đảo. Hừm, đúng nha, cùng cha đã hẹn muốn ở tại đảo trên ổn định cảnh giới. Lại thêm gần nhất cũng không có địa phương có thể đi, Tống tiền bối bọn hắn đi tiểu thế giới cũng không mang theo ta. Vũ Nhu tử nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ta đi tìm ngươi, luôn cảm giác có chút không yên lòng. Linh Điệp tôn giả cùng Hoàng Sơn quan hệ vô cùng tốt, Vũ Nhu tử loại này không bình thường tiến giai tốc độ, để Hoàng Sơn tôn giả nhớ tới vài ngày trước bạo thể Tống thư hàng. Hắn có chút bận tâm Vũ Nhu tử trạng thái. Tốt lắm, ta ở trên đảo chờ Hoàng Sơn tiền bối. Ngoài ra ta vừa đuổi việc một nhóm mới linh mạch bích trà. Hoàng Sơn tiền bối ngài đến lúc đó đến nhấm nháp một chút ta xào trà kỹ thuật có tiến bộ hay không? Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, thành, ta chậm nhất sáng mai đến. Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc, ta cũng muốn đi. Ngoan ngoãn trong lòng ở lại, lần này nói xong rồi nhốt ngươi một tháng cấm đoán, lần này ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Đậu đậu. Hoàng Sơn đại ngốc lần này là quyết tâm phải nhốt hắn cấm đoán, đã như vậy từng cái kia chỉ có chờ Hoàng Sơn đại ngốc sau khi ra cửa, hắn lại lặng lẽ lệ chi tiên tử, mời nàng hỗ trợ thả bản thân đi ra. Ca tú tiên tử Vũ Nhu tử, đúng rồi, lần trước Tống tiền bối tại tuyến lúc, cho ta một cái mã QR đồ án, nói là dùng tinh thần lực quét một chút liền có thể thêm hắn hảo hữu, có thể viễn trình trò chuyện. Ta thử một lần, không có phản ứng, đậu đậu các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng có thể trực tiếp cùng Tống tiền bối liên tuyến. Vũ Nhu tử đột nhiên nhớ tới việc này. Sau đó, nàng liền đem Tống thư hàng trước đó gửi đi cho nàng cái kia mã QR kim đan cấu đồ ảnh chụp, gửi đi đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Một lát sau, cuồng đao tam lãng, ta vừa dùng di động quét bên dưới, điện thoại liền đen màn hình. Ta không thể làm gì khác hơn là đổi trên máy vi tính tuyến, Vũ Nhu tử ngươi xác định đây không phải virus. Đừng dùng điện thoại quét a, phải dùng tinh thần lực. Vũ Nhu tử nói. Lại nói, đây là vật gì? Đậu đậu hiếu kỳ nói. Vũ Nhu tử, Tống tiền bối trước đó nói qua, đây là hắn một cái tiểu kim đan cấu đồ. Dùng tinh thần lực bao trùm hắn về sau, nói không chừng liền có thể thêm hắn hảo hữu. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể thêm hắn hảo hữu, ta liền thất bại. Quần bên trong các tiền bối có thể thử một chút. Bắc Hà tán nhân. Mã QR kim đan cấu đồ. Rất phù hợp hiện đại người tuổi trẻ tư duy. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Nói không chừng đây là loại không tệ kim đan cấu đồ biện pháp, có thể xếp vào nghiên cứu hạng mục.
Thất sinh phù phủ chủ nói. Đậu đậu, hắc hắc, ta trước quét hình thử một chút. Hắn trước đem chương này mã QR hình ảnh phóng đại. Sau đó, hắn dùng tinh thần lực của mình đối hình ảnh quét nhìn một lần. Lại một lát sau. Không được a, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đậu đậu nói. Cuồng đao tam lãng, ta cũng thử một lần, cũng không có hiệu quả. Dược sư, thất bại. Thông huyền đại sư, lắc đầu biểu lộ. Diệt phượng công tử, thất bại. Lệ chi tiên tử. Tiên tử hồi phục phong cách vẽ không giống bình thường. Tạo hóa pháp vương, lệ chi tiên tử ra gợi ý. Lệ chi tiên tử. Nàng vừa rồi cũng tò mò dùng tinh thần lực bao trùm ở cái này mã QR, quét một chút, ngay sau đó bên tai nàng liền vang lên một cái tích tiếng nhắc nhở. Sau đó, có một cái nhắc nhở khung xuất hiện tại trước mắt nàng. Có hay không thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu gạch thân thuộc? Có, hay không? Hảo hữu bị vẽ rơi là có ý gì? Thân thuộc lại là mấy cái ý tứ? Lệ chi tiên tử tẩy thành công rồi. Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ nói, hắn vừa rồi quét một lần, đồng dạng không có chút nào thu hoạch. Lệ chi tiên tử thở dài, tại quần bên trong lên tiếng nói, bắn ra một cái nhắc nhở khung, hỏi ta muốn hay không thêm Tống Thư Hàng tiểu hữu làm hảo hữu. Đậu đậu nhãn tình sáng lên, cái kia lệ chi tiên tử thêm cái thử một chút, sau đó hỏi một chút Thư Hàng cái kia đầu đất lúc nào từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Lệ chi tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu, nàng cuối cùng vẫn đưa tay điểm hướng có tuyển hạng. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Ngoại trừ lệ chi tiên tử bên ngoài, những người khác thử soát mã QR, toàn bộ thất bại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vũ Nhu tử, kỳ quái. Vì cái gì chỉ có lệ chi tiên tử thành công? Chúng ta cùng lệ chi tiên tử ở giữa, khác nhau ở chỗ nào sao? Chơi vui như vậy sự tình, nàng lại không cách nào tham dự trong đó. Cảnh giới vấn đề, giới tính vấn đề, cuồng đao tam lãng hỏi. Cảnh giới, quần bên trong cùng lệ chi tiên tử đồng dạng lục phẩm cảnh giới thành viên số lượng cũng không ít. Giới tính khẳng định không là vấn đề, hẳn là có cái gì ẩn tàng tuyển hạng, lệ chi tiên tử. Người đã tăng thêm Thư Hàng tiểu hữu hảo hữu quan hệ, vậy ngươi trực tiếp hỏi hỏi hắn tình huống. Bắc Hà tán nhân bình tĩnh nói. Ta điểm thêm hảo hữu tuyển hạng, nhưng Tống Thư Hàng bên kia còn không có phản ứng. Lệ chi tiên tử nói. Đang khi nói chuyện, lệ chi tiên tử trước mắt đột nhiên lại bắn ra một đầu nhắc nhở. Tống Thư Hàng đã cùng ngươi thêm làm hảo hữu quan hệ, cũng bổ sung một đầu tin tức, vọng thiên, lệ chi tỷ tỷ ngươi sao có thể thêm đến ta sao? Lệ chi tiên tử lại điểm một cái này nhắc nhở khung. Nàng muốn làm sao hồi phục Tống Thư Hàng, hồi phục công năng ở đâu? Tại phía xa Xích Long Động Tống Thư Hàng, lúc đầu đang cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tu luyện nhân quả đao. Mà vừa rồi, tại hắn vung ra Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt, lòng có cảm giác. Mơ hồ trong đó, trong tay Xích Tiêu kiếm phảng phất cuốn lấy một đạo nhân quả. Ngay sau đó, lệ chi tiên tử thêm hắn hảo hữu nhắc nhở. Đột nhiên bắn ra. Tống Thư Hàng đều bị giật nảy mình. Hắn không cùng lệ chi tiên tử tiếp xúc, làm sao đột nhiên bắn ra cái này tuyển hạng. Giữa song phương tăng thêm hảo hữu, nhưng cụ thể trên muốn làm sao tiến hành viễn trình trò chuyện Tống Thư Hàng còn không nghiên cứu ra được. Sở dĩ hắn chỉ có thể ở xác nhận hảo hữu nhắc nhở đồng thời, bổ sung một cái ý niệm trong đầu sao trở về. Nhớ kỹ bản thân lần trước tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc. Vị kia tự xưng béo cầu long lạc ý chí, mỗi lần hướng hắn gửi đi tin tức thời điểm, cũng đều là dùng loại này bổ sung nhắn lại công năng. Bản thân mã QR kim đan cấu đồ còn muốn thăng cấp, gia tăng viễn trình trò chuyện loại hình công năng mới được. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, lại có một đầu nhắc nhở bắn ra. Trình Lâm tiên tử thông qua hảo hữu nhân bản công năng, tăng thêm ngươi là vương vị người thừa kế. Tống Thư Hàng. Lúc này, Tống Thư Hàng lập tức liền nghĩ tới một vị nào đó họ Trương mụ mụ danh ngôn. Nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người. Vừa nói mình đã mát thấu, liền Trình Lâm cái này đạo hiệu đều muốn để ta tới kế thừa, một bên lại ba ngày hai đầu tốn thức tung ra, thông qua đủ loại con đường biểu hiện tự thân tồn tại cảm giác. Ta hiện tại nếu là còn tin tưởng ngươi nguội loại sự tình này, ta chính là ngốc cá ướp muối. Mà lại, hảo hữu clone công năng lại là cái gì quỷ đồ vật? Vương vị người thừa kế lại là cái gì ý tứ? Trình Lâm tiên tử còn có vương vị loại vật này. Nàng mặc dù là giao trì nữ đế, nhưng viễn cổ thiên đình đều đã trải qua nguội,
hiện tại giao chỉ bí cảnh đều thành Bạch Tiền Bối vật siêu tập, nàng còn từ nơi nào cả cái vương vị đi ra. Đáng tiếc, hiện tại hắn mã QA kim đan cấu đồ không có trò chuyện công năng, bằng không hắn nhất định phải phát một thiên 8 vạn chữ phía trên đậu đen rau muống văn chương, gửi đi cho Trình Lâm tiên tử. Chờ ta quay đầu có rảnh, nhất định phải mau chóng đem trò chuyện công năng bản khối cho mở ra. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thư Hàng. Ngươi vừa rồi lại đã làm gì? Tống Thư Hàng. Tiền Bối, ta cái gì cũng không làm a, ta tại thật tốt phối hợp ngài luyện kiếm. Không, là luyện nhân quả đao. Sau đó, vừa rồi khả năng thoáng thất thần một chút. Chẳng lẽ Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đang tức giận ta luyện đao thất thần sao? Tống Thư Hàng thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ta vừa rồi thất thần. Xích Tiêu Kiếm, không phải thất thần đơn giản như vậy đi, người mới vừa rồi là không phải lại viễn trình đối vị nào đại lão. Không có a, Tống Thư Hàng nói, vừa rồi hắn thật không có cách không đối đại lão. Vậy ngươi vừa rồi cuốn lấy nhân quả tuyến là của ai? Ngươi vừa rồi thi triển nhân quả đao thời điểm, ta rõ ràng có thể cảm ứng được thân kiếm của chính mình cuốn lấy nhân quả tuyến, nếu không phải ta kịp thời phanh lại, ngươi vừa rồi liền một kiếm cắt đứt xuống đi. Xích Tiêu Kiếm nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là cái này? Xích Tiêu Kiếm, ngươi thật đổi rồi. Ngươi đây là một giây không đổi đại lão liền không thoải mái. Không không không, không phải. Vừa rồi ta cũng cảm ứng được bản thân quấn ở một đạo nhân quả. Cùng một giây, Lệ Chi tiên tử đột nhiên thêm ta vì hảo hữu, chính là thông qua kim đan mã QA thêm ta loại kia. Nhưng là... Lệ Chi tiên tử tức không có gia nhập Long Lạc cũng không có gia nhập công đức võng lạc, vì cái gì nàng có thể thêm ta hảo hữu? Ta vừa rồi đi thẳng thần, cũng là bởi vì đang tự hỏi vấn đề này. Tống Thư Hàng giải thích nói. Có phải hay không là hắn vừa rồi vừa vặn quấn ở cùng Lệ Chi tiên tử có liên quan nhân quả, sau đó liền dẫn dắt đến nàng tăng thêm bạn tốt mình? Lại hoặc là, Lệ Chi tiên tử cùng hai vị Bạch Tiền Bối đồng dạng, có được đặc thù đường dây? Không cần thông qua công đức võng lạc hoặc long lạc, chỉ cần đường dây hoán đổi, liền có thể thêm ta làm hảo hữu. Nhưng là, nơi này lại có cái vấn đề, hắn lại không có đem kim đan mã QA kết cấu phát cho Lệ Chi tiên tử. Lúc này nếu là có trò chuyện công năng tốt bao nhiêu, hắn liền có thể gửi tin tức trực tiếp hỏi Lệ Chi tiên tử cùng Trình Lâm. Đúng rồi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Không bằng chúng ta thử một chút, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Xích Tiêu Kiếm. Thử cái gì? Tống Thư Hàng cười hắc hắc, ta đem mã QA kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra, sau đó Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ngươi dùng tinh thần lực quét hình. Ta không phải đã quét qua sao? Xích Tiêu Kiếm nói. Tống Thư Hàng, ta còn chưa nói xong đâu, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ngươi tại quét xem thời điểm, ta thi triển nhân quả đao cuốn lấy cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối có liên quan nhân quả, nhìn xem có thể thành công hay không đem Tiền Bối thêm làm hảo hữu. Tốt a. Coi như là thực tiễn một chút người đối nhân quả đao nắm giữ trình độ. Xích Tiêu Kiếm đáp. Tống Thư Hàng trước đem mã QA kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra. Sau đó, tay hắn nắm Xích Tiêu Kiếm, thi triển nhân quả đao đến, bởi vì ở vào nhân đao hợp nhất trạng thái, thi triển nhân quả đao thời điểm, hắn có thể tùy tiện tìm tới mình và Xích Tiêu Kiếm ở giữa nhân quả. Cuốn lấy nhân quả, nhưng đừng đi tước. Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Yên tâm đi, Tiền Bối, tin tưởng ta đao pháp thiên phú. Nếu như là kiếm thuật hoặc thương thuật, hắn không nhiều lắm tự tin. Nhưng đao pháp phương diện, hắn học đặc biệt nhanh, thi triển đao pháp lúc, sẽ có điều khiển như cánh tay cảm giác. Ta đã bắt đầu quét nhìn, Xích Tiêu Kiếm nói. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng đưa ra một kiếm, thi triển nhân quả đao đao pháp. Đao thế ngưng mà không phát, Xích Tiêu Kiếm thân kiếm nhẹ nhàng cuốn một cái. Cuốn lấy hắn cùng Xích Tiêu Kiếm ở giữa nhân quả. Ngay tại lúc này, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm tinh thần lực, lần nữa đem Tống Thư Hàng mã QA kết cấu bao trùm. Tích, không cách nào tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu, mời thăng cấp. Xích Tiêu Kiếm, nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên hoán đổi. Đường dây hoán đổi đến nhân quả võng lạc. Nhân quả võng lạc. Ngoại trừ công đức võng lạc, long lạc bên ngoài, còn có cái nhân quả võng lạc. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, xem ra ta suy đoán không sai,
cái kia Xích Tiêu kiếm tiền bối lựa chọn hoán đổi mạng lưới. Lần trước Bạch tiền bối thêm ta lúc cũng là dạng này, hoán đổi mạng lưới sau liền có thể thêm ta hảo hữu. Không có tuyển hạng, trực tiếp liền bắt đầu hoán đổi. Xích Tiêu kiếm trả lời. Một lát sau, lại một đầu mới nhắc nhở xuất hiện tại Xích Tiêu kiếm trước mắt. Hoán đổi nhân quả võng lạc thành công, nếm thử tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu. Tăng thêm thất bại, mời đến chú nhân quả võng lạc hoặc tiến hành thăng cấp. Phi, lại thăng cấp. Xích Tiêu kiếm tiền bối cả giận nói. Tống Thư Hàng, tiền bối lại thất bại. Nhắc nhở ta tiến vào chiếm giữ nhân quả võng lạc, hoặc thăng cấp. Xích Tiêu kiếm thu liễm tinh thần của mình, hắn cảm giác mình cùng Tống Thư Hàng ở giữa duyên phận đã hết. Tống Thư Hàng, tiến vào chiếm giữ nhân quả võng lạc. Nói cách khác, mặc dù ngay cả lên nhân quả võng, đường dây liên thông, nhưng tài khoản còn không có khai thông, cần giao phí Internet ý tứ. Xích Tiêu kiếm. Người cái này khẽ đảo dịch, mặc dù cảm giác lập tức liền rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Nói như vậy, Lệ Chi tỷ tỷ quả nhiên cũng không đơn giản, nàng khả năng vẫn là nhân quả võng lạc hộ khách VIP tới. Tống Thư Hàng suy tư nói. Xích Tiêu kiếm. Gần nhất quả nhiên tất cả mọi người lưu hành gia nhập các loại kỳ quái mạng lưới sao. Ta quay đầu muốn không để Xích Tiêu tử cũng cho ta làm một cái mạng lưới VIP tài khoản. Tống Thư Hàng, được rồi, việc này trước để qua một bên. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chúng ta quen đi nữa tất một lần nhân quả đao không? Nhân kiếm hợp nhất chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến giải trừ trạng thái, để ngươi thân thể nghỉ ngơi một hồi, nếu không được không bù mất. Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sau đó giải trừ cùng Xích Tiêu kiếm ở giữa nhân đao hợp nhất trạng thái. Một bên khác, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bởi vì Lệ Chi tiên tử thành công tăng thêm Tống Thư Hàng hảo hữu. Quần bên trong thành viên lập tức sinh ra hứng thú, bắt đầu nghiên cứu lên chương này mã QA kim đan cấu đồ tới. Chỉ cần có người thêm hảo hữu thành công, liền đại biểu cho chương này mã QA đồ án là hữu hiệu. Sau đó, chỉ cần phục chế Lệ Chi tiên tử thành công đi qua, hẳn là có thể một lần nữa cùng Tống Thư Hàng kết nối vào, thêm hắn làm hảo hữu. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Có mấy vị đạo hữu đối nghiên cứu loại này những thứ mới lạ cảm thấy hứng thú. Bế quan tu luyện thời gian, tổng là qua đặc biệt nhanh. Hai ngày thời gian đi qua, bế quan ngày thứ bảy. Tống Thư Hàng phân thân có chút mở to mắt. Mới vẽ rồng điểm mắt ba khỏa lưu ly kim đan trước đó hai khỏa lưu ly kim đan trạng thái đều ổn định lại. Hắn dùng hai ngày thời gian đến củng cố cảnh giới của mình. Đương nhiên. Trong lúc đó cũng sẽ cùng Xích Tiêu kiếm tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái tu luyện nhân quả đao. Còn có 23 ngày, người đến tăng tốc động tác. Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng gật đầu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi gặp Xích Đồng đi. Nếu như từ chỗ của hắn có thể được đến thánh nhân cấu lực vẽ rồng điểm mắt thời cơ, liền không thể tốt hơn. Nếu như không được, ta chỉ có chuyển nghĩ biện pháp khác. Thời gian quá cấp bách. Hắn không thể đem vẽ rồng điểm mắt thời cơ toàn cược tại Xích Đồng trên thân, trứng gà không muốn toàn đặt ở một cái trong giỏ sách. Dứt lời, Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu. Xích Tiêu kiếm kiếm linh hiển hiện, che chở Tống Thư Hàng nguyên thần. Mà lúc này, sau lưng tạo hóa tiên tử đột nhiên cũng đứng dậy, đi theo phi độn đi ra, nương theo Tống Thư Hàng tả hữu. Tạo hóa tiên tử cũng phải đến, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Tạo hóa tiên tử. Ta khó chịu ta mệt mỏi mệt mỏi. Tốt a, ta hiểu được, tiên tử đi theo chúng ta, đừng chạy ném. Tống Thư Hàng nguyên thần cười nói. Sau đó, nguyên thần, kiếm linh, tạo hóa tiên tử thoát ra Xích Long Động, hướng phía Xích Đồng chỗ Long huyết tộc tòa thành vị trí bỏ chạy. Hôm nay Hắc Long thế giới ngoại giới, sương mù rất lớn. Nguyên thần đang phi độn thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Nếu không có Tống Thư Hàng tập trung vào Xích Đồng tọa độ, tại như vậy một mảnh trắng xóa trong sương mù phi đột, nói không chừng đến lạc đường. Lại nói, trước kia không hướng dẫn thời điểm, tứ phẩm tu sĩ trên không trung khoảng cách dài ngự kiếm phi hành lúc, có thể hay không lạc đường. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Dù sao, tứ phẩm tu sĩ tinh thần lực còn không có ngưng tụ làm thần thức, tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng không lớn. Dưới tình huống bình thường. Trước kia tứ phẩm tu sĩ đường dài ngự kiếm phi hành lúc, sẽ dùng pháp thuật trước định tốt tọa độ, định tọa độ phương thức tham khảo phi kiếm truyền thư phương thức.
Mặt khác, tại hướng dẫn không đi ra trước, tu chân giới trước kia lưu hành qua đơn giản hóa sơn hà đồ loại hình pháp bảo, cũng có thể tạo được hướng dẫn hiệu quả. Đương nhiên, có chút dân mù đường thuộc tính khá mạnh tu sĩ, tại không định vị, không pháp khí phụ trợ tình huống bên dưới, ở trên không loạn đi dạo thời điểm, lạc đường cũng không ít. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời. Gần nửa ngày thời gian sau, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu kiếm tiền bối tại cái kia quen thuộc tòa thành mặt cỏ trên không chỗ dừng lại. Mặt cỏ bên trên, Xích Đồng chính đâu ra đấy luyện tập cương thủ cơ sở quyền pháp. Bạch tiền bối học bá hệ thống xem ra hiệu quả coi như không tệ. Xích Đồng quyền pháp thi triển ra lúc đã rất trôi chảy, không có lần trước loại kia mạng lưới không tốt thẻ nhiều lần cảm giác. Thiếu niên này chính là có một cổ cứng cỏi tính tình, tại tu luyện phương diện chăm chỉ đến làm cho đau lòng người. Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu, rất cảm giác vui mừng. Xích Đồng tại đánh xong một chuyến quyền pháp về sau, dừng lại, móc ra một chi hẳn là ma pháp dược tề đồ vật, uống một hớp dưới. Đây là tăng cường tự thân khí huyết dược tề, hiệu quả phải cùng thối thể dịch, khí huyết đan cùng loại. Tiếp đó, Xích Đồng lần nữa triển khai quyền pháp chiêu thức. Đồng thời trong miệng hắn quát khẽ tiêu chuẩn tiếng Trung phát âm quyền pháp khẩu quyết. Giữa thiên địa linh lực, bị dẫn dắt, quấn quanh ở Xích Đồng song quyền. Xích Đồng hít sâu, bắt đầu thi triển quyền pháp. Hai chiêu qua đi, Xích Đồng đột nhiên dừng lại, há miệng một ngụm máu tươi phun ra. Tống Thư Hàng, đây là có chuyện gì? Dinh dưỡng theo không kịp, Xích Tiêu kiếm tiền bối chậm rãi nói. Dinh dưỡng theo không kịp, Tống Thư Hàng nhìn về phía Xích Đồng trước đó uống ma pháp dược tề. Lúc này, Xích Đồng tại phun xong máu về sau, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, hắn đưa tay chậm rãi lấy khăn tay ra, bắt đầu xoa từ bản thân máu tươi bên mép. Nhìn hắn cái này thuần thục bộ dáng, tiểu tử này sẽ không đã phun máu rất nhiều lần a. Tống Thư Hàng không khỏi não bổ Xích Đồng không ngừng tu luyện, thổ huyết. Tu luyện lại thổ huyết tuần hoàn hình ảnh. Tiểu tử này, khắc khổ chăm chỉ trình độ thật sự làm người thấy chua xót. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào Xích Đồng bên người. Hắn không có lập tức hiện ra thân hình, mà là trước đưa tay nắm chi kia ma pháp dược tề cái ống, đối bên trong dược tề thi triển một phát xem xét bí pháp. Tại phía xa Xích Long động Tống Thư Hàng phân thân toàn thân run nhẹ nhẹ, dùng máu tươi quét thẻ thanh toán đại giới. Hắc Long thế giới Long huyết bộ lạc ma pháp dược tề, Long thú dược tề, tăng cường người dùng thể chất, bình ổn cảm xúc, cũng có được kích hoạt Long huyết huyết mạch hiệu quả. Cùng thối thể dịch, khí huyết đan tương tự giống như dược tề, hơn nữa còn có kích hoạt Long huyết bộ lạc huyết mạch lực lượng hiệu quả. Theo lý thuyết coi như không đủ để thay thế tu sĩ thối thể dịch cùng khí huyết đan. Cũng không trở thành đến để Xích Đồng tu luyện tới thổ huyết trình độ A. Vì sao lại dinh dưỡng theo không kịp, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía hư nhược Xích Đồng. Ta đây cũng không biết, ta chỉ là nhìn tiểu tử này thổ huyết tư thế, suy đoán ra hắn là dinh dưỡng theo không kịp, cường luyện tu sĩ cơ sở quyền pháp, dẫn đến thân thể bị hao tổn. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời, có thể là hắn căn bản là không có cách hấp thu ma pháp dược tề. Trước chỉ cho hắn một cái đi. Tống Thư Hàng hiện ra thân hình, xuất hiện tại Xích Đồng bên người. À, tiên sinh ngươi tới rồi. Xích Đồng nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, cười vui vẻ. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu, sau đó đối tạo hóa tiên tử nói, tạo hóa tiên tử, đón lấy đến đã làm phiền ngươi. Hắn hiện tại là nguyên thần trạng thái, không có mặc tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đổ bộ, không cách nào sử dụng chữa trị pháp thuật. Tạo hóa tiên tử hiển hiện, đưa tay đặt tại Xích Đồng trên thân. Một cái tiêu chuẩn nho ra chữa trị pháp thuật rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch Xích Đồng, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tạo hóa tiên tử tự tay thi triển trì rũ thuật pháp, đạt tới chữa trị hiệu quả lại 10 không đủ 1. Tống Thư Hàng thấy thế, lần nữa đưa tay theo trên người Xích Đồng, thi triển xem xét bí pháp. Xích Đồng, 9 tuổi, Long huyết tộc cùng nhân loại con lai. Bởi vì thể chất đặc thù, đối ma pháp dược tề hấp thu hiệu quả cực kém. Nhân thể chất nguyên nhân, đối chỉ dũ thuật tiếp nhận trình độ cực kém. Tống Thư Hàng, thật đúng là như Xích Tiêu kiếm tiền bối miêu tả, ma pháp dược tề hấp thu trình độ cực kém, chữa trị pháp thuật tiếp nhận trình độ cũng cực kém. Bắt đầu chính là địa ngục cấp bậc độ khó sao. Cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa. Xích Đồng, mấy ngày kế tiếp, người phương diện tu luyện trước hoãn một chút.
Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng nói. Xích Đồng nghe vậy, sắc mặt đại biến, tiên sinh. Ta không có quan hệ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ thổ huyết, nhưng ta cảm giác đến ta đang thay đổi cường đại. Hai ngày này tu luyện xuống tới, ta đã nắm giữ cơ sở quyền pháp thức thứ nhất. Ta nhất định có thể đem trọn bộ quyền pháp tu luyện hoàn thành. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng kình hắn từ bỏ tu luyện, kinh hoàng. Không, ta không phải để ngươi ý tứ buông tha. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, thân thể của ngươi đối ma pháp dược tề hấp thu trình độ rất kém cỏi, đối chỉ dũ thuật tiếp nhận trình độ cũng rất kém cỏi. Còn như vậy tu luyện, thân thể của ngươi sẽ trước một bước không chịu nổi sụp đổ. Sở dĩ ngươi nhất định phải chậm dần tu luyện, ta đi vì ngươi tìm kiếm phương pháp phá giải. Xích Đồng nghe đến đó, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lên tiếng nói, nhưng là tiên sinh, mỗi lần thổ huyết hoàn tất về sau, ta chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Sở dĩ, ta cảm giác vấn đề không có bao lớn. Mà lại, mỗi lần thổ huyết thời điểm, hắn sẽ cảm giác đến không hiểu mang cảm giác. Liền phảng phất phải đối mặt tử vong đồng dạng. Loại kia lại tiến lên trước một bước chính là cảm giác tử vong, khiến cho hắn trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm ứng được Xích Đồng thể nội suy yếu cảm giác rút đi, thân thể thật nhanh khôi phục, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Xích Đồng đứng lên, nguyên địa nhảy hai lần, ngươi nhìn, tiên sinh. Ta hiện tại trạng thái lại biến không thành vấn đề. Đây là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Xích Tiêu Kiếm kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng, ta đều giám định nhiều lần, căn bản không có giám định ra hắn có cái gì thể chất đặc thù. Tiên sinh, ta nghĩ thừa cơ tu luyện một lần cơ sở quyền pháp, ngươi nhìn ta gần nhất hai ngày này luyện như thế nào, được không? Xích Đồng vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, tốt, nhưng chú ý tuyệt đối không muốn cậy mạnh. Vâng, tiên sinh, Xích Đồng đáp. Sau đó, hắn một lần nữa triển khai giá thức, trong miệng mặc niệm cơ sở quyền pháp quyền quyết, thân thể gầy yếu đâu ra đấy thi triển cơ sở quyền pháp. Theo quyền pháp khẩu quyết, giữa thiên địa linh lực bị dẫn động, quấn quanh tại hắn song quyền bên trên. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Thức thứ ba mới đánh tới một nửa, Xích Đồng lại nhìn không được phun máu, hư nhược quỳ rạp xuống đất. Hắn thuần thục lấy khăn tay ra, lau đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó, Xích Đồng chờ đợi xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hắn tựa hồ muốn từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được tán thưởng. Hoặc là đối với hắn quyền pháp chỉ điểm cùng đánh giá. Tống Thư Hàng. Hắn muốn làm sao mở miệng đánh giá tương đối tốt. Ba cái này lúc, Tống Thư Hàng sau lưng truyền đến vỗ tay thanh âm. Tiểu gia hỏa, người tu luyện không tệ, tạo hóa tiên tử thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử câu nói này, không phải dùng hát phương thức nói ra được. Chẳng lẽ là tạo hóa tiên tử nhân cách B? Tạo hóa tiên tử có hai cái nhân cách khác nhau. Nhân cách A trạng thái nàng, ngay tại lúc này thái độ bình thường hình thức, nhìn tựa như là thư quyển mỹ nhân. Mà lại chẳng biết tại sao, nhân cách A trạng thái nàng, không thể hoàn chỉnh nói ra một câu, không cách nào bình thường giao lưu. Có cái gì lời muốn nói, chỉ có thể dùng ca hát phương thức hát đi ra. Mà nhân cách B tạo hóa tiên tử, liền như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy tính công kích. Mặt khác, nhân cách B tạo hóa tiên tử mới là bình thường nho ra tạo hóa tiên tử, học thức uyên bác, ôm lấy hoàn chỉnh tạo hóa tiên tử ký ức, có thể là kiếp tiên cấp cường giả. Nhân cách A cùng nhân cách B ở giữa, ký ức cũng không cùng hưởng. Nhân cách B trạng thái tạo hóa tiên tử, không cách nào đạt được một trạng thái khác tạo hóa tiên tử ký ức. Tống Thư Hàng nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, tạo hóa tiên tử hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, hai con ngươi như kiếm. Mà lại lúc nói chuyện, mồm miệng rõ ràng, quả nhiên là tạo hóa tiên tử B. A, tạo hóa tiên tử ngươi cái này nhân cách chạy thế nào đi ra rồi? Tống Thư Hàng hỏi. Bởi vì nhận lấy ngoại giới kích thích, tạo hóa tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, Xích Đồng kích thích. Tạo hóa tiên tử khẽ gật đầu một cái. Nhân cách B tạo hóa tiên tử, quả nhiên một chút cũng manh không nổi. Vẫn là cái kia biết hát lấy Tống A ngốc tạo hóa tiên tử nhân cách A càng manh, cùng tiên tử ở giữa càng có thể đụng thành hí. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Tạo hóa tiên tử lại nói khẽ, hắn cực kỳ giống lão sư một vị cố nhân. Thánh nhân cố nhân, Tống Thư Hàng nhìn về phía Xích Đồng, cái này đen đúa gầy gò thiếu niên,
cùng thánh nhân vị nào cố nhân tương tự. Không phải bề ngoài, mà là tại khí tức, cùng đặc thù nào đó về thiên phú, rất tương tự. Tạo hóa tiên tử giải thích nói. Khí tức, cùng đặc thù thiên phú. Xích Tiêu Kiếm, Nho Gia thánh nhân cũng có hảo hữu thích ăn cánh gà sao? Tạo hóa tiên tử. Lão sư thật không có cái nào hảo hữu thích ăn cánh gà chính là nàng. Thiên phú, chẳng lẽ là khát vọng tử vong phương diện? Vân Tước Tử tiền bối. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn liền nghĩ tới vị kia mái tóc dài màu xanh lam mỹ lệ tiên tử. Cửu Châu nhất hào quần bên trong nhất tìm đường chết tồn tại, trước mắt chư thiên vạn giới tìm đường chết giới đỉnh phong, huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối. Căn cứ hiện tại đủ loại manh mối đến xem, Vân Tước Tử tiền bối. Rất có thể là Nho Gia thánh nhân mối tình đầu, cùng trên con đường tu hành người dẫn đường lão sư. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, tàng long ngọa hổ. Đúng vậy, không chỉ có là loại kia đối tử vong khát vọng, vẫn là hắn trên người loại kia vượt mức bình thường tự lành năng lực thiên phú, cũng cực kỳ giống lão sư cố nhân, vị kia mái tóc dài màu xanh lam tiền bối. Tạo hóa tiên tử nói khẽ. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động. Kim đan cấu đồ đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, sẽ dẫn dắt đến nguyên thần của ta giáng lâm đến nơi đây, gặp gỡ Xích Đồng, chỉ sợ không chỉ là ta cùng Hắc Đồng thập tam thế nhân quả, trong đó còn có thể cùng Nho Gia thánh nhân có quan hệ. Như việc này thật cùng Nho Gia thánh nhân có quan hệ, vậy mình thắp sáng thánh nhân chi nhãn thời cơ, có lẽ sẽ bị hạn định trên người Xích Đồng. Bất quá, mặc dù tương tự, nhưng hắn chung quy không phải lão sư cố nhân. Tạo hóa tiên tử nói khẽ. Lại thế nào tương tự, không phải chính là không phải, không cách nào thay thế. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Xích Đồng trước người. Tiểu gia hỏa, người có khát vọng đồ vật sao? Tạo hóa tiên tử hỏi như thế nói. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi tìm Hắc Đồng ca ca. Xích Đồng nói, sau khi nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, mặt khác, ta nghĩ vài ngày. Ta vẫn là khát vọng có thể chết đến một lần, mặc dù tiên sinh ngay lúc đó huyễn cảnh, cho ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng này không phải chính ta tử vong. Tống Thư Hàng. Qua nhi này, không cứu nổi. Như ngươi mong muốn, tiểu gia hỏa, không nên hối hận. Tạo hóa tiên tử nói. Dứt lời, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Thuần từ linh lực ngưng tụ mà thành lợi kiếm, cứ như vậy đâm vào đến Xích Đồng ngực. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm, ngọa thảo. Quá vượt quá hai người ngoài ý liệu. Mà lại, tạo hóa tiên tử xuất thủ quá quả đoán, căn bản không làm cho người ta thời gian phản ứng. Nói đâm liền đâm, tuyệt không nói nhảm. A Xích Đồng hét thảm một tiếng. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra ngoài, ngực trong vết thương, máu tươi tức thì bị máy bơm quất ra, như suối phun đồng dạng dâng trào. Tạo hóa tiên tử tỉnh táo rút về trường kiếm, tâm nguyện của ngươi, đã được đến thực hiện. Xích Đồng ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ. Cặp mắt của hắn, ảm đạm xuống. Một ngày này, hắn thật sự mắt thấy đến tử vong. Ta chết đi, Xích Đồng vào hôm nay, chính mắt thấy được tử vong của mình. Có thể là vì để hắn chết càng nhanh, hơn tạo hóa tiên tử một kiếm quất ra lúc, còn bổ sung cường đại lực hấp dẫn. Chảy máu lượng vô cùng lớn, máu chảy một chỗ. Lúc này Xích Đồng hồn phách, cứ như vậy yên lặng lơ lửng ở bản thân nhục thân phía trên, nhìn tận mắt bản thân chết đi. Đây chính là cảm giác tử vong. Xích Đồng hồn phách nói khẽ, cái kia đâm vào lồng ngực một kiếm thống khổ, còn rõ ràng tại trong đầu của hắn quanh quẩn, dư vị vô tận. Cùng trước đây sinh huyễn cảnh bên trong kinh lịch tử vong hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, tử vong loại chuyện này, vẫn là cần bản thân tự thể nghiệm, mới có thể chân chính minh bạch nó đáng sợ cùng sợ hãi. Cùng khủng bố phía dưới, cái kia làm cho không người nào có thể ức chế vui vẻ. Tạo hóa tiên tử, ngươi làm sao một kiếm thọc Xích Đồng? Tống Thư Hàng vội la lên, hắn hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái, trên người không có phục sinh kim tệ. Hiện tại Hắc Long thế giới lại che đậy lấy hắn hạch tâm thế giới, hắn cũng vô pháp thông qua hạch tâm thế giới đến bên trong chuyển. Không có phục sinh pháp khí, Xích Đồng chết liền thật sự xong đời. Tạo hóa tiên tử lệch ra qua đầu, nhưng là, không phải chính hắn yêu cầu chết sao? Nhưng trên người của ta không có phục sinh pháp khí, Xích Đồng chết liền thật đã chết rồi à? Tống Thư Hàng cười khổ nói, tạo hóa tiên tử tính cách bê trạng thái phương thức tư duy,
cùng hắn ở giữa có ngàn vạn năm đại câu, cái này đời câu quá lớn. Có loại không cách nào câu thông cảm giác. Đúng a, ta chết đi liền thật đã chết rồi, ta không có tiên sinh loại kia phục sinh biện pháp. Xích Đồng nói khẽ. Một lát sau. Tiên sinh, người có thể giúp ta viết chương di chúc sao? Xích Đồng lên tiếng nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Đến giờ khắc này, hắn phảng phất mới có điểm nghĩ mà sợ. Tiên sinh nói tới tử vong tuyệt vọng, hiện tại mới bao phủ trong lòng của hắn. Quả nhiên là bởi vì ta quá đần nguyên nhân, sở dĩ phản xạ thần kinh cũng tương đối chậm nguyên nhân sao? Xích Đồng thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc biết tử vong chỗ đáng sợ sao? Tạo hóa tiên tử nói. Hừm, chỉ cần vừa nghĩ tới ta chết đi, cũng không còn cách nào nhìn thấy phụ mẫu, cũng không còn cách nào nhìn thấy Hắc Đồng ca ca, cũng không còn cách nào còn sống ăn cánh thùng, trong nội tâm của ta liền sinh ra sợ hãi còn có tuyệt vọng. Bất quá, loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi, thật là mỹ diệu. Xích Đồng trả lời. Tạo hóa tiên tử đổi cái góc độ nghiêng đầu, ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi, quả nhiên ta và ngươi ở giữa có đại câu. Đúng vậy, siêu cấp lớn đại câu, chỉ ít có mấy ngàn vạn năm sâu. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đã cảm ứng được nơi xa Xích Đồng phụ mẫu còn có Long Huyết Bộ Lạc Pháp Sư đang phi tốc chạy đến. Cái này thật sự là gặp rắc rối. Thư Hàng tiểu hữu, tuổi của nữ nhân là tuyệt đối không thể đề cập cấm khu. Tạo hóa tiên tử xoay đầu lại, đối Tống Thư Hàng nói, lại đề lên tuổi tác, ta sẽ nhịn không được đâm ngươi một kiếm. Tống Thư Hàng, ta không nhắc lên a. Chủ đề quá khiêu vọt được không? Ngươi mịt mờ nhắc lên cùng ta tuổi tác có liên quan từ, nữ nhân đối điểm ấy tổng là phi thường mẫn cảm. Tạo hóa tiên tử chân thành nói, đặc biệt là giống như ta vậy, tuổi tác thoáng có chút lớn, vẫn còn không thể gả đi nữ nhân, đối tuổi tác càng là mẫn cảm. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, đại câu quá lớn, hắn căn bản không biết muốn thế nào tiếp tạo hóa tiên tử chủ đề. Tạo hóa tiên tử lại quay đầu nhìn về Xích Đồng hồn phách, tốt. Đã ngươi đã thể nghiệm đến tử vong cảm giác, như vậy. Thỏa mãn sao? Thỏa mãn đây, Xích Đồng hồn phách gật đầu nói, chỉ là người còn sống có thật nhiều tiếc nuối, không có hoàn thành, thoáng có chút không cam lòng. Những thứ này tiếc nuối, giữ lại tương lai, chính ngươi từ từ đi hoàn thành đi. Tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng vỗ tay một cái, quần trên người nàng nổi lên bạch sắc quang mang, váy kéo dài ra, hóa thành một bộ hoa lệ trắng noãn lễ phục. Tựa như là tế thiên lúc loại kia trang trọng lễ phục. Thư Hàng tiểu hữu đứng ở thiên cương trận trong trận nhãn. Xích Tiêu kiếm đạo hữu mời du tẩu tại thiên cương trận chung quanh, ta sau đó phải thi triển một cái cự hình trận địa. Tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng. Thiếu niên này chỉ là người bình thường, liền nhất phẩm trúc cơ đều không có đạt tới. Liền xem như chết, chỉ cần thời gian không phải quá dài, chúng ta thật nhiều phương pháp, có thể đem hắn cứu trở về. Tạo hóa tiên tử nói khẽ. Khởi tử hồi sinh một vị người bình thường, cùng phục sinh một vị người tu luyện là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Để một vị người bình thường khởi tử hồi sinh, trả ra đại giới cũng không dùng quá lớn. Thậm chí rất xa xôi cổ môn phái bí chế kim đan, đều có công hiệu khởi tử hồi sinh. Loại kia danh xưng chỉ cần có một hơi tại liền có thể cứu sống tiên đan tại, viễn cổ thời đại càng là vô số kể. Xích Đồng nghe đến đó lúc. Mở to hai mắt nhìn nguyên lai hắn còn có thể sống tới, tựa như là lão sư đồng dạng. Nếu như có thể sống tới, liền quá tốt rồi. Dù sao, hắn còn có thật là nhiều tiếc nuối không có hoàn thành. Mà lại, sống tới về sau, tương lai mới có cơ hội càng đi nếm thử tử vong vui vẻ. Nguyên lai tiên tử có phục sinh thủ đoạn A, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại phát hiện một vấn đề, tiên tử, thiên cương trận trận nhãn ở đâu? Tạo hóa tiên tử. Cái kia, ta không học qua thiên cương trận, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Tạo hóa tiên tử, nếu như ta không nhìn lầm, cảnh giới của ngươi là. Tám nhân ngũ phẩm cảnh giới, không có tâm bệnh, Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử nổi giận, ngũ phẩm cảnh giới ngươi, liền cái thiên cương trận đều không học qua. Ngươi là thế nào tu luyện, ngươi lão sư đều không chỉ đạo ngươi những phương diện này kiến thức căn bản sao. Trên đời này lại có như thế không phụ trách lão sư, làm cho người rất sinh khí. Kỳ thật ta là tán tu, sở dĩ không lão sư. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, ta chỉ tu luyện nhanh 6 tháng câu nói này, Tống Thư Hàng không thể nói ra. Tạo hóa tiên tử. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp,
thiên cương trận cũng đều không hiểu, kẻ trước mắt này đến cùng là thế nào vượt qua lần lượt thiên kiếp, tăng cảnh giới lên. Được rồi, ta chỉ đạo ngươi chỗ đứng đưa, ta tại địa điểm vẽ cái vòng, ngươi đứng vững chính là. Tạo hóa tiên tử vô lực nói. Tống Thư Hàng, sớm dạng này chẳng phải đơn giản. Ngươi nói thế nào cũng là đường đường ngũ phẩm linh hoàng, một số kiến thức căn bản làm phiền ngươi vẫn là dành thời gian đi học một học a. Tạo hóa tiên tử thở dài. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, ta tận lực, kỳ thật chủ yếu là gần nhất muốn học đồ vật tương đối nhiều. Viễn cổ ngôn ngữ, thiên sư lôi pháp chi dẫn lôi pháp, cơ sở huyễn thuật, cơ sở trận pháp tri thức. Tạo hóa tiên tử. Ta có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, ngoại trừ viễn cổ ngôn ngữ bên ngoài, gia hỏa này học đồ vật tất cả đều mang cơ sở chữ. Một bên Xích Tiêu kiếm tiền bối, nổi giữa không trung, không nói một lời tạo hóa tiên tử, nhanh kết thúc cái này đâm tâm chủ đề a, tiếp tục hỏi, ngươi liền bị hung hăng đâm tâm. Tạo hóa tiên tử không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì thời gian cấp bách. Nàng chỉ tay một cái, tại thiên cương trận trận điểm vị trí, điểm ra một cái vòng sáng. Người đứng ở cái này vòng sáng bên trong, không muốn đi lại. Ta đi mua mấy cái quýt, Tống Thư Hàng thật nhanh tiếp lời nói. Bởi vì mỗi ngày bị tiên tử cùng tạo hóa tiên tử đoạt lời kịch, thế là hôm nay, hắn bản năng liền muốn giận đoạt lại một lần lời kịch. Tạo hóa tiên tử, cái quỷ gì loạn thất bát tao đối thoại. Ta cùng hiện đại tiểu thanh niên ở giữa đại câu thật sự lớn như vậy. Thời gian có hạn, tóm lại đừng nhúc nhích, Xích Tiêu kiếm đạo hữu. Phía dưới đến ngươi, cái này phục sinh người bình thường pháp thuật, vẫn là càng nhanh càng có hiệu quả. Tạo hóa tiên tử nói. Xích Tiêu kiếm, không có vấn đề. Hắn bắt đầu dọc theo thiên cương trận quỹ tích, du tẩu. Tạo hóa tiên tử bắt đầu đọc thật dài chú văn, dùng chính là viễn cổ ngôn ngữ. Theo nàng chú văn, có từng cái nho ra văn tự bồng bềnh đi ra, tại bên người nàng xoay tròn lấy. Hoa lệ váy trắng quang mang bắn ra bốn phía nho ra phù văn. Đem tạo hóa tiên tử sấn thác càng thêm mỹ lệ. A, nha nha, đau quá, đau quá. Cái này lúc, thiên cương bên trong Xích Đồng thi thể phát ra một chuỗi tiếng kêu, sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, loại thống khổ này, đồng thời tác dụng tại thân thể cùng trên linh hồn, quả thực là gấp đôi cảm thụ nha. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, tạo hóa tiên tử, người pháp thuật thật là lợi hại. Pháp thuật vừa mới bắt đầu thi triển. Xích Đồng liền sống lại. Không hổ là nho ra pháp thuật, không chỉ có mỹ hình, mà lại hiệu quả lại nghịch thiên. Đáng tiếc, ta cùng nho ra hữu duyên vô phận. Tạo hóa tiên tử. Ngón tay của nàng, cứng tại không trung, chính chống đỡ tại một cái nho ra phù văn trên nàng pháp thuật, mới mở cái đầu, căn bản không có có hiệu lực. Nói cách khác, Xích Đồng phục sinh, không có quan hệ gì với nàng. Nàng con mắt chăm chú vào Xích Đồng trên thân. Trong hai mắt có hào quang màu vàng óng lấp lóe, thần thức khóa chặt Xích Đồng, quan sát thân thể của hắn mỗi một điểm biến hóa. Thiếu niên che ngực, máu sớm đã chảy hết, nhưng là lúc này, trên người hắn có mới sinh cơ hiện ra đến, rót đầy thi thể của hắn. Vết thương bắt đầu khôi phục. Nguyên bản kiếm thương bên trên, có sinh cơ hóa thành sợi tơ, đem vết thương khâu lại. Đồng thời, bị kiếm đâm thấu trái tim cũng bắt đầu khôi phục. Đây quả thực giống như là bất tử chi thân. Trái tim khôi phục về sau, lại bắt đầu lại từ đầu hữu lực nhảy lên. Mạnh hữu lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, liền sẽ có hoàn toàn mới huyết dịch lăng không sinh ra, bị trái tim đưa đến Xích Đồng thân thể từng cái bộ vị. Hắn sắc mặt trắng bệch bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phớt hắn màu da, đều phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản làn da màu đen, hướng màu trắng biến hóa. Sở dĩ. Sắc mặt của hắn mới có trắng bệch đến hồng nhuận phơn phớt chuyển biến. Theo huyết dịch không ngừng sinh ra, hắn lạnh buốt thân thể, cũng lần nữa khôi phục nhiệt độ. Còn có tóc của hắn, bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Trong nháy mắt, liền từ tóc ngắn dài đến đầu gối vị trí. Mái tóc màu đen vừa dài lại mật, tựa như là áo choàng đồng dạng, rủ xuống tại sau lưng. Ngoại trừ ngũ quan vẫn là nguyên bản tới Xích Đồng, hắn lúc này... Cả người phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tống Thư Hàng, Vân Tước Tử tiền bối. Có như vậy một sát na thời gian, Xích Đồng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là Vân Tước Tử đồng dạng nói đúng ra, hẳn là chết rơi về sau, bắt đầu phục sinh lúc cái kia tóc đen Vân Tước Tử tiền bối. Thời điểm đó Vân Tước Tử, cũng là dạng này, một đầu tóc xanh hóa thành tóc đen. Hắc Đồng cùng Vân Tước Tử ở giữa,
đến cùng có quan hệ ra sao? Không đúng, là xích đồng. Hắc đồng đã nguội. Xích đồng cùng huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối ở giữa, đến cùng có quan hệ gì? Cả hai phục sinh hình thức quá tương tự. Muốn nói giữa hai bên không có quan hệ lời nói, Tống Thư Hàng ngón chân cũng sẽ không tin tưởng. Tạo hóa tiên tử, nhắc nhở một chút, ta pháp thuật còn chưa có bắt đầu thi triển. Hắn phục sinh không có quan hệ gì với ta. Hẳn là xích đồng trên người, cũng ẩn giấu đi bất hủ chi cốt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nhưng là, xích đồng trên thân cũng không có bất hủ khí tức. Tống Thư Hàng dù sao mấy lần tiếp xúc qua cùng bất hủ có liên quan sự vật, Vân Tước Tử tiền bối khối kia bị béo cầu mạnh cho mượn đi bất hủ chi cốt, bạch tiền bối lần kia kích hoạt ngụy bất hủ hình thức, cùng hắn sương mù hình thức, đều cùng bất hủ có quan hệ. Tống Thư Hàng nguyên thần lần nữa tiến về phía trước một bước, đi vào xích đồng bên người, đưa tay theo ở trên người hắn thi triển xem xét bí pháp. Xích đồng mới 9 tuổi, long huyết tộc cùng nhân loại con lai, tài khoản một lần nữa đăng ký thành công. Ẩn tàng thiên phú kích hoạt, thiên phú thời gian cooldown, 10 năm. Tống Thư Hàng. Xóa nick lập lại, thật là đâm chết phục sinh. Mặt khác, xích đồng kích hoạt là ẩn tàng thiên phú, không phải bất hủ chi cốt. Tiên sinh, còn sống cảm giác thực tốt, thoát phi nhập Âu xích đồng, đầu cọ sát Tống Thư Hàng bàn tay, cười hì hì nói, tử vong khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà phục sinh trong nháy mắt, để cho ta cảm thấy hy vọng và mỹ diệu. Ta có lẽ càng ưa thích cái này phục sinh lúc cảm giác. Lúc này xích đồng, đã không còn là cái kia đen đúa gầy gò thiếu niên. Hắn hiện tại, da thịt như tuyết, tựa như là vừa lột ra xác trứng gà chín. Mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến đầu gối. Tóc dài như vậy, tại xử lý ngủ nghỉ vấn đề trên khẳng định rất làm người nhức đầu. Tu sĩ giới một mực có cái nghe đồn, nghe nói nghiên cứu ra tích cốc thuật đại lão, chính là một vị tóc dài tới eo nữ tiền bối. Mà lại, bạch hóa sau xích đồng, thân thể nhìn cũng không còn gầy yếu như vậy, quả nhiên là bạch hiển béo, đen lộ ra gầy. Trong lúc đang suy tư, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Xích đồng phụ mẫu cùng long huyết bộ lạc cao thủ đã tiếp cận. Tống Thư Hàng mỉm cười, vỗ vỗ xích đồng, từ hôm nay trở đi, người chính là hoàn toàn mới xích đồng. Xích đồng một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng tại bốn phía nhìn một vòng. Sau đó từ bên trên mặt bàn bẻ một vòng đồng bì, nguyên thần nắm lấy đồng bì, tại linh lực ra chỉ bên dưới hai tay xoa bóp. Trong nháy mắt, đồng bì bị Tống Thư Hàng vò thành một cái vòng đồng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bá Tống Thánh Ấn hiện lên ở trong tay hắn. Thánh Ấn theo Tống Thư Hàng tâm ý hoãn nhỏ, hắn nắm lấy Thánh Ấn, tại vòng đồng trên phủ xuống một ấn. Sau đó, hắn đem cái này vòng đồng đưa cho xích đồng, mang theo hắn. Qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Được rồi, tiên sinh. Xích đồng nghiêm túc tiếp nhận vòng đồng, đưa nó đeo vào tay mình. Tiên sinh, ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta biết, hắc đồng ca ca chỗ đi hiện thế, muốn làm sao đi. Chờ ngươi trúc cơ hoàn thành đi. Tống Thư Hàng mỉm cười. Nơi xa, phụ thân của xích đồng hắc đồng thập nhị thế thân ảnh đã xuất hiện, thật nhanh hướng xích đồng vị trí chạy tới. Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm. Tạo hóa tiên tử thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần trạng thái bọn hắn, chỉ cần không muốn bị người nhìn thấy, người bình thường liền không nhìn thấy bọn hắn. Xích đồng, hắc đồng thập nhị thế nhìn thấy con của mình lúc, cái cằm đều nhanh muốn rơi mất. Ta cái kia đen đúa gầy gò nhi tử ngốc, làm sao biến bạch bạch nộn nộn rồi. Còn có tóc này là chuyện gì xảy ra? Còn có trên mặt đất cái này một chỗ máu tươi là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải long huyết tộc loại kia trời sinh huyết mạch tương liên cảm ứng vẫn còn, không có biến hóa, hắn đều muốn hoài nghi mình nhi tử ngốc có phải hay không bị người đánh cháo. Ba ba, từ hôm nay trở đi, ta chính là hoàn toàn mới xích đồng. Xích đồng đối phụ thân dựng thẳng lên ngón cái tiên sinh chính là như thế nói với hắn, mặc dù chính hắn không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng nghe rất khốc. Chẳng lẽ là huyết mạch thức tỉnh? Hắc đồng thập nhị thế lên tiếng nói. Bản thân nhi tử ngốc thế nhưng là chân quý con lai, nhưng cho tới nay đần để cho người ta đau lòng. Mà bây giờ, nói không chừng con của mình đã thức tỉnh. Sở dĩ cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử, xích tiêu kiếm tiền bối nổi giữa không trung, không có lập tức rời đi. Lúc này, Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong,
công đức toàn cầu trên kim đan cấu đồ đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm bắt đầu nóng lên. Từng đợt kết cấu linh cảm, cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Đó là vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút linh cảm. Trên kim đan, thánh nhân trống rỗng mắt phải lóe lên, dụ hoặc lấy Tống Thư Hàng đi vì hắn vẽ rồng điểm mắt. Phi, trước kia ta muốn điểm mắt phải của ngươi ngươi còn cùng ta chơi thần tránh né, hiện tại lại muốn dụ hoặc ta vì ngươi vẽ rồng điểm mắt, ngươi muốn điểm liền điểm, muốn không điểm liền không điểm, ta mất mặt cỡ nào. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng đem ý thức vùi đầu vào kim đan cấu đồ không gian bên trong, tiến vào công đức kim toàn trước mặt. Vẽ rồng điểm mắt một bút linh cảm, có đôi khi cả một đời cứ như vậy một lần, bỏ qua nói không chừng liền muốn dùng đã nhiều năm thậm chí mấy trăm năm thời gian tiếp tục tìm kiếm thời cơ. Lúc này không phải là cùng bản thân kim đan cấu đồ bực bội thời điểm. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm kết cấu, y như dĩ vãng tường hòa. Thánh nhân ngồi cao giảng pháp, phía dưới chư thiên vạn giới tất cả sinh vật có trí khôn đều đến đây nghe pháp, hữu giáo vô loại. Tri thức trước mặt, người người bình đẳng. Tống Thư Hàng đưa tay điểm nhẹ, điểm hướng thánh nhân mắt phải. Lại nói, thánh nhân mắt phải có cái gì công hiệu? Tống Thư Hàng tại vẽ rồng điểm mắt thời điểm, trong lòng hiếu kỳ thầm nghĩ. Thánh nhân mắt trái là mang thai ngưng thị, mắt phải có thể hay không giống như hắn, có nguyên bộ đồng thuật. Lần này, đồ bên trong thánh nhân không tiếp tục tránh né. Mắt phải được thành công điểm bên trên. Công đức kim toàn đồng dạng hóa thành lưu ly kim đan. Tống Thư Hàng bản thể thực lực lần nữa toàn diện tăng lên một cái cấp bậc. Thánh nhân mắt phải bên trong, cũng không có pháp thuật, chỉ là mơ hồ có một đạo hư ảo thân ảnh, tại trong con mắt như ẩn như hiện. Thân ảnh kia có được tóc dài màu lam, vừa dài lại dày. Nàng mang theo một đỉnh màu trắng nón nhỏ tử. Chỉ lộ một cái mặt bên, giống như hàn băng thế giới đóa hoa màu xanh lam. Cho nên nói, nam nhân có đôi khi thật sự muốn ra mặt dày, mới có thể chiếm được nàng dâu. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Ngươi nhìn thánh nhân, lúc ấy tu vi cái thế, thiên đạo bên dưới hắn vi tôn. Treo lên đánh chư thiên vạn giới, không người không phục. Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, thừa nhận hắn là có tư cách nhất kế thừa đời tiếp theo thiên đạo người. Lấy thánh nhân ngay lúc đó địa vị cùng thực lực, thật muốn tại chư thiên vạn giới đem Vân Tước Tử tìm ra, cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn liền thua thiệt tại ra mặt quá mỏng, kéo không xuống mặt đi tìm Vân Tước Tử, tự nhận là không phải Vân Tước Tử muốn tìm người kia, liền từ bỏ. Tích, thiên đế tăng thêm ngươi vì hồ bằng cẩu hữu, kèm theo tin tức, tống tiền bối ngươi giảng quá đúng, ra mặt không dày lời nói làm sao lấy nàng dâu. Nhật. Tống Thư Hàng cảm ứng được đầu này hảo hữu nhắc nhở lúc, cả người đều bị giật nảy mình hắn bị dọa dẫm phát sợ trình độ, gần với lần trước béo cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu nhắc nhở. Thiên đế là Tống Thư Hàng trong suy nghĩ không muốn nhất gặp gỡ địch nhân xếp hạng thứ ba tồn tại. Tống Thư Hàng hoàn toàn không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Tránh không kịp. Nếu như đối phương có thể cùng hắn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là tốt nhất tuyển hạng. Nhưng bây giờ... Thiên đế lại không biết thông qua thủ đoạn gì, áp đặt hảo hữu. Mà lại, hồ bằng cẩu hữu là loại hình gì hảo hữu a mặt ngoài huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn đâm ta một đao cái chủng loại kia. Hảo hữu như vậy thêm lại có ý nghĩa gì, còn không bằng không muốn. Kéo đen, vĩnh thế không thấy. Nhưng hắn bị ai phát hiện, hắn mã QA kim đan cấu đồ còn rất không hoàn thiện, rất nhiều công năng đều không đầy đủ. Tỷ như thêm hảo hữu cái này tuyển hạng, liền không có rời nhập sổ đen tuyển hạng, tạm thời đến xem cũng không có xóa bỏ hảo hữu công năng. Những công năng này, cũng chờ đợi chính hắn đi chậm chậm khai phát. Đốt thiên đế hướng người viễn trình truyền lại 10 giây công lực truyền lại quá trình bên trong tiêu hao vì 9 thành, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Thư Hàng. Đây cũng là cái gì tao thao tác? Tăng thêm hảo hữu về sau, tựa hồ tự cùng giữa lẫn nhau đóng thánh ấn đồng dạng. Sẽ có chuẩn bị viễn trình truyền công công năng. Trước đó đổi tên là béo cầu long lạc ý chí, cứ làm như vậy qua. Bất quá, muốn truyền tống công lực, đối truyền tống phương thực lực có yêu cầu, chỉ ít Tống Thư Hàng hiện tại liền không có phát hiện truyền lại công lực tuyển hạng. Tống Thư Hàng hoài nghi, nói không chừng muốn đạt tới trường sinh giả đại lão cấp độ này, mới có thể thông qua hảo hữu công năng đến tiến hành công lực truyền tống. Đốt thiên đế lần nữa hướng người truyền lại 10 giây công lực. Kèm theo tin tức,
Hello rốt cuộc tìm được có thể nói chuyện phương pháp. Tống tiền bối ngươi sắt thép hóa thân rất có ý tứ a, xuyên thấu qua cái này sắt thép hóa thân ta phát hiện ngươi tấm kia mã QR kim đan cấu đồ. Tương đương có ý mới, náo động đại giai. Vì thêm ngươi hảo hữu, ta nghiên cứu cả buổi. Cuối cùng, ta đem trạng thái điều chỉnh đến thời gian võng lạc bên trong, mới thuận lợi tăng thêm ngươi. Tống thư hàng, kế long lạc, công đức võng lạc, nhân quả võng lạc về sau, liền thời gian võng lạc cũng xuất hiện. Nhiều như vậy nhà mạng lưới, là muốn đoạt mối làm ăn sao? Tống thư hàng chẳng biết tại sao, nhớ tới hiện thế bên trong điện tín, liên thông, di động, thiết thông nhiều nhà mạng lưới đoạt mối làm ăn hình ảnh. Nốt thiên đế lần nữa hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực, kèm theo tin tức, xuyên thấu qua ngươi sắt thép hóa thân, có đôi khi tín hiệu tốt, ta còn có thể thu đến một số cùng ngươi có liên quan tràng cảnh đoạn ngắn, liền cùng xem phim đồng dạng. Rất có ý tứ, nhưng đáng tiếc đều là đoạn ngắn, tín hiệu khi có khi không, rất nhiều nội dung cốt truyện đều muốn chính ta não bổ vốn đang chuẩn bị nghiên cứu xong Thái Dương thuyền về sau, đem sắt thép hóa thân trả lại cho ngươi. Nhưng bây giờ ta hối hận a. Cái này sắt thép hóa thân, vĩnh viễn là ta đắt á. Tống thư hàng. Hắn ngẩng đầu vọng thiên, tâm hảo tắc, trong lòng khổ, nhưng là nói không nên lời. Nốt thiên đế lại một lần hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực, kèm theo tin tức, cuối cùng, chờ ta độ xong kiếp, chúng ta hẹn thời gian đang gấp gặp mặt. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta bên này chuẩn bị trùng kiến thiên đình đợi chấm quân lâm thiên hạ, chấp nhận ngươi một thế phồn hoa, lần trước chấm nói qua muốn phong ngươi làm bá phi. Quân vô hí ngôn, chấm định không phụ ngươi. Sở dĩ, trong tay ngươi thiên đình mảnh vỡ cũng là thời điểm trả lại chấm đi. Nói nửa ngày, nguyên lai ngươi là ngắm lấy trong tay của ta thiên đình mảnh vỡ. Tống thư hàng. Còn có, cầu ngài phụ ta sẽ không trách ngài. Ngài yêu quá thâm trầm, ta không chịu đựng nổi. Tích. Cái này lúc, lại một cái quen thuộc thêm hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Linh điệp đảo vũ nhu tử tăng thêm ngươi vì tiền bối, kèm theo tin tức, ha ha ha, tống tiền bối ta vừa rồi đột nhiên trong lòng hơi động, liền thành công đem ngươi thêm làm hảo hữu á. Ta thật sự là quá cơ trí. Mặt khác, tống tiền bối, ta hôm nay trước kia tỉnh ngủ lúc, phát hiện mình đã ngưng tụ thứ 9 căn tiên cốt, sau đó phải tiến vào tấn thăng ngũ phẩm chuẩn bị á. Tốt tại Hoàng Sơn tiền bối trước mấy ngày đến linh điệp đảo làm khách. Hiện tại Hoàng Sơn tiền bối đang hiệp trợ ta bố trí độ ngũ phẩm thiên kiếp trận pháp cùng độ kiếp chuẩn bị. Hoàng Sơn mụ mụ thật sự là quá tốt, hắn là ta tôn kính nhất tiền bối một trong. Mặt khác, ta rốt cục sắp đến ngươi bây giờ cảnh giới a, tống tiền bối, ngươi cần phải chờ ta một chút, đừng đem ta lập tức dứt bỏ quá xa cảnh giới nha. Tống thư hàng khóe miệng lộ ra ý cười. Vũ nhu tử vẫn là như thế hoạt bát. Ha ha, muốn gặp phải cảnh giới của ta. Người cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Tống thư hàng mỉm cười nói đáng tiếc, mã QR kim đan cấu đồ còn không có nói chuyện phiếm công năng, không cách nào hồi phục vũ nhu tử. Thân là mã QR kết cấu chủ nhân, hắn lại ngay cả truyền tống công lực công năng cũng không có tìm tới. Không cách nào sử dụng thiên đế nhắn lại phương thức hồi phục vũ nhu tử. Vũ nhu tử vừa rồi có thể đột nhiên tăng thêm bạn tốt mình, hẳn là thiên đế nguyên nhân. Dù sao thiên đế chiếm cứ lấy vũ nhu tử linh quỷ lại cùng vũ nhu tử là một thể. Tống thư hàng ý thức từ kim đan cấu đồ trong trạng thái rời khỏi. Một hồi sau khi trở về, liên tiếp đến công đức võng lạc cho A Thập Lục cũng phát cái mã QR screenshot thử một chút. A Thập Lục sau lưng Bạch Long tỷ tỷ cũng là cùng loại công đức chi quang tồn tại, có lẽ nàng cũng có biện pháp liên tiếp đến công đức võng lạc bên trong, lại thêm ta hảo hữu. Tống thư hàng trong lòng suy tư nói. Trong lúc đang suy tư, xích tiêu kiếm thanh âm vang lên, thư hàng, vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Hừm, nước chảy thành sông. Tống thư hàng gật đầu nói, tiếp đó, chỉ còn lại có sau cùng bích thủy các vẽ rồng điểm mắt đồ. Chương này vẽ rồng điểm mắt đồ, ta có nắm chắc đưa nó hoàn thành. Người tại vẽ rồng điểm mắt quá trình bên trong, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thỉnh thoảng có công lực từ cực xa chỗ truyền lại đến trên người của ngươi? Mặc dù rất yếu ớt, nhưng công lực phẩm chất phi thường cao. Xích tiêu kiếm lại lo lắng mà hỏi. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên, là thiên đế. Ngươi lại đối nàng, xích tiêu kiếm phát điên. Tống, yêu thích đối đại lão. Thư hàng, một giây không đối đại lão liền toàn thân khó chịu, nắm chặt nhân sinh mỗi một phút mỗi một giây đi đối đại lão.
Tu sĩ nhân sinh trọng yếu nhất vẽ rồng điểm mắt giai đoạn đều không quên mất viễn trình đối đại lão một đợt. Không có đâu, lần này ta không đối nàng. Tống Thư Hàng lộ ra táo bón thần sắc, nhưng ta ngược lại hy vọng nàng đối ta, hung hăng đối. Xích Tiêu kiếm. Hoa nhi này không cứu nổi, chờ chết đi, hắn chuẩn bị cáo từ trở về tìm thiên tử. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng lại cúi đầu ngắm nhìn xích đồng. Có thánh ấn vòng đồng tại, có thể đương một tọa độ cùng ấn ký. Về trước đi, ta muốn tiếp tục bế quan, tranh thủ đem bích thủy các vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Tính toán thời gian, hai vị bạch tiền bối cũng kém không nhiều là trở về. Đến lúc đó, dẫn bọn hắn tới gặp một lần xích đồng. Tống Thư Hàng nói. Xích Long động. Tống Thư Hàng nguyên thần trở về phân thân bên trong. Sau cùng bích thủy các kết cấu, vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Ta muốn hay không trước về một chuyến hiện thế. Tống Thư Hàng suy tư nổi lên. Về hiện thế về sau, hắn có thể kết nối hạch tâm thế giới, hướng sở các chủ xin giúp đỡ. Hoặc là liên hệ cửu u thế giới sở các chủ, tìm kiếm thời cơ. Tích. Trình Lâm Thiên Tử thông qua hảo hữu đề cử công năng đem ngươi đề cử cho nàng hảo hữu sở các chủ. Tống Thư Hàng. Dựa vào cái gì Trình Lâm tỷ tỷ thao tác công năng đặc biệt nhiều. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng lại thu đến một đầu tin tức, sở các chủ tăng thêm ngươi vì minh hữu, cũng ghi chú thiếu nợ ta một cái đầu người. Dựa vào cái gì liền sở các chủ thao tác công năng đều so với ta nhiều. Liền ghi chú hảo hữu công năng đều có, mà ta thân là mã QR kim đan cấu đồ chủ nhân, lại không có gì cả, cái gì quyền hạn đều không có. Ta thật là cái này mã QR kim đan cấu đồ chủ nhân sao? Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc. Mặt khác, sở các chủ ghi chú tên, để Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hoảng. Ta không phải đã trả một cái đầu cho sở các chủ sao, vì cái gì ta còn thiếu nàng một cái đầu? Hẳn là nàng còn tại dòm ngó đầu của ta. Còn có một chút, sở các chủ phân tổ, cùng Hắc Long thế giới vị kia đổi tên là Béo Cầu Long Lạc ý chí đồng dạng, đều xếp vào minh hữu phân tổ bên trong. Cái này phân tổ đến cùng là theo quy luật gì đó tới. Đốt, sở các chủ hướng ngươi truyền tống không? 0001 giây công lực, xin chú ý kiểm tra và nhận. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong thân thể nhiều một cổ tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu linh lực. Sở các chủ là hoàn chỉnh hình thái trường sinh giả cảnh giới, cho nên nàng một lần không dám truyền tống quá nhiều công lực tới, sợ chống đến Tống Thư Hàng. Nhìn thấy sở các chủ bắt đầu truyền tống năng lượng lúc, Tống Thư Hàng liền đoán được nàng muốn làm gì, quả nhiên sở các chủ giống như thiên đế, có được truyền công bổ sung nhắn lại công năng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, sau một khắc, sở các chủ lại hướng hắn truyền tống một lần công lực, cũng bổ sung nhắn lại, quân còn mạnh khỏe hay không? Tống Thư Hàng, cái này nhắn lại phong cách quá quỷ dị đi. Sở các chủ đây là thế nào, tại cửu u thế giới thời điểm, đầu óc bị cửu u tà năng xâm phệ sao? Nốt sở các chủ lại hướng Tống Thư Hàng truyền tống một điểm công lực, cũng bổ sung nhắn lại, trên một đầu tin tức ngươi cho ta không nhìn. Tống Thư Hàng. Nốt sở các chủ lần nữa nhắn lại, ta từ nàng cái kia nhận được tin tức, ngươi là muốn điểm trên cuối cùng một cái kim đan cấu đổ vẽ rồng điểm mắt đúng không? Như vậy, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Nốt sở các chủ, vấn đề rất đơn giản, như một năm kia, bích thủy các bị hủy diệt một ngày đó, ngươi tại hiện trường. Người nguyện ý xuất thủ cứu bích thủy các sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Sở tiền bối, ta và các ngươi khác biệt, ta không có viễn trình truyền tống công lực tuyển hạng, ta không cách nào giống các ngươi dạng này nhắn lại a. Các ngươi từng cái công năng đều so với ta nhiều, ta cũng rất tuyệt vọng a. Trong lúc đang suy tư. Tích. Sở các chủ hướng ngươi gửi đi truyền công thỉnh cầu ngươi viễn trình truyền tống công lực hiệp trợ nàng. Là, hay không? Vẫn còn có dạng này tao thao tác. Tống Thư Hàng lần nữa ngẩng đầu vọng thiên, động tác này có trợ giúp hoạt động bên dưới cổ của mình, đề nghị thời gian dài ngồi trước máy vi tính đạo hữu nhóm mỗi ngày làm nhiều làm động tác này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa tay lựa chọn có tuyển hạng. Sau đó, hắn truyền tống một giây công lực trở về, cũng bổ sung một câu nhắn lại, nguyện ý. Không nói thêm gì không có ý nghĩa nói nhảm. Hắn cảm giác sở các chủ muốn cũng chính là dạng này hai chữ khẳng định trả lời. Hai chữ này, đã tràn đầy hắn chân thật nhất thái độ. Nốt sở các chủ truyền tống công lực, phụ lời, luôn cảm giác ngươi một điểm thành ý đều không có, hồi phục ngắn như vậy, cảm giác ngươi tại gạt ta. Tống Thư Hàng,
Tỷ, ta tỷ. Ta phát hiện mình thật sự hoàn toàn không cách nào suy nghĩ các ngài mấy vị nội tâm. Xem ra, là thời điểm hiện ra ta kinh người viết văn công lực, ta nói thế nào cũng là khảo thí viết văn mắc điểm tuyển thủ. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Đợi ta viết 1800 chữ, than thở khóc lóc, thấm người phế phủ hoa lệ văn chương đi ra, hiện ra một chút thành ý của ta. Đốt cái này lúc, Sở Các Chủ lần nữa truyền tống công lực, phụ lời, bất quá, hai chữ này cũng liền đủ. Ngươi cũng đừng quên đáp án của mình. Nói xong, Tống Thư Hàng cảm giác mình bên người truyền đến một trận không gian ba động. Một cái lớn chừng bàn tay không gian thông đạo, xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Là Sở Các Chủ trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Nàng muốn đi qua, giúp ta vẽ rồng điểm mắt. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, không gian thông đạo đột nhiên phát ra một trận răng rắc tiếng. Sau một khắc, tại Hắc Long thế giới đặc thù pháp tắc phía dưới, Sở Các Chủ mở ra không gian thông đạo bị cưỡng ép quan bế, vỡ nát. Hắc Long thế giới cùng hiện thế ngăn cách. Liền xem như trường sinh giả đưa lên tới được không gian thông đạo cũng sẽ bị Hắc Long thế giới cho rằng là lén qua hành vi, trực tiếp băng diệt không gian thông đạo. Không gian thông đạo sụp đổ rồi, Sở Các Chủ cũng không đến, chỉ có một khỏa hình giọt nước đá quý từ không gian thông đạo bên trong rơi ra ngoài, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Điều này chẳng lẽ chính là Sở Các Chủ đưa tới, giúp ta vẽ rồng điểm mắt bảo vật. Tống Thư Hàng nhặt lên cái này đá quý. Xích Tiêu kiếm tiền bối nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối, lười biếng nói, ngươi lại đối vị nào đại lão. Tống Thư Hàng vừa rồi bế quan thời điểm, Xích Tiêu kiếm cảm ứng được lại có trường sinh giả khí tức thỉnh thoảng lóe lên. Lần này là Sở Các Chủ, Tống Thư Hàng nói nhặt lên đá quý về sau, nói, ta cảm giác nàng còn dò ngó lấy đầu của ta, về sau nhìn thấy nàng lúc, ta phải cẩn thận một chút. Xích Tiêu kiếm, ngươi cái tên này. Liền không thể đàng hoàng bế quan một đoạn thời gian đi, đúng nghĩa bế quan. Tống Thư Hàng nhặt lên đá quý về sau, trái xem phải xem, nhìn không ra khối bảo thạch này có cái gì chỗ đặc thù. Sở Các Chủ tặng cho ngươi đá quý. Xích Tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, phải cùng ta một viên cuối cùng tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt có quan hệ, là ta vẽ rồng điểm mắt thời cơ mới đúng. Bất quá, cái này đá quý có cái gì chỗ đặc thù sao? Xích Tiêu kiếm, ta không nhìn ra được, tạo hóa tiên tử ngươi thấy thế nào? Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, Tống A Đần. Tốt a, tạo hóa tiên tử lại khôi phục thường ngày nhân cách, đừng hy vọng nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Quả nhiên vẫn là đến xem xét bí pháp đăng tràng mới được. Tống Thư Hàng hái đi trên tay mình bao tay, tiến vào sương mù hình thức, đưa tay đặt tại đá quý phía trên. Đây là một khỏa từ nồng đậm tình cảm hội tụ mà thành đá quý. Đại biểu cho cực độ bi thương. Cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước lưu. Tống Thư Hàng. Hôm nay xem xét bí pháp cũng chương trình sai lầm sao. Đến từ Tống đầu gỗ một giọt nước mắt, là hắn nhân sinh 100 giọt nước mắt bên trong, tương đối đặc thù 8 giọt nước mắt một trong. Hắn trong cuộc đời có 92 giọt nước mắt, là bị người đánh khóc sau chảy xuống, chỉ có cái này 8 giọt nước mắt là bởi vì tự thân cảm xúc nguyên nhân mà chảy xuống nước mắt. Đầy đủ chân quý. Giọt này chân quý nước mắt, cuối cùng bị Tống đầu gỗ đưa cho Sở Các Chủ làm lễ vật. Tống Thư Hàng. Khó trách ta làm sao cảm giác hôm nay xem xét bí pháp có chút vấn đề, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở bị giám định đồ vật bên trên. Tống đầu gỗ nước mắt, mà lại là hắn nhân sinh bên trong chỉ có 8 khỏa bởi vì tự thân cảm xúc mà chảy xuống nước mắt. Tống Thư Hàng giơ lên cái này đá quý, đặt ở trước mắt quan sát. Chân diệu a. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, Xích Tiêu kiếm, lúc còn nhỏ nghe nói qua, mỹ nhân ngư nước mắt đến rơi xuống có thể trở thành trân châu. Ta vẫn tại nghĩ, nếu là thật có mỹ nhân ngư, cái kia chỉ là kháo chảy nước mắt liền có thể đổi lấy không ít tiền, kháo nước mắt mà sống. Mà tống đầu gỗ nước mắt lại nhưng có thể hóa thành đá quý, cái này cũng có thể bán không ít tiền a. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, hắn thật nghĩ một kiếm chặt ra Tống Thư Hàng sọ não. Xem hắn não mạch kín đến cùng là thế nào kết nối. Mặt khác, nhìn thấy xem xét bí pháp bên trong nâng lên, tống đầu gỗ đã từng bị người đánh khóc qua 92 lần nhiều, trong lòng ta liền đặc biệt thư sướng. Dù cho đã không phải là lần thứ nhất biết tin tức này, nhưng một lần nhìn trong lòng liền thư sướng một lần. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Người cùng tống đầu gỗ có thù. Xích Tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng,
Không, bất quá nguyên nhân bởi vì hắn, ta bị mấy vị viễn cổ đại lão đánh qua. Sở dĩ đặc biệt ưa thích nghe được hắn bị đại lão đánh khóc tin tức. Hắn giơ cái này đá quý, trái xem phải xem. Cái này tống đầu gỗ nước mắt, hẳn là ta vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Bất quá, phải dùng làm sao hắn? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Xem xét bí pháp bên trong, cũng không có nhắc nhở muốn làm sao kích hoạt cái này nước mắt đá quý. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ muốn đưa nó nuốt vào. Từ khi học được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công về sau, phối hợp kình thôn thuật liền linh thú tinh đều có thể làm đồ ăn vặt gặm xuống dưới, dẫn đến Tống Thư Hàng nhìn thấy những thứ này đá quý trạng đồ vật, kiểu gì cũng sẽ hiện lên đưa chúng nó gặm được suy nghĩ. Xích tiêu kiếm, ngươi không sợ tiêu hóa không tốt. Có kình thôn thuật đâu, cơ bản tiêu hóa không thành vấn đề. Bất quá nghĩ đến đây là tống đầu gỗ nước mắt, cảm giác thôi được rồi. Tống Thư Hàng nói. Nếu không, đưa nó bóp nát. Không nên không nên, đây là sở các chủ đồ vật, người ta là đem thứ này cấp cho bản thân, nếu như hủy diệt rồi, nói không chừng sẽ bị sở các chủ truy sát. Xem ra, chỉ có lại đến xem xét một phát, nhìn xem có hay không manh mối. Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay đặt tại nước mắt đá quý bên trên. Xem xét, lần này ta cần như thế nào sử dụng cái này nước mắt bảo thạch manh mối. Tống Thư Hàng trong lòng đọc lấy. Xem xét bí pháp lần nữa kích hoạt, sương mù trạng thái máu tươi phun ra, từng lớp kịch liệt đau nhức phun lên tâm linh. Thành công, thật sự còn có càng nhiều manh mối. Tích ngài khỏe chứ, ngày tháng này sử dụng ám dạ thời hoàn số lần đã đạt tới cực hạn, mời tháng sau tiếp tục sử dụng, hoặc mời nạp tiền thu hoạch được càng nhiều sử dụng số lần. Tống Thư Hàng. Hắn cảm thấy đến từ bản thân xem xét bí pháp thật sâu ác ý. Nhật ngươi. Xem ta khẩu hình, nhật ngôi. Tống Thư Hàng thu hồi sương mù hình thức, mang xoay tay lại bộ, một lần nữa nắm vuốt nước mắt đá quý, nghiên cứu. Không thể bóp nát, không thể nuốt vào. Như vậy muốn làm sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, hắn quyết định hướng viên này nước mắt trong bảo thạch một điểm linh lực đi vào tiêu chuẩn tu sĩ tư duy. Bất kể là bảo vật gì, nếu là nắm không đúng hiệu quả, cái kia điểm linh lực đi vào thử một chút chuẩn không sai, linh lực chính là như thế vạn năng đồ vật. Thế là, Tống Thư Hàng nắm vuốt nước mắt đá quý, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công độ một sợi linh lực đi vào. Nước mắt đá quý như là bọt biển đồng dạng, hấp thu Tống Thư Hàng linh lực còn có tinh thần lực. Sau đó, có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả bi thương phun lên Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng cái mũi chua chua. Nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Ba đáp, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào xích tiêu kiếm trên thân kiếm. Người thì thế nào, xích tiêu kiếm tiền bối không hiểu thấu, to như hạt đậu nước mắt rơi trên người nó, rất khó chịu được không? Tốt bi thương, đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác tựa như là ta nước mắt điểm bị người hung hăng đâm trúng, chính là muốn khóc. Tống Thư Hàng nói, nước mắt tượng gãy mất tuyến chân châu, không ngừng rơi xuống. Nói, hắn đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Gào khóc cái chủng loại kia. Thanh âm bên trong tràn đầy bi thương. Tạo hóa tiên tử xoay đầu lại, không hiểu thấu nhìn qua Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng thử đưa tay ra, vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng, đừng vuốt ô ô ô. Trong bi thương người, có đôi khi gặp gỡ có người an ủi hắn lúc, liền sẽ khóc càng thương tâm. Tạo hóa tiên tử càng là vỗ Tống Thư Hàng. Hắn khóc liền càng thêm thương tâm, nước mắt bộc phát, hoàn toàn ngăn không được. Tiên tử, đừng vuốt ô ô ô lại vỗ xuống, ta tiếng khóc liền ngừng không được. Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử nghe vậy, tay nhỏ hơi hơi dừng một chút. Một lát sau, nàng nhịn không được lại đưa tay sờ lên Tống Thư Hàng đầu, Tống không khóc không khóc. Đang an ủi Tống Thư Hàng đồng thời, trên mặt nàng lại là một mặt vui vẻ biểu lộ. Nàng càng là an ủi. Tống Thư Hàng liền sẽ khóc càng thương tâm. Nàng liền càng vui vẻ, sau đó liền đổi lấy biện pháp bắt đầu an ủi Tống Thư Hàng. Không đập lời nói liền đổi vuốt ve. Xích tiêu kiếm. Một cái đại nhân nam khóc thành bộ dạng này, xích tiêu kiếm tiền bối cảm giác mình có chút chịu không được. Hắn rút kiếm mà lên, chuẩn bị rời đi Tống Thư Hàng, tránh cho bị Tống Thư Hàng nước mắt ướt nhẹp thân kiếm. Xích tiêu kiếm tiền bối chớ đi ô ô ô chớ đi. Tống Thư Hàng khóc giống nói, hắn đưa tay tóm chặt lấy xích tiêu kiếm tiền bối, thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật.
Xích Tiêu kiếm tiền bối. Sau một lúc lâu, Xích Tiêu kiếm tiền bối, 10 phát dưỡng đao thuật, sau đó người đầu chuyển đi một bên, đừng đem nước mắt rơi trên người ta, vạn nhất dỉ xét làm sao bây giờ. Ô ô ô, Xích Tiêu kiếm tiền bối ngài làm sao lại dỉ xét. Tống Thư Hằng nói, bất quá hắn vẫn là xoay đầu lại, mặt hướng một bên khác. Đồng thời, lại thuận tay cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật. Xích Tiêu kiếm tiền bối vừa lòng thỏa ý, tiếp tục nằm ngang ở Tống Thư Hằng trên đầu gối. Tống Thư Hằng quay đầu khóc giống thời điểm, vừa vặn mặt hướng Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối phân thân lúc đầu ngủ có thể thơm, kết quả quả thực là bị Tống Thư Hằng khóc lớn tiếng đánh thức, hắn thống khổ mở to mắt, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Sau đó, hắn liền thấy Tống Thư Hằng đau ào ào, tạo hóa tiên tử một mặt vui vẻ tiếu dung đưa tay an ủi Tống Thư Hằng, Xích Tiêu kiếm nằm ngang ở Tống Thư Hằng trên đầu gối hưởng thụ lấy một phát lại một phát dưỡng đao thuật hình ảnh. Bạch Tiền Bối phân thân. Đây là cái gì quỷ dị hình ảnh, ta hôm nay mở mắt tư thế không đúng sao? Bạch Tiền Bối, ngươi tỉnh rồi, ô ô ô, Tống Thư Hằng nói. Bạch Tiền Bối phân thân. Ta là tại làm ác mộng. Sở dĩ, cơn ác mộng lời nói chỉ cần nhắm mắt lại, thay cái mộng cảnh liền tốt. Thế là, Bạch Tiền Bối phân thân một lần nữa nhắm mắt lại. Bạch Tiền Bối, ô ô, có biện pháp nào không để cho ta dừng lại? Tống Thư Hằng hướng vạn năng Bạch Tiền Bối cứu trợ. Bạch Tiền Bối phân thân thở dài, thật là không có biện pháp, người dạng này khóc xuống dưới ta căn bản không có cách nào đi ngủ. Hắn đem chăn hất lên, ném tới màu đen tà liên bên trên. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống Tống Thư Hằng bên người. Trước nói cho ta một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hằng nức nở. Đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng Bạch Tiền Bối giảng thuật một lần. Bạch Tiền Bối phân thân tiếp nhận Tống Thư Hằng trong tay nước mắt đá quý, đồng dạng thử hướng trong đó đưa vào một tia linh lực. Nước mắt đá quý có chút hiện sáng, bất quá không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bạch Tiền Bối lại đem đá quý trả lại Tống Thư Hằng. Oa oa oa, Tống Thư Hằng khóc càng thương tâm. Xem bộ dáng là người cùng viên này nước mắt đá quý sinh ra cộng minh. Khối bảo thạch này là hắn chủ nhân cực độ bi thương lúc rơi xuống nước mắt. Người cùng hắn cộng minh về sau, chẳng khác nào thể nghiệm được nước mắt chủ nhân thút thít lúc cái chủng loại kia tâm tình, thể nghiệm đến bi thương của hắn. Bạch Tiền Bối phân thân suy đoán nói. Tống Thư Hằng khóc hỏi, làm sao phá? Bình thường tới nói, khóc một hồi cộng minh kết thúc cũng liền tốt. Hoặc là, ý thức của ngươi tiến thêm một bước cùng khối bảo thạch này cộng minh, triệt để lý giải hắn chủ nhân bi thương về sau. Nói không chừng có thể sớm điểm kết thúc loại này bi thương. Bạch Tiền Bối nói. Tạo hóa tiên tử đưa tay nhẹ nhàng thay Tống Thư Hằng lau nước mắt, đừng khóc ngoan. Tống Thư Hằng lập tức khóc càng thương tâm, khóc lớn thời điểm còn không quên cho Xích Tiêu kiếm tiền bối đến một phát dưỡng đao thuật. Bạch Tiền Bối phân thân cảm giác ba tên này, không cứu nổi. Ta thử một chút, Tống Thư Hằng thu liếm tinh thần lực của mình, để cho mình thần thức phối hợp đá quý. Bích Thủy Các bị người phá hủy. Ta lại không có thể kịp thời đi qua. Nàng cần có nhất ta thời điểm, ta lại không ở. Cái này đến cái khác suy nghĩ, từ nước mắt biến thành trong bảo thạch truyền ra ngoài, tràn vào đến Tống Thư Hằng trong lòng. Cùng bi thương cùng một chỗ, còn có một loại ngập trời hận ý. Đây là Tống đầu gỗ trong cuộc đời chỉ có mấy lần bi thống khóc lớn, là hắn biết được Bích Thủy Các bị phá hủy tin tức lúc, chỗ bạo phát đi ra tâm tình thống khổ. Càng là giống hắn loại này cười tâu toét, yêu thích tìm đường chết, nhìn như không tim không phổi ra hỏa, chân tình bộc lộ lúc, cảm xúc liền càng sẽ như là bom nổ, không cách nào ngăn cản. Nếu để cho hắn một cái cơ hội, cho dù là khoảng cách ngàn tỷ dặm, hắn bỏ cũng phải leo đến Bích Thủy Các, ngăn cản Bích Thủy Các tai nạn. Theo một trận này bi thương chi ý cùng hưởng khi đi tới, Tống Thư Hằng trong lòng trong nháy mắt phun lên vô số linh cảm. Cùng vẽ rồng điểm mắt một bút có liên quan đốn ngộ. Tống Thư Hằng ý thức bản năng xuất hiện tại kim đan cấu đổ vô hạn Bích Thủy Các trước đó. Hắn đưa tay, điểm vào một điểm cuối cùng bên trên. Cái này một cái điểm chân chính hóa thành vô hạn khái niệm. Cái này vừa chúng liền ẩn chứa vô hạn, vô số. Vô luận phóng đại nhiều thả lần, cái này một điểm bên trong Bích Thủy Các sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới, không có cuối cùng. Vẽ rồng điểm mắt chi bút lạc dưới. Kim đan hóa thành lưu ly kim đan, lập lòe lên hào quang màu lưu ly.
Mà theo viên này kim đan vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, Tống Thư Hàng 7 viên tiểu kim đan, toàn bộ điểm hóa vì lưu ly kim đan. 7 viên tiểu kim đan, một viên tiếp nối một viên sáng lên, liên tiếp đến cùng một chỗ, giữa lẫn nhau bắt đầu cộng minh. Tống Thư Hàng ý thức, từ kim đan cấu đồ không gian bên trong rời khỏi. Trong bất chi bất giác, hắn đã đình chỉ thút thít. Nước mắt đã khô, chỉ ở trên mặt lưu lại vệt nước mắt. Đem ta bi thương lưu cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích bài, Tống Nhất. Từ nước mắt đá quý bên trong truyền ra ngoài cuối cùng một đạo tin tức, trong nháy mắt liền đem Tống Thư Hàng trong lòng cái kia tia cảm động cho nghiền ép vỡ nát. Nguyên bản Tống Thư Hàng còn đắm chìm trong tống đầu gỗ vì bích thủy các phá diệt cái chủng loại kia trong bi thương không cách nào tự kiềm chế, thậm chí trong lòng xông lên rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, tuyệt đối không thể để cho trong lòng mình quý trọng đồ vật bị thương tổn. Tỷ như tuyệt đối đừng cho trong đời của chính mình lưu lại cùng loại bích thủy các tiếc nuối loại hình cảm ngộ. Tỷ như còn có rất nhiều chợt lóe lên, còn chưa kịp tới cụ hiện hóa suy nghĩ. Kết quả loại này cảm động cùng suy nghĩ còn không ngừng lại một giây thời gian, liền vỡ nát thành cặn bã. Nếu như tương lai có cơ hội có thể gặp được Tống Đầu Gỗ, Tống Thư Hàng nhất định phải tiễn hắn một đám dương đà, để vạn con dương đà tại Tống Đầu Gỗ trước mắt ngày đêm lao nhanh. Tống đừng khóc, Tạo Hóa Tiên Tử nghiêng đầu hỏi. Tạ ơn tiên tử, tạ ơn bạch tiền bối, cảm giác bi thương rốt cục ngừng. Tống Thư Hàng lau mặt một cái trên vệt nước mắt, trả lời. Tạo Hóa Tiên Tử tiếc nuối lùi về bản thân tay nhỏ. Người 7 viên tiểu kim đan đều đã trải qua lưu ly hóa, đón lấy đến chính là một bước cuối cùng a. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cũng là thời điểm khắc họa bản mệnh kình đan kết cấu. Tống Thư Hàng gật đầu đáp, thời gian phương diện hẳn là còn tới kịp, đón lấy đến ta có thể sử dụng 2-3 ngày thời gian, trước đem cảnh giới củng cố một chút. Bước kế tiếp, chính là kình đan cấu đồ. Kết hợp thiên đình kết cấu cửu châu nhất hào quần bản thân trân trọng tiền bối cùng đạo hữu, đem hết thảy tất cả dung hợp được, chính là hắn sau đó phải vẽ kình đan cấu đồ nội dung. Củng cố cảnh giới về sau, hắn sẽ lại dùng mấy ngày thời gian tinh tế cấu tứ kim đan cấu đồ chi tiết. Sau đó, tranh thủ một hơi đem kình đan cấu đồ hoàn thành, tựa như năm đó nhập mộng thiên đế lúc, thiên đế kim đan cấu đồ đồng dạng, một mạch mà thành. Qua hôm nay, còn lại 22 ngày. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở. Không có vấn đề, ta cảm giác hoàn toàn tới đến. Tống Thư Hàng nói. Có 7 viên tiểu kim đan cấu đồ kinh nghiệm nhập mộng thiên đế lúc kim đan cấu đồ kinh lịch, bản mệnh kình đan kết cấu, thỏa thỏa. Đây cũng không phải là hắn tại cắm cờ, đây là tự tin. Xích Tiêu Kiếm nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối, hảo hảo bế quan, đừng có lại lãng. Nhất định, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, Xích Long Động lại khôi phục trước đó bộ dáng. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, Xích Tiêu Kiếm nằm ngang ở hắn trên đầu gối, Tạo Hóa Tiên Tử dựa lưng vào hắn mà ngồi, bạch tiền bối phân thân một lần nữa tìm cái thoải mái tư thế ngủ, tiến vào mộng đẹp. Hôm nay Xích Long Động bên trong, cũng một mảnh hài hòa. Bóng đêm giáng lâm, Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng lại từ Xích Long Động trước đi dạo qua. Không có cách, hắn quá nhàn. Mấy ngày nay ngoại trừ chiêu đãi một chút cô na nữ sĩ, ngẫu nhiên mở pháp thuật thảo luận hội bên ngoài, Long Huyết phân bộ Lạc việc vặt vãnh đều không cần hắn nhúng tay. Lão tộc trưởng cảm giác mình có điểm giống cái vật biểu tượng, bài trí tại Long Huyết phân bộ Lạc bên trong. Có lẽ ta là thời điểm muốn cân nhắc về hưu, lão tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù lui không về hưu, tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Từ Xích Long Động trước đi dạo qua, trong cảm giác Tống Thư Hàng, bạch tiên sinh, Tạo Hóa nữ sĩ khí tức đều còn tại, tinh thần lực rất tràn đầy về sau, lão tộc trưởng yên tâm đi dạo trở về. Thư Hàng tiên sinh hệ thống tu luyện thật đúng là khó lường, vài ngày không cần ăn cơm không cần ngủ nghỉ, đều có thể kiên trì ở. Lão tộc trưởng trong lòng bội phục nói. Hắn còn tưởng rằng bản thân có cơ hội bắt được Thư Hàng tiên sinh nhàm chán vụng trộm chạy đến tìm ăn, hoặc là đi ra chơi cơ hội. Hiện tại xem ra, Thư Hàng tiên sinh hắn thật sự có thể bế quan không ăn không uống một tháng. Thậm chí xem xét. Ngày kế tiếp, Hắc Long thế giới bầu trời hơi sáng lên. Đáng tiếc mọi người mong đợi mặt trời nhỏ, vẫn không có hiện thân, có lẽ về sau cũng sẽ không lại hiện thân nữa. Xích Long Động bên trong. Tống Thư Hàng 7 viên tiểu kim đan ở giữa, cộng minh tần suất không ngừng đang điều chỉnh.
Bọn chúng tựa hồ là đang tìm kiếm một cái giữa lẫn nhau đều thích hợp cộng minh tần suất. Đến giờ phút này, 7 viên tiểu kim đan cộng minh tần suất sốt cục ổn định lại. Sau đó, 7 viên tiểu đan bắt đầu phát ra tiếng. Thánh thành, vĩnh bất hãm lạc. Thứ nhất tiểu kim đan hướng Tống Thư Hàng truyền lại như thế một thanh âm, tại tiểu trên kim đan có một đầu nhân quả chi tuyến kéo dài mở ra, nhân quả tuyến cuối cùng là bạch tiền bối bản thể. Tống Thư Hàng lần nữa gặp được nhân quả tuyến, bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này hắn chỉ có thể nhìn thấy từ tiểu trên kim đan dọc theo đi nhân quả chi tuyến. Thánh kiếm, trung yên thế giới, thất thải yêu đan sau đó phát ra tiếng, trên người nó đồng dạng có một đầu nhân quả chi tuyến đâm vào hư không, cùng bạch tiền bối tương liên. Thánh nhân, hữu giáo vô loại, công đức toàn cầu bên trên, vị kia thánh nhân há mồm lên tiếng. Sau đó đồng dạng có một đầu nhân quả chi tuyến sinh ra. Đầu này nhân quả chi tuyến duỗi dài ra, phảng phất muốn đâm vào hư không. Nhưng quấn tới một nửa thời điểm, đầu này nhân quả chi tuyến lại gãy mất. Tống Thư Hàng. Gãy mất nhân quả tuyến, đại biểu cho nhân quả tuyến một chỗ khác vị kia, nguội. Chẳng lẽ đầu này nhân quả tuyến nguyên bản muốn kết nối, là nho ra thánh nhân. Gãy mất nhân quả tuyến theo gió tung bay, không có cuối cùng. Thánh huyết, vô hạn chớ chú, quả thứ tư tiểu kim đan huyết ma hạch tâm phát ra nặng nề thanh âm bên trong mang theo vô tận bi thương chi ý cùng hận ý ngập trời, loại này buồn cùng hận, vừa vặn cùng trước đó tống đầu gỗ viên kia nước mắt bên trong tình cảm phù hợp với nhau. Đồng dạng, tại huyết ma hạch tâm vô hạn bích thủy các kết cấu bên trên, có nhân quả chi tuyến mở rộng ra tới. Đầu này nhân quả tuyến đồng dạng có chút quỷ dị, hắn kéo dài đến một nửa thời điểm. Phân nhánh. Phân nhánh ra nhân quả tuyến, một nửa xuyên vào đến hư không, liên tiếp lấy sở các chủ. Một nửa khác cuốn ngược trở về, đâm vào Tống Thư Hàng bên người, liên tiếp lấy Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong sở các chủ. Thánh hạch, hủy diệt chi tinh, máy móc hạch tâm lò phản ứng trên đồng dạng có âm thanh vang lên, cái thanh âm này trực tiếp chính là Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bá bá hào thanh âm. Sau đó, kim đan cấu đổ 4 ô manga sáng tạo và hủy diệt chi tinh bên trên. Đồng dạng có nhân quả tuyến kéo dài ra. Hạch tâm lò phản ứng nhân quả tuyến là đậu đậu, vẫn là vị kia tóc vàng máy móc kim loại thiếu nữ. Lại hoặc là vị kia thần bí tinh quốc công chúa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, một đầu nửa đen, nửa vàng nhân quả tuyến duỗi ra, đầu này nhân quả tuyến nhìn qua tựa như là xoắn ốc quấn quanh hai đầu tuyến tổ hợp. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên phun lên một loại không ổn dự cảm. Màu đen nhân quả đại biểu cho địch nhân, kim sắc đại biểu cho là đạo hữu. Nửa đen nửa vàng, mặt ngoài bằng hữu, dưới đáy sẽ đâm ta một đao cái chủng loại kia. Sau đó, đầu này nhân quả tuyến liền lên thiên đế. Tống Thư Hàng. Đây là hắn không muốn nhất muốn kết quả. Chẳng lẽ cũng bởi vì mặt trời nhỏ tại thiên đế trong tay bị nghiên cứu, nhân quả tuyến liền ngay cả đến trên người nàng rồi. Cái này nhân quả tuyến kết nối nguyên lý đến cùng là cái gì a? Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, liền lên thiên đế nhân quả tuyến, lại phát sinh biến hóa. Nhân quả tuyến xuyên qua thiên đế về sau, lại kéo dài ra, đâm vào đến trong hư không. Nhưng hư không một chỗ khác đến cùng là ai, Tống Thư Hàng lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Lại là tinh quốc công chúa sao? Tống Thư Hàng ý đồ tập trung tinh thần lực, đi thăm dò cái kia nhân quả tuyến cuối đến cùng là ai. Nhưng không thu hoạch được gì. Thiên đế một mực ngăn tại trước mặt hắn, tất cả thăm dò đều dừng bước tại thiên đế trên người. Mà lại, theo Tống Thư Hàng có ý thức thăm dò, thiên đế bên kia tựa hồ sinh ra cảm ứng. Tống Thư Hàng vội vàng chặt đứt tiếp tục thăm dò suy nghĩ. Thiên đế là hắn hiện tại không chọc nổi đối tượng. Không thể trêu vào, sở dĩ chỉ có thể túng. Thánh tế, chư thiên vạn giới. Cái này lúc, cái viên kia cổ vu thần huyết trên kim đan, có âm thanh vang lên. Trên đó mã QA kim đan cấu đổ lóe 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 nhấp nháy. Từ nó phía trên, có thật nhiều nhân quả tuyến dọc theo đi. Số lượng vừa vặn đối ứng Tống Thư Hàng bây giờ tăng thêm hảo hữu số lượng. Tống Thư Hàng, chư thiên vạn giới. Cái này lời kịch, chẳng lẽ là thật muốn đi đem chư thiên vạn giới tất cả mọi người thêm vì ta hảo hữu con đường, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, chư thiên vạn giới đều là bằng hữu của ta, sau đó hoành hành thiên hạ. Trước mấy cái tiểu kim đan nhân quả tuyến phần lớn là một đầu, dọc theo đi, nhiều nhất là phân cái xiên, hoặc là xuyên thành một đường.
mà mã QA nhân quả tuyến, trực tiếp toát ra một đống lớn nhân quả tuyến. Những thứ này giải rác nhân quả tuyến vừa chui ra Tống Thư Hàng thân thể, muốn khuếch tán ra tới thời điểm, đột nhiên trong hư không phảng phất có một đôi vô hình tay nhỏ đưa chúng nó một phát bắt được. Tất cả giải rác nhân quả tuyến bị cưỡng chế xoa thành một đầu. Tống Thư Hàng. Đây cũng là cái gì quỷ dị biến hóa? Mấy đầu nhân quả tuyến bị xoa thành một đầu dây thừng lớn về sau, đi về phía một cái phương hướng chui vào. Cuối cùng, tại một chỗ u ám trong thế giới, nhân quả tuyến kết nối vào mục tiêu. Ở nơi đó, có một vị người mặc rộng rãi đạo bào, hai tay chống lấy cái cằm, khoanh chân ngồi nữ quan, bị nhân quả tuyến ghim trúng. A, ai đâm ta? Vị này nữ quan kêu lên, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, bày ra uy nghiêm bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, đỉnh đầu nàng đạo quan lại siêu siêu vẹo vẹo nghiêng qua xuống tới. Mặc dù thấy không rõ nàng bộ dáng, nhưng Tống Thư Hàng đã đoán ra thân phận của nàng. Vị kia một mực kiên trì xưng mình đã ngội Trình Lâm tiên tử. Lần này xem ngươi làm sao rảo biện. Chết đều không cho người nghỉ ngơi sao? Trình Lâm tiên tử nói, nàng cúi đầu nhìn mình chằm chằm trên người nhân quả chi tuyến, một tay lấy hắn bắt lấy. Nàng có thể nhìn thấy nhân quả chi tuyến, hơn nữa còn có thể tiếp xúc hắn. Đi ngươi, Trình Lâm tiên tử kêu lên. Sau đó, nàng nắm lấy nhân quả tuyến dùng sức quăng ra. Tống Thư Hàng. Làm cho người không thể thở nổi thao tác. Tiên tử ngươi đang làm gì đâu, ngươi đây là đem chúng ta ở giữa ràng buộc vứt bỏ sao? Muốn không còn là bạn đúng hay không? Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đầu kia thô to nhân quả dây thường giống rắn đồng dạng uốn éo, lần theo một phương hướng khác bay đi. Nhân quả chi dây thường đâm vào hư không. Sau một lúc lâu, hắn từ trong hư không đâm ra, lại lần nữa đâm vào đến một vị đại lão trên thân. Tại cái kia trong hư không, có một cây to lớn cây cột. Cây cột bên trên, có một đầu to lớn chân long quấn quanh lấy, tựa như phù điêu đồng dạng vòng quanh cây cột. Bất quá cùng phổ thông chân long khác biệt, hắn chỉ có một chân. Là Ban Văn Long. A, ai đâm ta? Ban Văn Long phản ứng cùng Trình Lâm tiên tử giống như đúc. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía mình trên người nhân quả chi dây thừng. Há, là người A. Trưởng không đủ mỹ hình Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ban Văn Long nói. Tống Thư Hàng. Nguyên lai ta tại Ban Văn Long đại lão trong ấn tượng, chính là trưởng không đủ mỹ hình. Tìm tới nhà ta Trình Lâm không? Nói cho nàng có rảnh liền về nhà sớm, đừng một mực đang bên ngoài lãng lấy. Ban Văn Long tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Kỳ thật, nhân quả dây thường chính là nhà ngươi Trình Lâm tiên tử ném tới trên người ngươi tới. Nàng căn bản không nghĩ tới về nhà. Mặt khác nàng còn nói mình đã chết rồi. Nàng không phải một mực ở vào chết trạng thái nha, lần sau gặp được nàng, để cho nàng trở về tìm ta, thật sự có sự, rất cấp bách. Ban Văn Long nói. Dứt lời, Ban Văn Long hình ảnh liền ảm đạm xuống. Trình Lâm tiên tử một mực ở vào chết trạng thái. Sốt cục, thứ bảy khỏa tiểu kim đan bá long sáng lên. Thánh Long, Long Lạc triệu hoán. Cổ U Long Phách trên kim đan cấu đổ bị kết nối thế giới sáng lên, công đức võng lạc thông qua cổ U Long Phách, phảng phất cùng Long Lạc tiến hành kết nối. Bảy viên tiểu kim đan lời kịch, chỉnh chỉnh tề tề, khiến cho người vui vẻ. Như vậy, viên này cổ U Long Phách trên nhân quả tuyến, lại sẽ liên tiếp đến ai trên người? Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ. Cật qua tiền bối, hoặc là công đức võng lạc người sáng lập, lại hoặc là Long Lạc. Đáp án là cái cuối cùng. Một đầu kim sắc nhân quả tuyến kéo dài ra về sau, liên tiếp đến côn na nữ sĩ trên người, nhưng côn na nữ sĩ cũng không phải là điểm cuối cùng. Cùng trước đó thiên đế trên người cảm giác đồng dạng, nhân quả tuyến xuyên thấu qua côn na nữ sĩ, kéo dài đến nàng sau lưng đại biểu vị kia trên người. Tại vô số long lạc tiết điểm khu vực, một vị long đồng tử vỏ đen côn na nữ sĩ lẳng lặng ở tại long lạc tiết điểm bên trong. Nhân quả chi tuyến cùng Long Đồng Tử Côn Na kết nối. Ta không phải Long Đồng Tử Côn Na. Long Lạc ý chí nhắc nhở nói, gọi ta béo cầu. Tống Thư Hàng. Bảy viên tiểu kim đan, bao gồm bạch tiền bối, cảm giác đã nguội nho ra thánh nhân, sở các chủ, thiên đế không biết nhân vật, Trình Lâm cùng Ban Văn Long, tên là béo cầu Long Lạc ý chí. Cơ hồ đem Tống Thư Hàng nhận biết kim đại thối toàn bộ kéo lên. Trừ bỏ trở lên mấy vị bên ngoài,
Tống Thư Hàng nhận biết trường sinh giả cảnh giới hảo hữu, cũng chỉ còn lại có Bắc Phương Đại Đế, Bạch Long Tỷ Tỷ, Xích Tiêu Tử tiền bối, còn có Vân Tước Tử tiền bối tính nửa cái. Bảy viên lưu ly kim đan biến hóa kết thúc. Bọn chúng giữa lẫn nhau vẫn như cũ duy trì nhất định tần suất cộng minh, nhưng không có càng tiến một bước biến hóa. Tống Thư Hàng duy trì tính tọa tư thế, tiến nhập nội thị trạng thái, một mực nhìn mình chằm chằm bảy viên tiểu kim đan. Hắn còn tại đang mong đợi, bảy viên tiểu kim đan có thể hay không diễn biến ra thay chủ vẽ công năng, thay thế hắn đem bản mệnh kình đan kết cấu cho vẽ ra đến. Nhưng nhìn chằm chằm chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tống Thư Hàng từ bỏ. Tiểu kim đan căn bản không chức năng này. Tập hợp đủ 7 viên tiểu kim đan sau cũng không thể triệu hoán thần long. Tống Thư Hàng có chút mở to mắt. Xích Tiêu kiếm, thì thế nào? Lưu ly kim đan dị biến kết thúc, ta vốn đang mong đợi bọn chúng có càng tiến một bước dị biến, kết quả không có thứ gì. Tống Thư Hàng lại hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, lần này ta bế quan bao lâu? Hiện tại là ngươi bế quan ngày thứ 9 giữa trưa, miễn cưỡng xem như bế quan một ngày một đêm. Xích Tiêu kiếm nói, mới chút điểm thời gian này, ta còn tưởng rằng bản thân bế quan thời gian rất lâu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, bất quá đối với ta tới nói, cũng coi là bế quan thời gian tương đối dài, cả ngày đây. Xích Tiêu kiếm, một ngày một đêm đó căn bản không gọi bế quan, đây chỉ là rất phổ thông thường ngày tu luyện được không? Ngươi đối bế quan hai chữ đến cùng là thế nào lý giải? Còn có 21 ngày, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, tiếp tục điều chỉnh trạng thái, sau đó ngày mai ta liền bắt đầu kình đan cấu. Cấu? Thì thế nào? Xích Tiêu kiếm hỏi. Ta 5 tấn 6 thiên kiếp dường như muốn tới, Tống Thư Hàng nói. Nhưng vấn đề là hắn kình đan cấu đồ còn chưa bắt đầu vẽ a. Mặc dù nói, tiểu kim đan cũng là kim đan. Tiểu kim đan hóa thành lưu ly kim đan về sau, trên lý luận liền đi vào đến chuẩn bị độ kiếp hình thức. Nhưng bản mệnh kình đan trên đều vẫn là trống rỗng, hắn sau khi độ kiếp, bản mệnh kình đan làm sao bây giờ? Hắn còn muốn hay không tiến hóa? Không có kình đan cấu đổ hắn, liền không cách nào tại độ kiếp sau hóa thành linh hồ. Cái kia đến lúc đó Tống Thư Hàng cảnh giới có thể coi là mấy phẩm. Càng quan trọng hơn là... Vạn nhất bản mệnh kình đan đến lúc đó còn có thể lần nữa kim đan cấu đồ, chờ nó tiến hóa làm lưu ly kim đan về sau, Tống Thư Hàng lần nữa độ kiếp, muốn độ mấy phẩm thiên kiếp. Thu liếm khí tức, trước ngăn chặn thể nội linh lực ba động. Sau đó trước kéo dài một chút thiên kiếp, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, tốt nhất vẫn là chờ người bản mệnh kình đan cũng hóa thành lưu ly kim đan về sau, lại độ kiếp. Làm sao kéo, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời. Truyền công đi, trước ngươi không phải thu cái kia Xích Đồng làm đệ tử sao? Một hồi truyền cho hắn điểm công lực, kỳ thật, truyền công kỳ thật cũng không đáng sợ, đặc biệt là nhất phẩm cảnh giới thời điểm là thích hợp nhất truyền công giai đoạn. Dù sao độ nhị phẩm cũng không có thiên kiếp, truyền công an toàn đáng tin, một hơi có thể đem hắn chống đến nhị phẩm. Chỉ cần tương lai chú ý dẫn đạo đạo tâm của hắn, hắn liền sẽ không có đạo cơ bất ổn phiền não. Cuối cùng vẫn muốn đi lên tống. Thiên nhai tử, Thư Hàng không đường về sao? Sau lưng, tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, Tống không khóc. Ta không khóc đâu, tiên tử. Tống Thư Hàng nói vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi tại mong mỏi ta khóc bộ dáng. Không chung, bạch tiền bối phân thân dụi dụi con mắt, tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng trạng thái về sau, xoay người mà xuống, đưa tay điểm trên người Tống Thư Hàng, đem hắn thể nội dục dịch linh lực trấn áp xuống. Ta đi ngủ một lát, ngươi liền muốn độ kiếp rồi. Bạch tiền bối phân thân khổ não nói. Bạch tiền bối, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta bản mệnh kình đan vẫn chưa hoàn thành kết cấu. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối phân thân, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta trước liên hệ cô na nữ sĩ đi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là muốn trước đem bản thể từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong lôi ra tới. Tiểu âm trúc còn tại cái thiên kiếp kia không gian bên trong, còn có chuột hamster hào. Cả hai tại độ kiếp không gian bên trong ngốc càng lâu liền càng nguy hiểm. Mà lại, bản thân bản thể tại thiên kiếp không gian bên trong, cũng tại ảnh hưởng cật qua thánh quân độ kiếp. Sở dĩ thừa dịp hiện tại, trước đem bản thể cùng tiểu âm trúc, chuột hamster hào lôi ra đến lại nói. 5 tấn 6 thiên kiếp, Tống Thư Hàng không sợ hãi chút nào. Chỉ cần không biến dị.
A phi, đại cát đại lợi, bạch tiền bối phù hộ. Sở dĩ, là thời điểm xuất quan. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thán nói, trước sau tính toán ra, ta cũng bế quan 9 ngày, đây là ta nhân sinh một cái ghi chép. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thân kiếm không tự chủ được chấn động, đột nhiên có loại muốn bay ra ngoài quấn tới Tống Thư Hàng thận trên xúc động. Đốt minh hiếu của ngươi cô na nữ sĩ đã hạ tuyến. Đốt minh hiếu của ngươi béo cầu đã thượng tuyến. Tích tích minh hiếu của ngươi béo cầu hướng ngươi truyền tống 2 giây lực lượng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Phụ lời, Thư Hàng tiên sinh, người bên kia ba động, ngươi là muốn tiến vào 5 tấn 6 thiên kiếp sao? Tống Thư Hàng đúng vậy a. Nhưng là hắn chưa hồi phục tuyển hạng, không cách nào hồi phục long đồng tử côn na. Cái này lúc, tên là béo cầu long lạc ý chí, lại hướng Tống Thư Hàng truyền tống một điểm lực lượng, phụ lời, ta lập tức tới, mời mở ra một chút người bế quan chỗ phòng ngự trận pháp. Một lát sau, long đồng tử côn na nữ sĩ đã đi tới xích long động bên ngoài. Bạch tiền bối phân thân mở ra phòng ngự kết giới, đưa nàng thả tiến đến. Long đồng tử côn na nữ sĩ vào nhà về sau, bạch tiền bối phân thân bộ dáng lười biếng quét sạch sành xanh, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá đối phương. Trong mắt tràn đầy hứng thú. Long đồng tử côn na nữ sĩ, Thư Hàng tiên sinh, người bây giờ chuẩn bị xong chưa? Cần ta đem bản thể của ngươi cùng phân thân thay thế đi ra không? Cần làm sao thao tác? Tống Thư Hàng hỏi. Bản thể của ngươi bây giờ còn tại cái kia 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong, duy trì lấy kim loại cự nhân hình thức. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi một bộ phận long lạc quyền hạn, thông qua cái này quyền hạn vì trung chuyển, người phân thân cùng bản thể ý thức có thể bảo trì đồng bộ. Đến lúc đó, chính người bản thể cùng muốn dẫn ra thiên kiếp thế giới người đều chuẩn bị kỹ càng. Lại nói tiếp, phân thân của ngươi có thể tiến vào độ kiếp hình thức. Tại độ kiếp hình thức mở ra trong nháy mắt, ta sẽ đem bản thể của ngươi từ 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong lôi ra đến, lần nữa phân thân của ngươi nhét trở về. Cơ hội chỉ có như vậy một cái chớp mắt, mời hảo hảo phối hợp ta. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Dù sao tổng kết một chút, chính là phân thân lại phải ngày thường khiêng nồi. Tại bản thể, tiểu âm trúc, chuột hamster hào bị lôi ra thiên kiếp thế giới trong nháy mắt. Phân thân sẽ bị nhét trở lại thiên kiếp thế giới. Đến lúc đó, phân thân liền có thể anh dũng hy sinh. Long lạc quyền hạn, liền ảnh hưởng thiên kiếp thế giới sự tình, cũng có thể làm đến. Bạch tiền bối phân thân hiếu kỳ nói. Trình độ nhất định có thể làm được, mặc dù long lạc cùng các ngươi thiên đạo so ra, không có ý nghĩa, nhưng lại có một ít quyền hạn. Long đồng tử cô na nữ sĩ nghiêm túc trả lời. Độ kiếp địa điểm lựa chọn đến đâu? Tống Thư Hàng hỏi, lựa chọn tốt nhất tại Hắc Long thế giới bên trong, dạng này ta đến lúc đó có thể thông qua quyền hạn, thoáng trợ giúp ngươi một chút. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói. Tại Long đồng tử côn na nữ sĩ dẫn dắt đi, Tống Thư Hàng một đoàn người đi tới Đát Ma ven rừng rậm chỗ, một chỗ rộng lớn trên thảo nguyên. Nơi này dùng để độ kiếp ngược lại là không có vấn đề. Mặt khác, Thư Hàng ngươi phục sinh kim tệ thời gian kết thúc rồi à? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bế quan thời gian tăng thêm tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong chịu qua thời gian, phục sinh kim tệ làm lạnh đã kết thúc. Vậy là tốt rồi, nếu như ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp có vấn đề, ta có thể sớm xuất thủ, để ngươi tiến vào phục sinh giai đoạn, lấy tránh né thiên kiếp. Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Tống Thư Hàng lập tức liền hoảng hốt. Bạch tiền bối đều nói như vậy. Vậy hắn 5 tấn 6 thiên kiếp, dược hoàn. Chuẩn bị xong chưa? Long đồng tử côn na nữ sĩ hỏi. Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong, côn na nữ sĩ. Xin gọi ta béo cầu. Long đồng tử côn na nữ sĩ đối Tống Thư Hàng vươn tay ra, nắm tay. Tống Thư Hàng đại thủ giữ tại côn na nữ sĩ tay nhỏ. Bộ phận long lạc quyền hạn mở ra. Sát na ở giữa, Tống Thư Hàng cảm giác đến ý thức của mình phảng phất vô hạn kéo dài ra. Che kín cả cái Hắc Long thế giới. Bất quá, tại cái này to lớn long lạc bên trong, có hai cái lỗ đen đồng dạng khu vực, Tống Thư Hàng ý thức không cách nào tiếp xúc. Trong đó một chỗ mơ hồ lộ ra long đồng tử côn na nữ sĩ khí tức. Một cái khác trong lỗ đen, khí tức cũng rất quỷ dị, không giống như là Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện lực lượng. Ngược lại có chút giống tu sĩ lực lượng. Mời dẫn hạ thiên kiếp, cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Côn na nữ sĩ nói. Tống Thư Hàng phân thân theo lời,
trên người 7 viên tiểu kim đan linh lực bộc phát. Xích Tiêu kiếm, Tạo Hóa tiên tử, Bạch Tiền bối phân thân đều rời xa Tống Thư Hàng, miễn cho một hồi bị cuốn vào đến 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong đi. Trên bầu trời, có kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, là thuộc về Tống Thư Hàng thiên kiếp. Ngay tại lúc này, cô na nữ sĩ nói. Tùy thời sẵn sàng, Tống Thư Hàng nói. Sau một khắc, hắn cảm giác mình toàn thân nóng lên, ý thức trong lúc mơ hồ cùng thiên kiếp thế giới bên trong bản thể kết nối. Tới, chính là loại cảm giác này. Siêu. Một lát sau, Tống Thư Hàng sau lưng nhiều một bóng người. Nhưng là, không phải bản thể của hắn. Nha, Thư Hàng chúng ta trở về. Bạch Tiền bối thanh âm ôn nhu sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, liền thấy được Mỹ Mỹ Bạch Tiền bối, chính diện mang mỉm cười từ không gian thông đạo bên trong xuyên ra. Vọng Thiên, Bạch Tiền bối sao ngươi lại tới đây? Nhanh, mau rời đi ta. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Hắn hiện tại là phân thân trạng thái, phân thân lập tức liền muốn đi trước 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong cõng Hắc Hoa đi. Bạch Tiền bối hiện tại xuất hiện tại bên cạnh hắn, vạn nhất không cẩn thận bị phân thân của hắn cùng một chỗ đưa đến 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong, liền xong rồi. Kỳ quái, lấy Bạch Tiền bối vận khí, cho tới nay đều là gặp giữ hóa lành, đại khí vận bao phủ, thậm chí có tự động tránh tai thuộc tính, hôm nay làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại hắn phân thân đằng sau. Ngươi tại độ kiếp, Bạch Tiền bối hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phân thân cùng Bạch Tiền bối, bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. Hai người thân thể như bị lỗ đen hút vào đồng dạng, trong nháy mắt tiêu hóa không thấy. Tống Song Đời Tạo Hóa tiên tử nói. Bản thể, Bạch Tiền bối phân thân trừng to mắt. Biến hóa này quá bất ngờ được không? Xích Tiêu kiếm chuyển qua chuôi kiếm nhìn hướng cô na nữ sĩ, cô na nữ sĩ. Bạch đạo hữu muốn Tống Thư Hàng phân thân cùng một chỗ bị ném vào đến 8 tấn 9 thiên kiếp. Có biện pháp nào không đem hắn trước móc ra? Gọi ta béo cầu, tạ ơn. Long đồng tử cô na nữ sĩ bình tĩnh lại nói, không quyền hạn, không có cách, vớt không ra. Bạch tiền bối phân thân. Hắn ngẩng đầu vọng thiên. Có lẽ, bị cuốn vào 8 tấn 9 thiên kiếp đối bản thể tới nói, có phải hay không là kiện rất vui vẻ sự. Bạch tiền bối phân thân thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Tống Thư Hàng bản thể, lần nữa hướng cật qua tiền bối tạm biệt, cật qua tiền bối, lần này ta thật sự muốn rời khỏi Á. Uyên ương nồi lẩu thiên kiếp một bên khác, cật qua thánh quân bện ra khổng lồ công đức võng lạc, rất nhẹ nhàng kháng trụ một đợt lại một đợt cửu phẩm thiên kiếp. Chỉ cần không phải biến dị thiên kiếp, bình thường 8 tấn 9 thiên kiếp đối cật qua thánh quân mà nói. Không có khó khăn quá lớn. Nghe được Tống Thư Hàng tạm biệt về sau, cật qua thánh quân nhưng có điểm gánh thầm nghĩ, bá Tống tiểu hữu, lần này sẽ không lại phạm sai lầm a. Kỳ thật ta cảm giác ta hiện tại đã thích ứng thiên kiếp cường độ, ta chỉ cần cắn răng chống đỡ một chút, hẳn là có thể gánh vác gấp đôi thiên kiếp uy lực. Nếu không ngươi vẫn là đừng giày vò, lưu lại bồi tiếp ta, ngươi đỡ không nổi thời điểm, ta đi qua đem thiên kiếp của ngươi cũng chống được đến. Cật qua thánh quân cảm giác bá Tống tiểu hữu đặc biệt sẽ dày vò. Hai người thân là hảo hữu, hắn có chút lo lắng bá Tống tiểu hữu dày vò quá mức, đem mạng nhỏ cho bồi lên. Vẫn là ổn bên trong cầu thắng tương đối tốt. Ta nhất định phải đi ra, lại không ra ngoài ngược lại sẽ phiền toái hơn. Phân thân của ta đã ở bên ngoài dẫn hạ 5 tấn 6 thiên kiếp, nếu như ta không đổi đi ra ngoài, một hồi phân thân bị nhét vào thiên kiếp thế giới về sau. Sợ rằng sẽ trực tiếp tăng cường chúng ta bây giờ thiên kiếp uy lực. Mặt khác, chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc, đều có chút không chịu nổi. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster hào bây giờ còn đang trong dạ dày của hắn, hắn một mực duy trì xương mù hóa hình thức, phòng ngừa chuột hamster hào bị thiên kiếp uy lực đốt bị thương. Bên cạnh, tiểu âm trúc trạng thái có chút cổ quái. Nàng một mực không có thức tỉnh, duy trì lấy ngủ đông trạng thái. Bây giờ, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu. Mặc dù có tam thập tam thú tổ hợp pháp khí biến thành hủy diệt cự nhân bảo hộ, nhưng vẫn là sẽ có từng tia cửu phẩm thiên kiếp khí tức chảy vào, những thứ này chảy vào khí tức, sẽ cho tứ phẩm cảnh giới nàng tạo thành tổn thương. Cái kia, chúc ngươi thuận lợi, cật qua thánh quân nói hy vọng bá Tống tiểu hữu không cần xảy ra ngoài ý muốn. Cật qua tiền bối, chúng ta 985 ngày sau gặp. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, xuyên thấu qua long lạc quyền hạn,
bản thể hắn chuột hamster hào tiểu âm trúc tam thập tam thú tổ hợp pháp khí công đức xà mỹ nhân, toàn bộ bị tầng một lực lượng vô hình bao phủ. Đến rồi, lần này cảm giác đúng rồi. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó, cảm giác của hắn thân thể của mình như bị mì sợi đầu đồng dạng, bị kéo dài, từ 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong kéo ra ngoài. Làm thay thế, phân thân của hắn bị kéo vào. Bản thể cùng phân thân cũng giống như mì sợi đồng dạng bị kéo dài, sau đó, cả hai tại 8 tấn 9 thiên kiếp không gian cùng Hắc Long thế giới chỗ giao hội, gặp thoáng qua. Khổ cực, phân thân, gặp thoáng qua thời điểm, Tống Thư Hàng yên lặng cho phân thân truyền một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì thiên kiếp thế ngăn cách, Tống Thư Hàng bản thể cùng phân thân ở giữa không cách nào duy trì lấy giác quan cùng hưởng cảm giác, từ một loại nào đó trình độ đến xem, cũng có chút giống biến thành hai cái khác biệt cá thể. Mà cùng một thời gian bên trong, phân thân cũng hướng hắn truyền một cái ý niệm trong đầu, bản thể, không tốt rồi, bạch tiền bối cùng ta cùng một chỗ bị đưa trở vào. Tống Thư Hàng bản thể. Bạch tiền bối, bản thể vội vàng lớn tiếng kêu lên. Ha ha, cái kia, ta bị đưa trở vào chúng ta gặp lại sau. Bạch tiền bối ý niệm truyền tới. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng phân thân hoàn thành giao thế, giữa hai bên cự ly càng kéo càng xa. Lại một lát sau, Tống Thư Hàng bản thể lái hủy diệt cự nhân gạt ra không gian, xuất hiện tại Hắc Long thế giới bên trong. Oanh, hủy diệt cự nhân rơi xuống đất, thân thể hơi ngồi xổm, hai tay rủ xuống. Không ổn, bạch tiền bối bị cuốn vào đến 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong đi. Tống Thư Hàng hét lớn. Xích Tiêu kiếm, hừm, chúng ta đều thấy được. Tạo hóa tiên tử, Tống không khóc. Trước đừng quản ta bản thể, có thể là chính hắn trong tiềm thức. Cũng muốn đi 8 tấn 9 thiên kiếp dạo chơi, người trước chú ý mình thiên kiếp, đừng lật thuyền. Bạch tiền bối phân thân nói. Bạch tiền bối phân thân tốt đàm định, luôn cảm giác bạch tiền bối phân thân đều tự mang hố bản thể thuộc tính. Âm âm, một trận sấm rền vang lên. Trên bầu trời, 5 tấn 6 kiếp phân bao phủ, thiên kiếp uy lực không ngừng tăng lên. Bởi vì độ kiếp đối tượng có 3 vị Tống Thư Hàng, chuột hamster hào, Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng đưa tay, đem chuột hamster hào từ thuốc lá của mình xương mù thân thể bên trong móc ra, sau đó trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có 3 người chúng ta, thiên kiếp uy lực nhiều nhất chống đến thất phẩm tả hữu, có thể khiêng đi qua. Tống Thư Hàng tự tin nói. Hắn nhưng là tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong đều liều chết gần 10 năm ngày nam nhân. Mặc dù nói là mượn ngoại lực mở treo. Chuột hamster hào run run thân thể, đáng tiếc ta chủ kế hoạch. Bạch tiền bối vẫn muốn đem chuột hamster hào trực tiếp làm đến ma kiếp không gian bên trong đi, để nó tại 4 tấn 5 lúc, liền ngưng tụ ma ấn. Hiện tại xem ra, kế hoạch này phải hủy bỏ. Lúc này, đừng quản kế hoạch gì. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp, trước đem cái này phá kiếp vượt qua lại nói. Cuối cùng từ chết tiệt 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong đi ra, Tống Thư Hàng cảm giác cả người đều trọng sinh đồng dạng. Tới. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói khẽ. Oanh! Trên bầu trời, tiếng sấm đại tác, ngay sau đó đợt thứ nhất thăm dò tính thiên kiếp hạ xuống tới. Uy lực, so với Tống Thư Hàng trong tưởng tượng còn muốn nhỏ rất nhiều. Hắc Long thế giới không có thiên kiếp như vậy, Hắc Long thế giới kiếp đều là phương diện tinh thần kiếp nạn. Lúc này, Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp, là trực tiếp từ hiện thế dẫn đạo tới, xuyên qua Hắc Long thế giới mới rơi xuống Tống Thư Hàng trên người. Nói cách khác, lúc này 5 tấn 6 thiên kiếp, là vượt thế giới tác chiến, tiêu hao lại chỗ khó tránh khỏi, uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống một số. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là lúc này rồi, Long đồng tử côn na nữ sĩ bình tĩnh nói. Nàng duỗi ra hai cây ngón trỏ, nhẹ nhàng cua múa, tựa như là chỉ vung nhà bắt đầu chỉ huy nhạc khúc chương mở đầu. Khi nàng vung vẩy hai tay thời điểm, giữa thiên địa long lạc lực lượng. Bị điều động. Hiện thế, Hắc Long thế giới, thiên kiếp thế giới, ba cái thế giới khác nhau lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, bị liên tiếp. Sau đó, có hai loại thiên kiếp khóa chặt Tống Thư Hàng. Một loại là 5 tấn 6 thiên kiếp, một loại khác, lại là 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong thiên kiếp chi lực, phảng phất tùy thời muốn bị dẫn dắt ra tới. Soát, một đạo kiếm quang lướt qua, Xích Tiêu kiếm chống đỡ tại Long đồng tử côn na nữ sĩ chỗ cổ. Người đang làm gì? Tạo hóa tiên tử theo sát phía sau, nàng vung tay lên một cái,
có một quyển Nho Gia Kinh Thư xuất hiện tại trong tay nàng, lại có nho văn từ kinh thư nổi lên hiện đây là thánh nhân tự tay viết sách nho, có được khó lường uy lực. Tạo trải qua tiên tử lấp lóe đến long đồng tử côn na nữ sĩ sau lưng, trong tay nho văn hóa làm một chi kim sắc đại bút, khóa chặt mục tiêu. Bạch Tiền Bối phân thân không có xuất thủ, ánh mắt của hắn khóa chặt Tống Thư Hàng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn sẽ trước tiên xuất thủ, trước một bước đem Tống Thư Hàng chém giết, để hắn tiến vào phục sinh trạng thái, kéo hôm khác kiếp. Ta không có ác ý, long đồng tử côn na nữ sĩ bình tĩnh nói, ta sẽ không tổn thương đến Thư Hàng tiên sinh, chúng ta là minh hữu quan hệ, sở dĩ không cần lo lắng. Theo nàng thoại âm rơi xuống, từ thiên kiếp thế giới bên trong, có một đạo cửu phẩm thiên kiếp lực lượng bị dẫn dắt ra tới. Cái kia đạo cửu phẩm thiên kiếp lực lượng, từ thiên kiếp thế giới bên trong dẫn xuất về sau, trực tiếp cùng Tống Thư Hàng đỉnh đầu 5 tấn 6 thiên kiếp, hòa làm một thể. Bởi vì đều là lấy Tống Thư Hàng làm mục tiêu, chuẩn bị thiên kiếp, trên bản chất có cùng nguồn gốc. Ngươi muốn làm gì, trả lời ta. Xích Tiêu Kiếm nói, trên thân kiếm, rét lạnh đao ý phun ra nuốt vào. Cự lôi tạc hưởng. Cửu phẩm thiên kiếp dung hợp 5 tấn 6 thiên kiếp, kiếp phân hóa thành một chỉ cự thủ, hắn bàn tay diện tích trực tiếp bao trùm hơn 10 cái long lân tiểu thế giới diện trình. Lấy đát ma rừng rậm làm trung tâm, vừa trên hơn 10 cái long lân tiểu thế giới, toàn bộ bị kiếp phân che đậy, hóa thành đêm tối. Cửu phẩm thiên kiếp khí tức, để cấp 5 trở xuống tồn tại trực tiếp đã hôn mê. Cấp 5 trở lên, cấp 7 trở xuống người tu luyện, cũng vô pháp động đậy, toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này kinh khủng tận thế cảnh tượng. Đại thủ bên trên, hiển hiện vô số phù văn, mỗi một đạo phù văn, đều ẩn chứa một cái đáng sợ pháp thuật chú ấn. Thiên kiếp đại thủ 5 ngón tay mở ra, lôi quang tăng vọt, một cái cường hóa trường tâm lôi hiển hiện. Bình thường trường tâm lôi là dung nạp tại trong bàn tay tiểu lôi cầu, mà lúc này cái này trường tâm lôi mập mười mấy lần, tựa như là trong tay nắm lấy một đầu bóng rổ. Cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi diện tích, trực tiếp bao phủ gần 50 cái long lân tiểu thế giới. Một khi rơi xuống, cái này 50 cái tiểu thế giới cùng bọn chúng chung quanh một vòng lớn tiểu thế giới, đều đưa hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời cái này tận thế cảnh tượng. Thư Hàng tiên sinh, người nguyện ý tin tưởng ta không? Long đồng tử côn na hỏi. Tống Thư Hàng hiện tại nội tâm thật phức tạp. Hắn hiện tại cảm giác mình trạng thái, rất như là một bộ kịch truyền hình bên trong một cái tràng cảnh nhân vật A vung đại khảm đao, khoác lên nhân vật B trên cổ, hét lớn, người có tin ta hay không? Có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Tống Thư Hàng cảm giác lúc này mình tựa như là người kia vật B. Nếu như ta nói không nguyện ý, có thể hay không cái này cường hóa bản thiên kiếp trường tâm lôi liền muốn hướng ta trên ót đánh. Côn Na nữ sĩ, ngài đều nói đến nước này, ta có thể không tin sao? Thế là, Tống Thư Hàng chăm chú hỏi, tin tưởng đòi tiền không? Xích Tiêu Kiếm. Ni mã, quay đầu ta nhất định phải mở ra Tống Thư Hàng sọ não, xem hắn não mạch kín có phải hay không đánh nút chết. Long đồng tử Côn Na đồng dạng nghiêm túc trả lời. Không cần a. Cái kia, ta bao nhiêu tin tưởng ngươi một điểm. Tống Thư Hàng gật đầu nói đòi tiền ta cũng không tin, ta hiện tại lão thiếu tiền. Mặt khác Tống Thư Hàng vừa rồi lại nghĩ tới một sự kiện Bạch Tiền Bối tự mang Su Cát Tị Hung thuộc tính, sau đó hắn vừa rồi ra mặt, tự cùng phân thân cùng một chỗ chạy 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong đi. Sở dĩ, lần này Bạch Tiền Bối đến cùng là Su Cát đi đâu? Vẫn là tránh hung đi. Nếu như là Su Cát đi liền không có vấn đề. Nếu như là tránh hung đi, Tống Thư Hàng cũng cảm giác bản thân có muốn nguội nguy cơ. Tạ ơn, Long đồng tử Côn Na nói. Tích béo cầu mở ra cho ngươi cao hơn Long Lạc quyền hạn. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa che kín cả cái Long Lạc thế giới. Lần này càng thêm rõ ràng, mỗi một cây Long Lạc tiếp xúc đến chỗ, Tống Thư Hàng đều có thể mơ hồ cảm ứng được cụ thể sự vật. Loại cảm giác này, sử dụng trong thần thoại một câu lời kịch liền gọi thần mắt, ở khắp mọi nơi. Trước một lần, Long đồng tử Côn Na hướng Tống Thư Hàng mở ra Long Lạc quyền hạn thời điểm, Tống Thư Hàng tại Long Lạc bên trong cảm ứng được hai cái to lớn lỗ đen. Một cái bên trong có lấy Côn Na nữ sĩ khí tức, một cái khác lỗ đen lại mơ hồ lộ ra tu sĩ khí tức. Mà lần này, thuộc về Côn Na nữ sĩ cái hắc động kia, cũng hướng Tống Thư Hàng mở ra. Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, đây là một cái Long Lạc tiết điểm.
tựa như vẽ rồng điểm mắt công đức võng lạc một điểm cuối cùng đồng dạng, côn na nữ sĩ cái lỗ đen này, là cả cái long lạc hạch tâm. À, nếu như nơi này là hạch tâm, cái kia một cái khác lỗ đen vị trí là địa phương nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía một cái khác lỗ đen, nhưng trong này vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ, không cách nào cảm ứng được. Là không thể miêu tả tồn tại, không thể đề cập đến hắn, vừa nhắc tới tên nó, liền sẽ bị hắn cảm giác. Thư Hàng tiên sinh, mời càng thêm tin tưởng ta. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói. Không có vấn đề, ta có thể càng thêm tin tưởng ngươi, sau đó muốn làm sao thao tác. Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là có thể, cảm ơn ngươi, Thư Hàng tiên sinh. Long đồng tử côn na tiên tử dùng sức phung vẩy hai tay. Xích tiêu kiếm cùng tạo hóa tiên tử, vẫn như cũ tập trung vào nàng. Nếu như nàng thật sự muốn chơi hoa dạng gì, xích tiêu kiếm cùng tạo hóa tiên tử liền sẽ liên thủ cho nàng đến một phát hung ác. Trong hư không, cái kia phát to lớn siêu cấp thiên kiếp trưởng tâm lôi nghiền ép xuống tới. Thiên kiếp bao trùm phía dưới long lân tiểu thế giới bên trong, tất cả sinh vật tuyệt vọng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cấp 5 phía trên người tu luyện, một mặt tuyệt vọng. Cùng bọn hắn so ra, người bình thường ngược lại muốn càng thêm hạnh phúc. Ngất đi về sau, nên cái gì cũng không biết. Mà bọn hắn, trơ mắt nhìn lấy tai nạn giáng lâm, mà thân thể của bọn hắn lại không cách nào động đậy, không cách nào phản kháng. Dù cho phản kháng cũng là phí công, cùng trên bầu trời tận thế tai nạn so ra, lực lượng của bọn hắn thực sự quá nhỏ bé. Loại cảm giác này, mới thật sự là tuyệt vọng. Long huyết bộ lạc tòa thành bên trong. Xích đồng đình chỉ quyền pháp tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tòa thành cũng ở vào thiên kiếp bao phủ phía dưới, lúc này tòa thành bên trong phần lớn long huyết tộc thành viên đều lâm vào hôn mê. Xích đồng trên cổ tay cái kia vòng đồng lóe ra quang mang, trên đó ấn ký nóng lên. Thanh ấn tại thủ hộ lấy hắn, để hắn không giống những người khác như thế, tại thiên kiếp khí tức bên dưới mất đi năng lực hành động. Mặt khác, hắn hiện tại thể chất cũng có chút không giống bình thường. Phối hợp với Tống Thư Hàng thánh ấn con dấu, đối mặt cửu phẩm thiên kiếp khí tức, hắn lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Nhìn lên bầu trời công chính đột nhiên rơi xuống tai nạn, xích đồng trầm tư một lát sau, tiếp tục vùi đầu tu luyện lên cương thủ cơ sở quyền pháp tới. Hắn cũng không phải là không sợ hãi, trên thực tế, trải qua tử vong hắn mới cũng biết tử vong đáng sợ cùng tuyệt vọng. Lại một lần nữa đứng trước tử vong lúc, hắn nhịp tim điên cuồng gia tốc. Loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực đè nén hắn nhanh không thở nổi. Người sinh cùng tử giao tế trong nháy mắt, sẽ bộc phát to lớn tiềm lực. Xích đồng trầm giọng nói. Hắn điên cuồng thi triển lên cơ sở quyền pháp đến, một quyền ngay sau đó một quyền, trong miệng lấy gào thét phương thức gầm rú ra quyền pháp khẩu quyết. Thật dài tóc đen rủ xuống ở sau lưng, theo hắn huy quyền không ngừng bay múa. Da thịt trắng noãn, tại lôi quang chiếu dọi xuống hiện ra dị dạng mỹ cảm. Một quyền ngay sau đó một quyền, trái tim phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Mà liền tại cuối cùng sát na, xích đồng cảm giác mình ngực phảng phất có một thanh hoạt tuyền bị đào mở, một loại tên là khí huyết chi lực lực lượng, từ ngực tuôn ra. Tâm khiếu mở ra. Thư Hàng tiên sinh, long đồng tử côn na kêu lên. Tống Thư Hàng, ta đã rất tin tưởng ngươi a, đã đạt tới trước mắt hai chúng ta độ tín nhiệm mức cực hạn. Không phải, ta chính là khẩn trương. Sở dĩ gọi bảo ngươi. Long đồng tử côn na nói. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, trong hư không cái kia cường hóa bản thiên kiếp trưởng tâm lôi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại Tống Thư Hàng long lạc quyền hạn cảm ứng xuống, viên kia to lớn trưởng tâm lôi, bị đột nhiên chuyển rời đến long lạc một cái khác lỗ đen khu vực vị trí. Côn na nữ sĩ là muốn dùng thiên kiếp trưởng tâm lôi, oanh long lạc cái hắc động kia. Tống Thư Hàng trong lòng trong nháy mắt minh ngộ tới. Oanh! Cường hóa trưởng tâm lôi đụng vào đến long lạc lỗ đen khu vực, nhập vào trong đó. Quyền hạn, năng lượng hết hạn, long đồng tử côn na quát khẽ nói. Theo mệnh lệnh của nàng, một sát na bên trong, cả cái long lạc lực lượng dừng lại, ở vào đứng im trạng thái. Kể từ đó, cái kia hắc long khu vực liền không cách nào đạt được long lạc lực lượng gia trì. Cường hóa thiên kiếp trưởng tâm lôi nổ tung lên, trực tiếp đem lỗ đen khu vực che đậy nổ tung. Tống Thư Hàng thông qua long lạc quyền hạn rốt cục thấy rõ lỗ đen khu vực bên trong tình huống. Ở nơi đó, đồng dạng là một cái long lạc tiết điểm, cấu tạo cơ hồ cùng côn na nữ sĩ long lạc trung tâm tiết điểm tương tự.
ở cái này lỗ đen tiết điểm bên trong, đứng thẳng lấy một cây lại một cây ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ bên trên, đều điêu khắc khác biệt ma thần chi tượng. Bọn chúng cắm ở long lạc tiết điểm, điên cuồng hấp thu long lạc lực lượng. Cái này ma thần trụ, Tốt Sinh nhìn quen mắt, Tống Thư Hàng nhíu mày. Suy tư thời khắc, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mắt trái của chính mình. Đúng, là lần trước Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn mang hóa nhìn cổ u các đại lão cắm mắt lúc, nhìn thấy hình ảnh. Trong đó tựa hồ thì có một vị ma môn trường sinh giả đại lão, tại cổ u cắm xem qua. Nhớ kỹ vị kia ma môn đại lão, là tranh đoạt thiên đạo chi vị thất bại về sau, bỏ chạy đến cái này cổ u thế giới nhân vật đáng sợ. Tranh đoạt thiên đạo sau khi thất bại còn có thể sống sót, cái này ma môn trường sinh giả thực lực, tại trường sinh giả bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm mấy cái. Cái này long lạc tiết điểm bên trong ma thần trụ, chính là vị kia ma môn trường sinh giả đại lão cây cột. Nói cách khác, ta hiện tại chính tin tưởng cô na nữ sĩ, sau đó phối hợp với nàng, chính diện cứng rắn đối vị này ma môn đại lão. Tống Thư Hàng. Tống, một ngày không đối đại lão ta liền toàn thân khó chịu. Không đối không thoải mái tư cơ. Thư Hàng. Có đôi khi, không cần tiền đồ vật cũng không thể tùy tiện tin, rất có thể người ta không cần tiền nhưng phải mệnh. Hôm nay, Tống Thư Hàng lại tổng kết ra một đầu nhân sinh kinh nghiệm. Mà liền tại hắn vội vàng tổng kết nhân sinh kinh nghiệm thời gian bên trong, lòng đồng tử cô na nữ sĩ, đã liên tiếp rút lấy 9 lần 8 tấn 9 thiên kiếp chi lực, đưa nó cùng Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp chi lực dung hợp, hình thành siêu cường hóa thiên kiếp trưởng tâm lôi, lại đem bọn chúng không ngừng ném tới ma môn trường sinh giả đại lão chỗ long lạc tiết điểm bên trong. Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng nhớ tới lúc còn nhỏ còn rất hùng mình và các đồng bạn dùng pháo nổ ngư hình ảnh. Chính là cái này hương vị. Không ngừng đem trường tâm lôi ném tới ma môn trường sinh giả đại lão tiết điểm, ném vào nổ chính là. Ngoài ý muốn cảm giác có chút mang cảm giác, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Liên tiếp hơn 30 cường hóa trường tâm lôi ném vào, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Ma môn đại lão long lạc tiết điểm vị trí, ma thần trụ bị tạc gãy mất hơn phân nửa, hỗn loạn tưng bừng. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Ngươi cõng ta làm nửa ngày tiểu động tác. Cuối cùng dẫn tới chính là cái này cửu phẩm thiên kiếp. Một cái trầm muộn thanh âm, từ long lạc tiết điểm bên trong truyền vang đi ra. Chỉ là cửu phẩm thiên kiếp, với ta mà nói lại tính là cái gì? Loại trình độ này thiên kiếp, ta sớm tại 7 tấn 8 thời điểm liền thưởng thức qua. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng, ngươi khí lượng, ngươi thủ đoạn, ngươi mưu kế, ngươi khí vận, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Chính vì vậy, ta mới có thể thủ tiêu ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Trong âm thanh của hắn, lộ ra cuồng bá không ai bì nổi điên cuồng, đây là một loại ma âm, am hiểu phá hủy tâm trí người. Đến hắn cảnh giới này, thậm chí chỉ cần tại một khu vực nói chuyện lớn tiếng, tự thân ma âm liền sẽ để tinh thần lực chưa đủ sinh vật điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Hắn là di động thiên tai, sẽ nhảy nhót ác mộng. Con hàng này ai vậy, lớn lối như vậy? Xích Tiêu Kiếm nói. Chủ nhân của hắn một trong Xích Tiêu Tử đều không phách lối như vậy qua. Long đồng tử cô na nữ sĩ duỗi ra hai tay có chút mở ra, hướng không trung đưa tới. Sau một khắc, một hơi có ba cái cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi bị ném vào đến ma môn trường sinh giả đại lão tiết điểm. Đồng thời được đưa vào đi, còn có một cái hạt giống. Đó là một cái trong suốt hạt giống, bên trong có một cái vi hình nữ tử co do thân ảnh. Hạt giống đang bị đưa vào tiết điểm trong nháy mắt, rách ra ra. Đó là một đạo cổ u hỗn độn ý chí, là Tống Thư Hàng giao dịch cho cô na tiên tử chi vật. Hạt giống vỡ ra, cổ u hỗn độn ý chí khí tức khuếch tán ra tới. Sau một khắc, cường hóa thiên kiếp trưởng tâm lôi biến đổi. Thiên kiếp hóa thành thiên phạt. Thiên kiếp dưới, còn có một chút hy vọng sống, mà chết ở thiên phạt bên dưới, thập tử vô sinh. Thiên phạt bên trong. Càng ẩn chứa pháp tắc cấp lực sát thương. Thiên phạt thứ này, là liền cửu u chúa tể đều không muốn đụng phải đồ vật. Mà lại, thiên phạt là không chết không thôi hình thức. Ba cái cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi, chuyển hóa làm thiên phạt hình thức, đằng đằng sát khí đánh phía ma môn đại lão vị trí. Cái này đợt thao tác tương đương trượt, nằm ngoài dự tính. Thành công, long đồng tử cô na nữ sĩ nói. Có cổ u ý chí khí tức làm dẫn tử. Đem cửu phẩm thiên kiếp chuyển hóa làm thiên phạt. Mà tại thiên phạt cái kia không chết không thôi lực lượng bên dưới,
ma môn trường sinh giả chỗ cấu tạo cái kia long lạc tiết điểm lỗ đen khu vực, sẽ bị triệt để phá hủy, nhổ tận gốc. Tống Thư Hàng, làm xong. Đúng vậy, kết thúc. Long đồng tử cô na nữ sĩ nói, ta cũng là lần thứ nhất làm như thế, hoàn toàn không có nắm chắc, sở dĩ có chút khẩn trương. Tốt tại thành công. Ầm ầm. Thiên phạt hình thức trường tâm lôi, nện ở lỗ đen khu vực, nổ lên hôm nay chói mắt nhất hiên hoa. Tại thiên phạt pháp tắc tính phá hư bên dưới, ma môn trường sinh giả cấu tạo long lạc tiết điểm diện tích không ngừng thu nhỏ. Lại thêm có long đồng tử côn na nữ si ở một bên kiềm chế, đình chỉ long lạc đối ma môn trường sinh giả tiết điểm kia năng lượng cung cấp. Ma môn trường sinh giả độc thân phấn chiến, liên tục bại lui, địa bàn càng ngày càng nhỏ. Đại cục đã định. Đối với long lạc tới nói, hắn tựa như là virus ngưng tụ u ác tính, ta tự thân không cách nào đưa nó thanh trừ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tốt tại, lần này rốt cục có thể thuận lợi đưa nó cắt bỏ. Long đồng tử côn na nữ sĩ chậm rãi nói. Xích tiêu kiếm thân kiếm quay lại, nói, sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu chính là người thiết kế tốt nội dung cốt truyện. Từ tiếp xúc Tống Thư Hàng, đến cùng Thư Hàng trở thành hảo hữu, lại đến cho mượn Tống Thư Hàng 8 tấn 9 lôi kiếp chi lực, chuyển hóa ra thiên phạt. Nếu như đây hết thảy đều là nàng ngay từ đầu thiết kế tốt, vậy cái này long lạc ý chí quá tâm cơ. Xích tiêu kiếm cảm giác mình không am hiểu ứng phó loại tâm cơ này thâm trầm hạng người, cùng loại này đầy mình tâm cơ người cùng một chỗ lúc, không cẩn thận bị đối phương bán, nói không chừng bản thân còn đang vì đối phương kiếm tiền. Còn không bằng Tống Thư Hàng loại này kiểu dáng, trực tiếp lên đại bảo kiếm tới thực sự. Xích tiêu đao tiên sinh ngươi hiểu lầm. Long đồng tử côn na nữ sĩ lắc đầu, ta không có mạnh mẽ như vậy kế hoạch năng lực, kỳ thật đại bộ phận đều là trùng hợp. Tiếp xúc Tống Thư Hàng chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn mấy cái là người xâm nhập, là hắc long thế giới bên ngoài nhân loại. Sở dĩ thân là long lạc ý chí, hắn tự nhiên sẽ chú ý một đợt. Sau đó, từ tiếp xúc Tống Thư Hàng lên, đối phương liền cho nàng mang đến quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đoàn tử ý chí dẫn tới thiên phạt, Tống Thư Hàng giao dịch cho nàng phong ấn cổ u ý chí khí tức hạt giống, còn có Tống Thư Hàng cái kia tăng lên điên cuồng cảnh giới. Nói tóm lại, dẫn đạo thiên kiếp lực lượng hóa thành thiên phạt kế hoạch, đại bộ phận đều là xây dựng ở Tống Thư Hàng mang cho nàng kinh hỉ bên trên. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nàng căn bản không nghĩ tới có thể từ trên thân Tống Thư Hàng dẫn dắt đến 8 tấn 9 cấp bậc thiên kiếp. Thư Hàng tiên sinh, thật là một cái mang cho người ta ngạc nhiên nam nhân. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói, để báo đáp lại, một hồi Thư Hàng tiên sinh ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Tống Thư Hàng, ta còn tưởng rằng ta 5 tấn 6 thiên kiếp phải dẹp. Rõ ràng là hắn muốn độ thiên kiếp. Kết quả đỉnh đầu thiên kiếp hóa thành thiên phạt, toàn chạy tới oanh ma môn đại lão đi, đem hắn cái này độ kiếp người vắng vẻ tại nguyên chỗ. Sẽ không, chờ thiên phạt sau khi kết thúc, thiên kiếp của ngươi vẫn là sẽ một lần nữa ngưng tụ đản sinh. Long đồng tử côn na nữ sĩ giải thích nói. Tích béo cầu cho ngươi mở ra cao nhất long lạc quyền hạn, ngươi sẽ có được long lạc hơn 9 thành quyền hạn, có được gần với béo cầu quyền hạn quản lý, tiếp tục thời gian 20 ngày. Chúc mừng ngươi, trở thành long lạc quyền hạn tối cao đại lý thương. Tống Thư Hàng. Đây là ta cho Thư Hàng tiên sinh phản hồi, đến lúc đó ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp, hoàn toàn có thể đầy đủ điều động long lạc lực lượng. Chỉ cần ngươi chạm trên hắc long thế giới, cũng không cần lo lắng thiên kiếp vấn đề. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi mở ra 20 ngày quyền hạn, dài hơn, thân thể của ngươi sẽ cùng long lạc đồng hóa, đến lúc đó liền không cách nào rời đi long lạc. Mặc dù ta rất muốn đem Thư Hàng tiên sinh ngươi lưu tại long lạc bên trong, nhưng hạn chế tự do của ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Thì ra là thế, tạ ơn, Tống Thư Hàng nói. Không cần khách khí, phải nói tạ ơn người là ta mới đúng. Long đồng tử côn na nữ sĩ hai tay nắm mép váy, đối Tống Thư Hàng đi cái thục nữ lễ, Thư Hàng tiên sinh ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút long lạc sử dụng, đến lúc đó lúc độ kiếp có thể thuần thục phát huy long lạc công hiệu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tống cẩn thận cái này lúc, tạo hóa tiên tử đột nhiên kêu lên. Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt xuất hiện trên người Tống Thư Hàng, đem hắn toàn thân một mực bảo vệ. Tạo hóa tiên tử trong tay kim sắc đại bút cách không một điểm, một chuỗi nho văn tại Tống Thư Hàng trước mặt hóa thành gương sáng, khung ra phòng ngự pháp thuật. Xích tiêu kiếm lóe lên đến Tống Thư Hàng trong tay.
Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đã không cách nào lại duy trì hủy diệt cự nhân hình thái, bọn chúng phân tán vì hai bộ tổ hợp pháp khí, che chở Lý Âm Trúc cùng chuột hamster hào. Cong! Có một cây gậy lớn nhỏ ma thần trụ đột nhiên hiện ra, đâm vào Tống Thư Hàng trước mặt, bị Nho Văn biến thành gương sáng ngăn lại. Ma thần trụ xoay tròn lấy rơi xuống đất, cắm vào mặt đất. Nho Văn biến thành tấm gương vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, là cái kia ma môn đại lão. Đối phương quê quán bị một tổ bưng, rốt cục thẹn quá hóa giận, muốn đích thân ra sân tìm về mặt mũi. Nhưng là vị này ma môn đại lão vừa ra trận liền đối ta làm gì, hắn chân chính địch nhân không phải bên trên Long Lạc ý chí sao? Ha ha ha, lại nhưng có thể đỡ ta một kích. Người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Ma môn trường sinh giả thanh âm trầm thấp vang lên. Ha ha ha, không chỉ có cấn tay, nói không chính xác còn có thể để ngươi tay cụt tin hay không? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ngươi dạng này trả lời lời nói, không phải biến tướng thừa nhận ta là một đầu con dẹp sao? Tống con dẹp tạo hóa tiên tử hát nói. Công đức xà mỹ nhân lập tức tiếp lời nói, ngươi cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiên sinh không cần sợ, hắn để ta đến đối phó. Long đồng tử Côn Na tiên tử vỗ ngực nói, mặc dù ta không am hiểu chiến đấu, nhưng nơi này là địa bàn của ta. Trường sinh giả cấp bậc đối thủ, đại phiền toái A, sẽ chết đi. Bạch tiền bối phân thân hữu khí vô lực nói, hắn giãy giụa lấy giữ vững tinh thần, Thư Hàng, cho ta thanh kiếm. Lưu tinh kiếm cùng bản thể cùng một chỗ tiến vào 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong đi. Mục tiêu là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, duy nhất một lần phi kiếm có chút không lấy ra được. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đưa tay một phát đại bảo kiếm rơi vào Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên người. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, người hợp tác với Bạch Tiền Bối thử một chút. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vốn muốn cự tuyệt, dù sao mặc dù hắn là kiếm, nhưng am hiểu là đao ý. Bất quá, xem ở dưỡng đao thuật trên mặt mũi, hắn đồng ý Tống Thư Hàng đề nghị. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối kiếm quang lóe lên, rơi vào Bạch Tiền Bối trong tay, Bạch đạo hữu, chúng ta hợp tác một đợt thử một chút. Bất quá trước đó nói xong, ta am hiểu là đạo ý, nếu như không thể hoàn mỹ phối hợp, cũng không thể trách ta. Ta cảm giác chúng ta sẽ rất hợp tới. Bạch Tiền Bối phân thân trên người Xích Tiêu Kiếm nhấn một cái. Một phát dưỡng đao thuật quang mang sáng lên. A, à, thoải mái Xích Tiêu Kiếm kinh ngạc nói, pháp thuật kia, Bạch đạo hữu cũng sẽ. Thư Hàng đối với ta sử dụng nhiều lần như vậy, chỉ cần biết rồi pháp thuật nguyên lý, đưa nó bắt chước được đến cũng không khó khăn. Bạch Tiền Bối phân thân trả lời. Trước đó hắn lúc đang ngủ, Tống Thư Hàng liền khống chế không nổi hai tay, hướng về thân thể hắn quét không biết bao nhiêu phát dưỡng đao thuật. Sau đó, dưỡng đao thuật nguyên lý Bạch Tiền Bối liền phân tích không sai biệt lắm. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tinh tế dư vị, bình luận, không hổ là Bạch đạo hữu. Người bắt trước dưỡng đao thuật cùng Thư Hàng tiểu hữu đã rất gần, chỉ là có vài chỗ nhỏ xíu khác nhau. Những thứ này nhỏ xíu khác nhau không ảnh hưởng dưỡng đao thuật hiệu quả, đối Xích Tiêu Kiếm tới nói dù sao đều rất thoải mái. Bạch Tiền Bối cầm kiếm, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối toàn lực phối hợp. Sau một khắc, cả hai tiến vào tâm ý tương thông trạng thái. Có lẽ lại cho bọn hắn một chút thời gian phối hợp, liền có thể tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái cũng không nhất định. Tống Thư Hàng đưa tay giơ cao, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ngưng tụ thành hình. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thủ hộ lấy chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc, đồng thời vũ trang Tống Thư Hàng. Trung Yên thánh kiếm lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chỗ. Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh. Dù cho muốn đang đối mặt chính là ma môn đại lão, đỉnh tiêm trường sinh giả, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Dù sao bên cạnh hắn trận doanh phi thường xa hoa. Bản thân liền có được chính diện cứng rắn đối trường sinh giả thực lực. Còn nữa, hắn hạch tâm thế giới bắt đầu khôi phục, có được Long Lạc cao nhất quyền hạn quản lý về sau, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bắt đầu giải trừ che đậy. Chỉ cần hạch tâm thế giới dám không túng, Tống Thư Hàng liền sẽ không túng. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có cường lực ngoại viện. Mặt khác, Bạch Tiền Bối bắt đầu liên hệ hắn. Người bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Ta cảm ứng được thiên phạt khí tức, Bạch Tiền Bối thanh âm trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch Tiền Bối, có người đối ta, đối phương là đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời.
Bạch tiền bối hiếu kỳ, người cái kia hiện thế bạch tiền bối, không phải trở về sao? Hiện thế bạch tiền bối cuốn vào ta 8 tấn 9 thiên kiếp đi chơi. Tống Thư Hàng trả lời.